Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 554, nhà có con mới tốt. Ộc ộc. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc nôn vào trong bồn nước, hắn vừa vỗ vỗ lưng nàng vừa dùng giọng vui đùa nói. Vợ, anh sai rồi, vợ của anh là ai chứ? Tên kia thuần túy chỉ là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, anh xem như lãng phí lời nói mà thôi. Mạc Tiểu Bắc rửa mặt xong thì chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng trợn mắt nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Sau này đừng đùa theo kiểu nhàm chán như thế này nữa nhé. Vợ yên tâm, sau này anh nhất định sẽ không nói bậy. Vương Tử Quân giơ tay lên thề son sắt, hắn nói tiếp. Vợ, vừa rồi anh kích thích em, chính là muốn cho em biết rõ hương vị khi bị nghi oan, để cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào. Anh nói đến chuyện Trương Lộ Giai. Mạc Tiểu Bắc tuy không nói quá nhiều nhưng lại rất thông minh. Thấy Mạc Tiểu Bắc chủ động chuyển sang đề tài với Trương Lộ Giai thì Vương Tử Quân không khỏi vã mồ hôi, hắn dùng giọng có chút lúng túng nói. Vợ, nước miếng cũng có thể giết chết người, mặc kệ thế nào thì anh cũng tin tưởng em, anh chỉ yêu một mình em. À, em biết rồi. Vương Tử Quân nhìn vẻ tinh khiết của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt cảm thấy mình có tội, thế là nhìn không được ôm lấy nàng. Mạc Tiểu Bắc không kịp chuẩn bị, nàng bị hắn ôm lấy thật chặt, mùi hương đàn ông bùng vào trong mũi nàng. Điều này làm cho nàng choáng váng. Ngay sau đó đầu lưỡi của hắn đã xâm nhập vào miệng của nàng, Vương Tử Quân hôn cực kỳ nhiệt liệt, người phụ nữ trong lòng càng lúc càng nóng hôi hổi. Hai người hôn nhau, Mạc Tiểu Bắc cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, đã lâu rồi nàng chưa thân mật với chồng, là một hay hai tháng rồi. Nàng không thể nhớ rõ đã cách ly chồng mình bao lâu, đã bao lâu không thân mật với người đàn ông của mình. Bây giờ cảm giác này lại xuất hiện trong người nàng, mà Vương Tử Quân lại càng thêm mãnh liệt hơn. Bọn họ hôn nhau rất lâu, Vương Tử Quân đưa tay vào trong quần áo của Mạc Tiểu Bắc, hai bàn tay đưa đến ngực, chỉ cảm thấy nơi đó bành trướng, nóng bỏng, biết đâu lại sắp nổ tung ra ấy chứ. Vương Tử Quân ra sức hoạt động càng làm cho Mạc Tiểu Bắc run rẩy, nhưng đó là cảm giác run rẩy thoải mái, nàng thậm chí còn cảm thấy vui sướng vì cảm giác phá tan cấm kỵ, thế cho nên để mặc hắn tung hoành. Vương Tử Quân chỉ cảm thấy cơ thể sôi trào, dung nham bừng bừng, trời long đất lở. Khi hai người đang tràn đầy tình cảm, đang ở vào tình huống khó thể khống chế được thì Mạc Tiểu Bắc đẩy Vương Tử Quân ra, sau đó nàng chạy vài bước về phòng vệ sinh, tiếp tục nôn khan vài cái, lại dựa lưng lên khung cửa sổ. Chồng, khoảng thời gian này không biết bị làm sao, em luôn có cảm giác buồn nôn, nhưng lại không nôn ra được thứ gì, thật sự khó chịu. Vương Tử Quân nhìn gương mặt có hơi vàng của Mạc Tiểu Bắc, toàn thân chợt trở nên mềm nhũn, cảm giác căng thẳng biến mất, dần thoải mái hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân có kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn cực kỳ kích động, cảm thấy hai mắt như ươn ướt, hắn chạy đến dùng giọng mừng rỡ nói. Vợ, vợ tốt của anh, chúng ta sắp có con, anh sắp làm cha. Vương Tử Quân giữ lấy Mạc Tiểu Bắc đang dựa lên cửa. Vợ, Vương Tử Quân ghé sát đến mặt Mạc Tiểu Bắc, áp sát mặt hắn lên mặt nàng. Vợ, cảm ơn em, chúng ta cuối cùng cũng có con. Mạc Tiểu Bắc nhìn nụ cười ngây ngô của Vương Tử Quân, gương mặt tái nhợt cuối cùng cũng có hơi đỏ. Nàng duỗi bàn tay trắng nõn vuốt ve mái tóc của Vương Tử Quân, sau đó khẽ dựa lên người hắn. Vợ, mau nói cho anh biết, em có phản ứng thế này đã bao lâu rồi? Vương Tử Quân vội vàng hỏi. Đã hơn 2 tháng rồi. Mạc Tiểu Bắc có chút oán trách. Thật sự là không muốn ăn gì. À, xem như làm khó vợ của anh rồi, nếu em nhịn thì con của anh chết mất. Người nhà có biết không? Vương Tử Quân dùng giọng hưng phấn nói. Không, vì chuyện này mà khoảng thời gian qua em ít về nhà. Mạc Tiểu Bắc cười xấu hổ. Em cũng không muốn người nhà nhìn thấy bộ dạng của em vào lúc này. Vương Tử Quân nhìn biểu cảm tràn đầy hạnh phúc của Mạc Tiểu Bắc, hắn thật sự rất đau lòng. Nàng lười biếng dựa vào lòng hắn, hắn dùng giọng yêu thương hỏi. Vợ, em muốn ăn gì? Em nói đi, anh mời khách. Cũng không muốn ăn gì cả. Mạc Tiểu Bắc ôm lấy Vương Tử Quân rồi dùng giọng mất hết sức lực nói. Nếu là trước kia Mạc Tiểu Bắc không muốn ăn thì Vương Tử Quân có thể dung túng cho qua, nhưng bây giờ hắn lại kiên quyết đả kích ý nghĩ của mình. Vợ, nếu em không chịu ăn, con của anh cũng chẳng có gì để ăn. Dưới sự cố gắng của Vương Tử Quân, cuối cùng Mạc Tiểu Bắc cũng đồng ý đi ăn chút gì đó. Vương Tử Quân quyết định tự mình xuống bếp, nhưng khi hắn mở cửa tủ lạnh thì thấy bên trong rỗng tuếch. Mạc Tiểu Bắc theo chân Vương Tử Quân đi vào nhà bếp, nàng nhìn bộ dạng giật mình của Vương Tử Quân,
thế là cười ngại ngùng rồi dùng giọng xấu hổ nói. Thật xin lỗi chồng, trước nay em đều ăn cơm ở canteen. Canteen nào? Vương Tử Quân nhìn dáng người thon gầy của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt sinh ra một xúc động, hoặc là nàng cùng mình quay về thành phố Đông Bộ, hoặc là về chỗ Mạc lão gia tử, nếu không chí ít cũng phải về sống với bố mẹ vợ của mình. Ra ngoài dùng cơm được không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không muốn đi của Mạc Tiểu Bắc, hắn cũng thật sự không đành lòng, thế là quyết định ra ngoài mua sắm một phen. Vợ, em theo anh hay ở nhà chờ? Mạc Tiểu Bắc khó có được cơ hội cùng Vương Tử Quân trải qua cuộc sống bình thản, nàng định ra ngoài với hắn, thế nhưng đứa bé trong bụng giống như luôn muốn xác nhận sự hiện hữu của mình, cứ mãi làm cho nàng nôn khan. Sau một lúc thì chính nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực. Vương Tử Quân cầm lấy chìa khóa xe của Mạc Tiểu Bắc, hắn rời khỏi nhà. Lúc này hắn đã quên tình huống lục đục với nhau ở thành phố Đông Bộ, trong đầu chỉ nghĩ đến căn hộ ở đây, nghĩ đến vợ mình. Chào anh, vừa rồi tôi có chút lỗ mãng, mong anh tha thứ. Khi Vương Tử Quân đang suy tư nên làm món gì để vợ có dinh dưỡng, một bóng người chợt vọt qua bên cạnh. Vương Tử Quân nhìn tiểu đoàn trưởng Trần đang trà sát hai tay trước mặt mình, hắn hời hợt nói. Không có gì, các anh cũng là có ý tốt mà thôi. Tiểu đoàn trưởng Trần tiến lên một bước nói. Tôi là Trần Kiến Phong, là quân nhân, xin hỏi anh là anh trai của Mạc Tiểu Thư sao? Vương Tử Quân nhìn vẻ căng thẳng trong mắt Trần Kiến Phong, hắn càng chứng thật suy đoán của bản thân. Mạc Tiểu Bắc là người xinh đẹp thu hút, khó tránh khỏi tình huống làm cho người ta nhớ thương. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không tha thứ cho tình huống một người đàn ông có ý nghĩ không an phận với vợ mình, hắn cười nói. Cô ấy là vợ tôi. Trần Kiến Phong có chút ngây ngốc, hắn không khỏi thốt lên. Không có khả năng, tôi chưa từng gặp anh đến đây, sao anh có thể là chồng cô ấy? Thật xin lỗi, chúng tôi kết hôn đã lâu, chẳng qua không ở cùng một chỗ thôi. Vương Tử Quân tránh qua Trần Kiến Phong với vẻ mặt lo lắng, hắn đi ra ngoài cửa như sao băng. Anh đừng nói dối, đừng tưởng rằng to mồm như vậy có thể làm tôi thấy khó mà lui. Tôi nói cho anh biết, có gan thì chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Trần Kiến Phong nói mà thật sự rất muốn khóc, giống như người đàn ông đột nhiên xuất hiện này đã cướp mất hạnh phúc của mình. Vương Tử Quân hoàn toàn không quan tâm đến một Trần Kiến Phong to đầu hay xúc động, nhưng cảm giác người ta nhớ thương vợ mình cũng làm hắn không thoải mái. Hắn thầm nghĩ, có nên vận dụng quan hệ để đẩy tên khốn không biết lượng sức này đến đóng quân ở một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi không? Vương Tử Quân giữ im lặng càng làm cho Trần Kiến Phong thêm căm tức, hắn tiến lên vài bước dùng giọng khó khống chế được phẫn nộ kêu lên. Anh dựa vào cái gì mà nói mình là chồng cô ấy? Sao anh dám xác định cô ấy yêu anh? Đề nghị anh đến số 250 đường Tây Giao mà hỏi, bọn họ sẽ cho anh biết đáp án. Vương Tử Quân nhíu mày, hắn nghiêng đầu rồi vứt lại một câu. Số 250 đường Tây Giao. Trần Kiến Phong là một người quân nhân, tất nhiên hắn biết rõ chỗ kia, đó chính là bệnh viện tâm thần nổi tiếng cả nước. Trần Kiến Phong lúc này mới chợt bừng tỉnh, khốn kiếp, đối phương rõ ràng xem mình là một người điên. Grum, grum, grum. Chiếc xe Jeep của Mạc Tiểu Bắc chạy đi như bay để lại một làn khói đen. Trần Kiến Phong nhìn Vương Tử Quân nghênh ngang bỏ đi mà thật sự nổi giận, nhưng hắn lại căn bản không thể làm gì được Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đến một siêu thị mua thức ăn, sau đó tranh thủ quay về nhà, vì hắn cũng lo lắng khi để vợ ở nhà một mình. Cốc cốc cốc. Khi Vương Tử Quân đang nấu món hầm cách thủy thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn kinh ngạc đi ra mở cửa, thế là gặp một tên thanh niên đến tặng hoa. Khi thấy Vương Tử Quân mở cửa thì hắn cung kính nói. Tiên sinh, xin hỏi đây có phải là nhà của Mạc Tiểu Thư không? Tôi là người của cửa hàng hoa Nhất Tình Duyên, có vị tiên sinh muốn tặng hoa cho Mạc Tiểu Thư. Vương Tử Quân nhìn thấy tên thanh niên cầm theo bó hoa hồng cùng với một tờ giấy màu anh nhạt, thế là hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, cuối cùng cười nói. Đúng là nhà của Mạc Tiểu Thư, nhưng cô ấy không nhận được, tôi nhận thay cô ấy. Xin hỏi ngài có liên hệ thế nào với Mạc Tiểu Thư? Tên thanh niên vừa để Vương Tử Quân ký tên vừa hỏi. Tôi là bố của con cô ấy. Vương Tử Quân nói rồi trực tiếp nhận hoa. Bố của con cô ấy. Tên thanh niên vô thức lặp lại một câu, vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín mà càng thêm hoảng sợ. Lần này mình đi đến tặng hoa cho chồng người ta, may mà không gặp phải một kẻ nóng tính, nếu không biết đâu sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng tên thanh niên tặng hoa cũng không ngờ,
vị chủ tịch thành phố tiếp nhận hoa và tờ giấy màu xanh được gấp tinh xảo giống như một bức thư tâm tình, hắn không thèm nhìn mà vứt vào sọt rác. Còn bó hoa hồng ướt át, hắn cầm lấy đi vào phòng khách. Chồng, chuyện gì vậy? Khi thấy bó hoa trong tay Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc khẽ hỏi. Vợ, tặng cho em. Vương Tử Quân nói rồi dùng hai tay đưa bó hoa đến trước người Mạc Tiểu Bắc. Anh tặng hoa cho em. Mạc Tiểu Bắc tuy biểu hiện vẫn có chút lạnh nhạt, thế nhưng cặp mắt lại có hai phần ngập nước. Xem ra sau này mình nên chú trọng tặng hoa cho vợ. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, hắn cười nói. Tất nhiên là tặng cho em, để anh ôm em một cái. Sau khi dùng cơm xong thì Vương Tử Quân dụ dỗ Mạc Tiểu Bắc đang muốn đọc sách đi nghỉ chú o, nhưng thấy nàng cứ lật qua lật lại, hắn tuy cười thầm nhưng lại biết nàng căn bản không muốn ngủ. Tuy Vương Tử Quân rất muốn không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy mình và Mạc Tiểu Bắc ở cùng với nhau, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn phải cho thư ký biết rõ hành tung của mình. Bây giờ điện thoại không thể dùng được ở thủ đô, hắn dùng điện thoại bàn trong nhà để gọi điện thoại cho Triệu Quốc Lương, nói cho đối phương biết có gì khẩn cấp có thể liên lạc với mình. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại đi thì xem như điện thoại trong nhà không được yên tĩnh, Tôn Quốc Lĩnh là phó chủ tịch thường vụ dẫn đầu các vị phó chủ tịch khác. Hắn bắt đầu gọi điện thoại báo cáo công tác cho Vương Tử Quân. Tuy chỉ là một ít chuyện không phải gì lớn, thế nhưng Vương Tử Quân hiểu bọn họ làm như vậy để chứng minh, dù mình ra ngoài thì bọn họ cũng không dám tự tiện làm chủ. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc trừng mắt trên giường, hắn thật sự mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chờ cho đám người Tôn Quốc Lĩnh nói cho xong, cũng nói ra ý kiến của mình. Nhưng đa số vấn đề thì Vương Tử Quân cho bọn họ tự quyết định phương án xử lý. Sau khi vài vị phó chủ tịch báo cáo xong thì Vương Tử Quân thật sự sinh ra xúc động rút dây điện thoại, đúng lúc này tiếng chuông vang lên. Khi hắn vừa nghe máy, một giọng nói không chút khách khí chợt vang lên chỉ trích. Chủ tịch Vương, anh thật sự không trượng nghĩa, vì sao đến thủ đô không gọi điện thoại cho tôi? Có phải cảm thấy tôi không mời anh được bữa cơm sao? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc này mà có chút vui vẻ, hắn cười ha hả nói. Cục trưởng Lưu. Tôi thật sự không dám có suy nghĩ này, nhưng nếu anh đã hiểu lầm, như vậy không bằng tôi để anh làm chủ một lần, nói thật, tôi có một bí mật chưa nói cho anh biết. Lưu Nham Phú cười nói. Bí mật gì mà chưa nói cho tôi biết? Thật ra tôi cũng xem như là người thủ đô, hì hì, cũng xem như có thể đứng ra làm chủ mời khách. Vương Tử Quân nở nụ cười nói lời trêu đùa với Lưu Nham Phú. Được rồi, lần này anh cũng không được tranh giành với tôi. Nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Lưu Nham Phú nói rồi dùng giọng chân thật đáng tin lên tiếng. Chủ tịch Vương, 7 giờ tối nay chúng tôi sẽ chờ anh ở khách sạn Thủy Thượng, không gặp không về. Vương Tử Quân đã sớm có tâm tư đến bữa cơm tối sẽ đi gặp Mạc Lão Gia Tử, vì Mạc Lão Gia Tử đã lâu chưa gặp hắn. Lúc này hắn nghe được lời mời Lưu Nham Phú, thầm nghĩ có lẽ ngày mai hãy đến thăm Mạc Lão Gia Tử, hôm nay nên gia tăng cảm tình với Mạc Tiểu Bắc. Không phải ngày mai sẽ càng dễ dàng vượt qua kiểm tra sao? Trần Linh Mai có ý nghĩ như vậy thì lại càng thêm nhiệt tình với Mạc Tiểu Bắc, nàng nở nụ cười hớn hở với Mạc Tiểu Bắc. Nhưng Mạc Tiểu Bắc lại là người không thích nói chuyện, tuy lúc này cũng muốn nói thêm nhiều lời với Trần Linh Mai, thế nhưng trong đầu có ý nghĩ nhưng miệng lại nói không nên lời. Anh công tác thế nào rồi? Vương Tử Quân uống một hớp nước trà rồi cười hỏi Lưu Nham Phú. Công tác sao? Cũng bình thường mà thôi. Lưu Nham Phú vừa châm nước cho Vương Tử Quân vừa thản nhiên nói. Vương Tử Quân là người quen nhìn mặt nói chuyện, hơn nữa lại hiểu rất rõ về Lưu Nham Phú, trong lòng chợt sinh ra nghi vấn. Với tình huống của Lưu Nham Phú vào lúc này, phải là Xuân Phong đắc ý mới đúng, cớ sao lại có biểu hiện như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng không muốn nói nhiều của Lưu Nham Phú, Vương Tử Quân cũng cất giấu tâm tư của mình. Bây giờ Lưu Nham Phú không muốn nói, lát nữa uống vào vài ly. Dù có không muốn nói cũng sẽ nói ra mà thôi. Lưu Nham Phú phân phó nhân viên đưa thức ăn lên, khi nhân viên phục vụ rời khỏi phòng thì hắn nhìn chiếc ghế trống ở trên bàn, sau đó khua tay nói. Nên đưa chiếc ghế trống này ra, chúng ta cũng không có nhiều người như vậy. Trần Linh Mai đang nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc, nàng thấy chồng nhắc đến chiếc ghế trống thì vẻ mặt biến đổi, thấy nhân viên phục vụ muốn tiến lên cất ghế đi thì chặn lại nói. Nham Phú, chờ chút, còn có người. Lưu Nham Phú chợt mất hứng, hắn mời Vương Tử Quân dùng cơm vì muốn tạo ra bầu không khí riêng tư gia đình, vợ mình cũng thật là, sao lại mời người khác. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một tên thanh niên đi vào. Chào Dượng, chào cô.
Tên thanh niên kia đi vào, khi thấy Lưu Nham Phú và Trần Linh Mai thì cung kính kêu lên. Vương Tử Quân vốn không chú ý, thế nhưng khi nghe thấy âm thanh của tên kia, hắn chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn, chợt sinh ra cảm giác dở khóc dở cười. Trong lòng thầm nghĩ, đời người thật sự không khó để gặp lại, thủ đô xem ra cũng quá nhỏ, mình sao lại luôn có cơ hội gặp mặt người này như vậy. Kiến Phong, cậu có chuyện gì sao? Lưu Nham Phú nhìn thoáng qua Trần Kiến Phong rồi thản nhiên nói. Trần Linh Mai chợt cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nàng là người tâm tư lung linh, khi thấy Lưu Nham Phú nói như vậy thì nàng nhanh chóng cười nói. Kiến Phong cũng không phải người ngoài, cậu đến đây ngồi một chút. Trần Linh Mai vừa nói vừa giống như sợ Lưu Nham Phú đuổi người, nàng vội vàng chỉ sang Vương Tử Quân nói. Vị này chính là đồng sự của Dược, cậu gọi là chú Vương. Tuy Trần Linh Mai nhìn thấy Vương Tử Quân không lớn tuổi hơn cháu nhà mình bao nhiêu, thế nhưng nàng từ miệng Lưu Nham Phú mà biết Vương Tử Quân có quan hệ khá rộng trong quân ngũ, thế là trong lòng thật sự ao ước muốn cháu mình đổi vị trí tốt hơn. Tuy nhà nàng có không ít tiền, thế nhưng trên đời này nhiều tiền chưa chắc đã có nhiều lực. Vì vậy lần này nàng lén thông báo cho cháu mình, chính là muốn quyết định chuyện này ở ngay trên bàn cơm. Trần Kiến Phong cũng hiểu rõ ý nghĩ của cô, sau khi nghe cô phân phó thì ngẩng đầu lên nói. Chào chú Vương. Một câu chào chú Vương vừa ra khỏi miệng thì Trần Kiến Phong chợt ngây cả người, vẻ mặt ngưng trệ. Hắn dù thế nào cũng không ngờ chú Vương chính là người mà mình vừa mới định dùng 5 triệu để đuổi đi, càng chính là người thần thông quảng đại trong lời nói của cô mình. Điều này sao có thể? Đối phương sao có thể giúp được mình? Chính mình vừa rồi gọi người ta là gì? Trần Kiến Phong lúc này thật sự cảm thấy đầu giống như muốn nổ tung ra. Trần Linh Mai muốn cháu mình tạo ra ấn tượng tốt với vợ chồng Vương Tử Quân, như vậy người ta cũng dễ dàng giúp cháu mình tiến lên. Nhưng cũng không ngờ đứa cháu xưa nay cực kỳ cơ trí nhưng khi gặp mặt Vương Tử Quân thì chợt ngây ngốc. Chủ tịch Vương thật sự quá trẻ, nhưng ngây người như Trần Kiến Phong thì rõ ràng là non kinh nghiệm. Tuy Trần Linh Mai tỏ ra rất không thoải mái nhưng vẫn vội vàng hỗ trợ cháu mình. Kiến Phong, đây là đồng sự của Dượng cháu khi công tác ở tỉnh Sơn Nam, là chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ, cháu gọi anh ấy bằng chú cũng không oan. Đây là gì Mạc, là kim đồng ngọc nữ với chú Vương, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Sau khi giới thiệu chú Vương xong thì Trần Linh Mai là một cô bắt đầu nói về gì Mạc với Trần Kiến Phong. Trần Kiến Phong lúc này thật sự sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt, gì Mạc sao? Như vậy là thế nào? Trong lòng hắn giống như bùng lên bão tố, vô tình không thể nào há miệng được. Vương Tử Quân cũng không ngờ Trần Kiến Phong chính là cháu vợ của Lưu Nham Phú, nếu đã có quan hệ như vậy thì hắn tất nhiên sẽ không thể để cho Mạc Tiểu Bắc bắt Trần Kiến Phong xung quân vùng biên giới. Nhưng Chủ tịch Vương đôi khi cũng không quá sảng khoái, cũng không muốn bỏ qua như vậy, thế cho nên cười nói với Trần Linh Mai. Chị Trần, hay là thôi đi, Tiểu Bắc còn trẻ, chị cứ để cho cháu Kiến Phong tùy tiện xưng hô thế nào cũng được. Vương Tử Quân nói đến chữ cháu Kiến Phong thì giọng điệu rất vang dội, điều này làm cho Trần Kiến Phong nghe được mà cổ thiếu chút nữa cũng đỏ ửng. Hắn nhìn Vương Tử Quân đang cười tủm tỉm, trong lòng thầm căm hận. Nhưng hắn nghĩ đến chức vụ của Vương Tử Quân, là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Vì Lưu Nham Phú xuống thành phố Đông Bộ tạm giữ chức, thế cho nên hắn cũng biết rõ cấp bậc hành chính ở thành phố Đông Bộ. Đối phương còn trẻ như vậy mà đã là phó chủ tịch thành phố, là cán bộ cấp phó sở, mình không thể nào so sánh được. Hắn nghĩ đến tình huống mình lấy tiền yêu cầu một phó chủ tịch thành phố bỏ vợ, hắn thật sự cảm thấy mất hết mặt mũi. Trần Kiến Phong nhìn Vương Tử Quân, nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi, hắn không dám nghĩ rằng người này là cán bộ cấp giám đốc sở, nếu không, chỉ sợ hắn cũng không dám ngồi ở chỗ này. Không được, Tiểu Bắc còn trẻ nhưng dù sao cũng là em của tôi, sao có thể gọi bậy bạ được. Trần Linh Mai là người đầu tiên không đồng ý lời nói của Vương Tử Quân, nàng nói rồi đưa mắt nhìn Trần Kiến Phong. Kiến Phong, cháu còn lề mề làm gì nữa? Còn không mau chào gì Mạc? Trần Kiến Phong từ nhỏ không sợ ai, chỉ sợ cô Trần Linh Mai của mình. Lúc này thấy vẻ mặt gấp gáp của cô, chút phản kháng trong lòng chợt tan biến sạch sẽ, nhưng hắn không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu cứng rắn nói một câu. Chào gì Mạc? Mạc Tiểu Bắc là người vốn không thích nói chuyện. Đặc biệt là càng không thích mở miệng với người ngoài. Vừa rồi nàng đối thoại với Trần Linh Mai, tất cả là do Trần Linh Mai chủ đạo. Khi Trần Linh Mai nói Trần Kiến Phong gọi mình là gì Mạc, nàng tuy cảm thấy cực kỳ không thích nhưng cũng không cản lại. Sau khi Trần Kiến Phong chào gì Mạc thì nàng mới trầm giọng nói. Chị Trần, tôi cũng không dám nhận mình là gì Mạc.
Trần Linh Mai nghe rõ lời nói của Mạc Tiểu Bắc, đây rõ ràng là lời khách khí của Mạc Tiểu Bắc, nhưng Vương Tử Quân và Trần Kiến Phong là hai người hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Mạc Tiểu Bắc, một người thì cười thầm, một người thì cảm thấy giống như lòng bị dao cắt. Trần Kiến Phong lúc này thật sự rất muốn rời khỏi chỗ này, nhưng khi thấy cô liên tục nháy mắt với mình, hắn cũng không dám đi. Dù sao vì chuyện của mình thì bố mẹ đã không ít lần cầu cạnh cô, lần này cô lại nói có thành công hay không là do chính mình. Em Tiểu Bắc, có gì mà không dám nhận, Chủ tịch Vương là đồng sự tốt của anh Lưu nhà tôi, hai chúng ta là chị em, cháu của chị không phải cũng là cháu của em sao? Sau này nếu hắn có gì không tốt, em thích trách thì trách, thích mắng thì mắng, nếu như hắn dám mở miệng cự cãi, để đó chị cho hắn biết tay. Trần Linh Mai nói chuyện rất vui vẻ nhưng lại làm cho Trần Kiến Phong cảm thấy giống như đứng đống lửa ngồi đống than, lúc này cô lên tiếng xem như hắn đã hoàn toàn thất thủ. Hắn ngồi xuống ghế, tâm tình không đặt lên bàn cơm, hắn nghĩ vừa rồi mình bày trò hề với Vương Tử Quân, bây giờ lại phải mở miệng gọi Mạc Tiểu Bắc là gì. Khi thấy bộ dạng ngơ ngác của Trần Kiến Phong thì Trần Linh Mai thật sự cảm thấy rất khó chịu và bực bội, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này ngày thường thông minh lanh trí, lúc này sao lại ngơ ngác mất hồn như vậy. Trước kia Trần Kiến Phong ăn nói rất hay, bây giờ vào thời điểm quan trọng lại rơi vào tình huống như vậy, chẳng lẽ vẫn là câu thịt chó không được đưa lên bàn tiệc sao? Trần Linh Mai cực kỳ bực bội, nàng lén nháy mắt vài cái với chồng nhưng không được đáp lại, thế là cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, cháu tôi là người thành thật, bình thường cũng không nói được nhiều, thật sự giống hệt như anh trai của tôi. Bây giờ nó đã đến đây, thôi thì để nó mời anh một ly rượu. Xem như chính thức nhận chú Vương, anh thấy thế nào? Vương Tử Quân dù đang đàm luận với Lưu Nham Phú, thế nhưng hắn vẫn bao quát tất cả những gì đang diễn ra. Sau khi nghe thấy Trần Linh Mai nói như vậy, hắn là một người làm chú sẽ không từ chối, nhưng hắn lại cười nói. Chị dâu, chị xem kìa, khách khí như vậy sao được? Cần gì phải dùng rượu mời làm gì, không phải đã quen biết rồi sao? Ôi, Chủ tịch Vương! Rót rượu cho trưởng bối chính là quy củ của nhà chúng tôi, anh nói xem có đúng không, anh Nham Phú. Trần Linh Mai tuy dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng lên tiếng, thế nhưng Lưu Nham Phú vẫn nghe ra sự uy hiếp ẩn giấu bên trong. Tuy Lưu Nham Phú không sợ Trần Linh Mai, thế nhưng hắn cũng chẳng muốn vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm cho gia đình náo loạn mất vui. Hơn nữa lúc này đang ở trước mặt vợ chồng Vương Tử Quân, nếu như mình không cùng âm với Trần Linh Mai, chỉ sợ lại bày ra tình huống gia đình không hòa thuận. Hơn nữa Trần Kiến Phong cũng đã đến, cũng không thể để cho nó quá mất mặt, uống một ly cũng không là vấn đề. Chủ tịch Vương, Linh Mai nói đúng, cứ để cho Kiến Phong kính anh một ly. Lưu Nham Phú nói ra những lời này cũng xem như cho ra quyết định, Vương Tử Quân cười cười nói với Trần Kiến Phong. Nếu đã như vậy thì xem như làm phiền Kiến Phong, nhưng rượu phải mời từ anh Lưu, nếu không tôi làm em cũng sẽ không uống. Chủ tịch Vương, rượu này phải bắt đầu từ anh mới được. Thế nào, tôi rời khỏi thành phố Đông Bộ thì anh xem là người ngoài sao? Lưu Nham Phú vung tay áp xuống rồi dùng giọng kiên quyết nói. Lúc này Trần Kiến Phong đã nâng chai rượu lên, nhưng hai người Lưu Nham Phú và Vương Tử Quân lại đanh đùn đẩy cho nhau, nhìn thì có vẻ cực kỳ nhún nhường, thế nhưng điều này làm cho Trần Kiến Phong cảm thấy mình như một tên hề, căn bản rơi vào tình huống luống cuống tay chân. Được, được, được rồi, cũng không ngờ anh về thủ đô lại có thể nói như vậy. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ là người uống trước. Nhưng có một điều nên nói rõ, rượu cũng không nên quá nhiều, vì anh cũng biết tửu lượng của tôi rồi đấy. Vương Tử Quân cuối cùng cũng không thể nào áp chế được Lưu Nham Phú, hắn không thể không giơ cờ trắng đầu hàng. Lưu Nham Phú cười ha hả nói. Tửu lượng của anh thế nào thì tôi biết rất rõ, anh đến thủ đô một lần cũng không phải dễ, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh uống rượu chạy xe về, như vậy em dâu cũng không đồng ý. Lưu Nham Phú nói rồi cao y sang vẫy tay với Trần Kiến Phong đang không biết phải làm sao. Kiến Phong, rót đầy ly cho Chủ tịch Vương. Trần Kiến Phong đồng ý một tiếng, lúc này hắn mới tĩnh tâm đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Chủ tịch Vương, tôi mời ngài một ly. Hai câu của Trần Kiến Phong không có gì sai, nhưng sai ở chỗ bên cạnh hắn có một cô. Trần Linh Mai nghe thấy Trần Kiến Phong gọi Vương Tử Quân là Chủ tịch Vương, nàng chợt mất vui. Đứa bé này, trí nhớ thật sự quá kém, cái gì mà là Chủ tịch Vương, phải là chú Vương. Trần Kiến Phong nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, lúc này thật sự rất muốn khóc. Hắn nhìn Vương Tử Quân với nụ cười tủm tỉm trên môi, hắn thật sự cảm thấy mình khó thể nào gọi đối phương bằng chú cho được. Ôi, đối phương có lẽ cũng không thèm giúp mình,
hay là thôi đi. Trần Kiến Phong chợt có ý nghĩ như vậy, thế là trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ muốn rời khỏi đây, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Trần Linh Mai lên tiếng, vài nữ nhân viên phục vụ đi vào, trên khay của nhóm nhân viên phục vụ là đủ mọi món ăn đầy sắc màu. Cá muối, phi cá, tổ yến. Trần Linh Mai nhìn món ăn mà nhân viên phục vụ đưa vào, tuy nàng không gọi được tên của tất cả, thế nhưng chỉ là vài cái tên cũng làm cho nàng đau lòng. Tuy nàng không thiếu tiền, thế nhưng đột nhiên có quá nhiều món ngon cũng làm cho nàng khó thể tiếp nhận được. Khi nàng đang cảm thấy đau lòng, nàng chợt thấy không đúng, dù sao thì bàn mình đã dọn ra đầy đủ, sao lại có thêm nhiều món thế này. Trần Linh Mai nhìn nhân viên phục vụ đang dọn những món cũ, nàng trầm giọng nói. Này, có phải đã có gì lầm lẫn không? Chúng tôi cũng không gọi những món này. Xin hỏi có lãnh đạo tên là Lưu Nham Phú ở đây không? Một nhân viên phục vụ đặt món ăn xuống rồi cười hỏi mọi người. Lưu Nham Phú cũng không ngờ xuất hiện tình huống này, hắn có chút trầm ngâm rồi trầm giọng nói. Đúng, tôi là Lưu Nham Phú. Như vậy thì quá đúng rồi. Lãnh đạo Lưu, là thế này, vị khách ở phòng Chí Tôn nói là người quen của anh, thế nên đã đặc biệt đặt vài món đưa đến, các anh cứ yên tâm hưởng dụng, đã tính sổ hết rồi. Nhân viên phục vụ trả lời làm cho Trần Linh Mai cảm thấy rất có thể diện. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nhưng vẻ mặt Lưu Nham Phú chợt biến đổi vài lượt, hắn nhìn các món ăn, lại nhìn Vương Tử Quân ở bên cạnh nở nụ cười nhàn nhạt không nói gì, hắn chợt trầm giọng nói. Làm phiền cô nói với lãnh đạo của mình, món này có thể để lại, nhưng tiền do chúng tôi tính. Thật xin lỗi lãnh đạo, đã có người tính rồi, chúng tôi cũng không thể thu hai lần. Chương 555, mặc kệ ông cười tôi đa tình, cứ tính thành bại luận anh hùng. Lưu Nham Phú cũng không muốn để cho người ta cố tình lấy lòng theo kiểu này, thế là hắn mất kiên nhẫn phất tay nói. Hoặc là để tôi trả tiền thức ăn, hoặc là các người dọn đi. Đám nhân viên phục vụ đưa mắt nhìn nhau, vô tình luống cuống tay chân. Bọn họ thầm nghĩ, có lẽ nên mời người kia ra mặt. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào, người đàn ông vừa vào cửa đã cười nói. Cục trưởng Lưu, lãnh đạo đoán ngài sẽ không nhận, quả nhiên đoán không sai. Ngài như vậy là suy nghĩ quá cơ bắp rồi, phải sửa lại mới được. Lưu Nham Phú thấy người đàn ông trẻ tuổi kia thì vẻ mặt đang bình thản có chút khó coi, nhưng hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Nhờ anh thay tôi cảm ơn lãnh đạo của anh, tôi đang có khách, sẽ không giữ người. Người đàn ông kia cười ha hả nói. Cục trưởng Lưu, ngài quá khách khí rồi, ngài là lãnh đạo của chúng tôi, bây giờ gọi cho lãnh đạo vài món ăn, không trái với quy định đấy chứ. Người đàn ông này vừa nói vừa đi ra ngoài, đối phương mở miệng tuy có vẻ rất cung kính với Lưu Nham Phú, thế nhưng ánh mắt lại có mang theo vài phần khiêu khích. Vương Tử Quân nhìn thấy tất cả, hắn thầm nghĩ, xem ra anh Lưu về thủ đô nhận chức cũng không được trôi chảy. Cũng khó trách được, nơi nào có người thì chỗ đó có tranh chấp, gặp phải phiền toái cũng là bình thường mà thôi. Cũng may Lưu Nham Phú là người có kinh nghiệm công tác ở thành phố Đông Bộ, nếu như ngay cả những chuyện nhỏ nhặt thế này mà không giải quyết được. Như vậy hắn căn bản không cần tiếp tục bước đi trên con đường quan trường. Chủ tịch Vương, đã làm anh chê cười rồi. Lưu Nham Phú nâng ly rượu lên rồi cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không nói nhiều lời, hắn nâng ly rượu lên cùng với Lưu Nham Phú. Gian phòng khôi phục lại bình tĩnh, Trần Kiến Phong cầm chai rượu, thấy hai người Vương Tử Quân uống cạn thì nhanh chóng châm đầy. Hắn có thể thấy rượu rất căm tức người đàn ông vừa đến dâng thức ăn. Vì thế mà động tác càng thêm cẩn thận. Kiến Phong, mọi người trước tiên ăn cái đã, lát nữa rồi rót rượu. Lưu Nham Phú nhìn thoáng qua Trần Kiến Phong, sau đó khẽ khua tay nói. Trần Kiến Phong vốn đã có tâm tư muốn rời khỏi chỗ này, thế nhưng thấy cô Dượng đang mất hứng, thế là cố gắng áp chế tâm tư của mình. Có câu không đánh kẻ lười mà chỉ đánh kẻ không có mắt, hắn cũng không muốn biến thành một kẻ không biết nhìn đời trong mắt cô. Vương Tử Quân vẫn nói cười vui vẻ với Lưu Nham Phú, lúc này Lưu Nham Phú cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường. Tuy hai người Vương Tử Quân và Lưu Nham Phú căn bản không xem sự việc vừa rồi ra gì, thế nhưng Trần Linh Mai lại oán giận không thôi. Chủ tịch Vương, anh Lưu nhà tôi đối nhân xử thế có chút cứng nhắc, anh ấy sở dĩ thoải mái phát triển ở thành phố Đông Bộ cũng là nhờ có chủ tịch Vương anh tha thứ. Nói thẳng ra thì tôi thật sự ghi khắc ơn tri ngộ của anh với anh ấy ở trong lòng, cũng không nói gì hơn. Bây giờ kính anh một ly. Trần Linh Mai là một người phụ nữ giỏi ăn nói, nàng nói rồi nâng ly rượu lên. Vương Tử Quân thật sự không thể nào chối từ,
hắn cười cười với Trần Linh Mai rồi nâng ly rượu lên nói. Chị dâu cứ tùy tiện, tôi uống cạn. Bầu không khí trong phòng dần hồi phục lại sau những lời nói đùa giỡn của Trần Linh Mai. Dù Trần Kiến Phong không tình nguyện nhưng lại bị cô Trần Linh Mai ép rót rượu, nhưng lúc này Trần Linh Mai lại dùng giọng thẳng thắn nói. Chủ tịch Vương, cháu tôi cũng đã 27, công tác không tệ trong quân ngũ nhưng lại không có vận may tốt đẹp như người khác, sau này chỉ có thể trông cậy vào anh và em gái đây hướng dẫn nhiều hơn. Vương Tử Quân nhìn Trần Kiến Phong đỏ mặt tía tai ở phía bên kia, hắn cười nói. Chị dâu, chị cứ yên tâm, sau này nếu có cơ hội thì tôi sẽ cố gắng hỗ trợ. Vậy thì đa tạ chủ tịch Vương, Kiến Phong, mau rót rượu mời chú Vương, sau này nếu tiểu tử cậu phát triển không thuận lợi, cậu có thể tìm đến chú Vương. Trần Linh Mai rất biết thời biết thế, chỉ là nàng nói rất sảng khoái nhưng Trần Kiến Phong lại tỏ ra cực kỳ xấu hổ. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa trong trẻo vang lên lại xem như cứu mạng Trần Kiến Phong. Cửa phòng mở ra, đi đầu chính là người đàn ông vừa đưa thức ăn đến lúc vừa nãy, hắn đi vào rồi cười nói. Cục trưởng Lưu, cục trưởng Dương nghe nói ngài có người quen đến dùng cơm, thế là muốn đến mời một ly. Người đàn ông này vừa nói vừa đưa tay mở rộng cửa, vài người đàn ông mùi rượu nồng nặc vây quanh một người đàn ông hơn 30 đi vào trong phòng. Người đàn ông này vừa nhìn thấy Lưu Nham Phú thì cười nói. Anh Lưu, anh như vậy là không được, có khách mà không nói với anh em một tiếng, sợ chúng tôi không làm tốt công tác đón tiếp cho anh sao? Lưu Nham Phú thấy người đàn ông kia thì vẻ mặt trở nên khó coi, hắn trừng mắt nhìn. Dựa vào những gì Vương Tử Quân hiểu về Lưu Nham Phú, hắn biết rõ lúc này Lưu Nham Phú sắp bùng nổ. Nhưng cơn bùng nổ mà Vương Tử Quân đang chờ đợi cũng không được Lưu Nham Phú phát ra, lúc này Lưu Nham Phú dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó hắn lạnh lùng nói. Tôi chỉ là gặp mặt bạn bè, cũng không làm phiền cục trưởng Dương. Lưu Nham Phú cố gắng áp chế làm cho Trần Kiến Phong đứng bên cạnh thở dài một hơi, tuy hắn không biết cục trưởng Dương trong miệng dượng của mình là ai, thế nhưng hắn lại quen thuộc một tên thanh niên hơn 20 tuổi đi bên cạnh cục trưởng Dương. Là Phương Tiêu Dương, con trai duy nhất của sư đoàn trưởng. Người này gần đây quen thói bá đạo, theo như Trần Kiến Phong biết thì có rất nhiều người bị tên này thu thập, thật sự là hạng người nổi tiếng khó thể dây vào. Nếu người này có tranh chấp với Dượng, chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. May mà Dượng của Trần Kiến Phong cũng có ánh mắt sáng ngời, biết rõ người nào không thể động vào. Trần Kiến Phong thầm thở dài một hơi, bây giờ hắn thật sự chỉ muốn làm sao để tiễn chân vị cục trưởng Dương kia ra ngoài càng nhanh càng tốt. Ôi, cục trưởng Lưu, anh nói như vậy là không khách khí rồi. Mọi người đồng sự với nhau là có duyên phận, bạn bè của anh là bạn bè của tôi không đến mời rượu. Chẳng phải để anh đơn độc trong đơn vị sao? Chẳng phải không làm tốt công tác sao? Các vị nói xem có đúng không? Cục trưởng Dương nói, sau đó quay sang hỏi đám người ở bên cạnh mình. Anh Dương dù sao cũng là người trưởng nghĩa, rượu tất nhiên là phải mời, phải mời. Đúng vậy, anh Lưu phải không? Cũng đừng nên không nể mặt nhau như vậy, anh bày ra gương mặt khóc tang như vậy chẳng phải có lỗi với anh Dương sao? Gương mặt Lưu Nham Phú chợt đỏ bừng bừng. Lúc này hắn hận không thể vỗ tay xuống bàn rồi lớn tiếng với cục trưởng Dương kia một chặp. Trước đó hắn có thể nhịn những trò gây hấn của đối phương trong đơn vị, nhưng bây giờ hắn ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, nếu như hắn không lên tiếng, chỉ sợ sẽ mất hết mặt mũi, khó thể nào bước xuống bậc thang. Bí thư Dương, thật sự là đời người sẽ có ngày gặp lại, nếu ngài đã đến đây rót rượu, như vậy cũng đừng đứng cách quá xa như vậy. Mời anh tranh thủ thời gian đến đây, chúng ta làm vài ly. Từ khi đám người kia đi vào cửa thì Vương Tử Quân đã nhận ra vị cục trưởng Dương kia là ai. Vương Tử Quân nhìn gương mặt càng thêm âm trầm của Dương Quân Tài, hắn thật sự sinh ra cảm thán, thế giới này thật sự quá nhỏ, mới ra đầu ngõ đã gặp mặt nhau. Nhưng cũng có một ý nghĩ kéo đến, đó chính là đám ruồi bọ này sao giống như âm hồn không tiêu tán, mãi bấu víu lấy mình như vậy. Dương Quân Tài quay về thủ đô đã không biết bao lâu rồi chưa từng có người nào gọi hắn là Bí Thư Dương. Ba chữ này hầu như trở thành những thứ cực kỳ kiêng kỵ với hắn, thế cho nên rất ít người dám mở miệng nói với hắn như vậy. Âm thanh lần này lại quen thuộc đến mức làm cho Dương Quân Tài cảm thấy kinh hoàng, hắn cố gắng dùng hai mắt đã lờ mờ men say nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh, sau đó hắn nhanh chóng phát hiện ra một gương mặt khắc cốt ghi tâm ngồi bên cạnh Lưu Nham Phú. Không phải nằm mơ đấy chứ, tên khốn kiếp ở tỉnh Sơn Nam làm cho hắn nằm mơ cũng căm hận nghiến răng nghiến lợi 3 giờ sao lại xuất hiện ở chỗ này. Vương Tử Quân.
Ba chữ kia được Dương Quân Tài nói ra khỏi miệng giống như một thế kỷ buồn chán trôi qua chỉ sau chớp mắt. Hi hi, bí thư Dương quả nhiên đạt đến một trình độ mới ở thủ đô thì xem như quên người bạn già này rồi sao? Ôi, tuy tử lượng của tôi không tốt, nhưng bây giờ được gặp mặt bí thư Dương, tôi thật sự rất cảm kích. Lúc này tôi chỉ có thể liều mình với quân tử, dù thế nào cũng phải uống với anh vài ly. Vương Tử Quân duỗi ly rượu của mình ra rồi nói tiếp. Vẫn theo quy củ của tỉnh Sơn Nam, cũng không nên đứng uống rượu, vì thế mời ngài ngồi xuống. Dương Quân Tài dù uống nhiều rượu, dù hắn có chết ngất trong men say thì những lời nói của Vương Tử Quân vẫn giống như một thanh kiếm sắc chọc thẳng vào trong dạ dày làm cho mọi thứ bên trong trở nên cuồn cuộn, thật sự đủ mọi hương vị. Hắn thật sự rất muốn mở miệng dùng vài câu có nội dung tuyên truyền giác ngộ để phản kích Vương Tử Quân. Dương Quân Tài nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, tuy hắn đã rời khỏi tỉnh Sơn Nam nhiều năm, thế nhưng cảm giác oán hận Vương Tử Quân lại chưa từng biến mất đi một chút nào. Hắn quay về thủ đô, hắn là một cục trưởng cấp giám đốc sở, thế nhưng vị trí cục trưởng này căn bản không đem đến cho hắn cảm giác thành tựu. Hơn nữa những kinh nghiệm trước đó xuống tuyến dưới rèn luyện giống như một chiếc áo sặc sỡ ép chặt lên người, bó người hắn rất chặt, làm cho hắn cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ. Hơn nữa đáng hận nhất chính là đám chú bác của Dương Quân Tài, ngoài miệng thì nói cùng chung mối thù, hào khí ngất trời, thực tế lại không làm gì được người ta, còn trơ mắt nhìn tên kia liên tục phát triển giống như rồng về biển. Tên khốn kia thật sự tiến nhanh hát mạnh, bây giờ đã là một chủ tịch thành phố rồi. Tuy chủ tịch thành phố cũng chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở, hắn làm cục trưởng cũng là phó giám đốc sở, nhưng hai bên cũng không phải chỉ đơn giản kém nhau một bậc. Vương Tử Quân còn trẻ như vậy mà đã là chủ tịch thành phố, sau này tương lai sẽ là vô hạn, Dương Quân Tài nhìn vào đó mà cảm thấy đáng lý ra tất cả những thứ kia phải thuộc về mình. Chủ tịch Vương, thật sự không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở nơi đây. Dương Quân Tài định nói vài lời ngoan độc, thế nhưng ngoài miệng lại dùng giọng chất chứa nụ cười nói. Đúng vậy, thật sự rất vui, đời người khó thể gặp lại. Đúng rồi, bí thư Dương, trước đó tôi có quay về huyện Lô Bắc. Dân chúng Lô Bắc còn nhớ đến ngài, đặc biệt là dân vùng núi, sắp tới sẽ có một phóng sự về hoàn cảnh cuộc sống của bọn họ vào giai đoạn hiện tại. Vương Tử Quân cười cười dùng giọng âm u nói với Dương Quân Tài. Gương mặt Dương Quân Tài chợt đỏ bừng, trong lòng hắn biết rõ Vương Tử Quân nói gì, đó vĩnh viễn là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Tuy sự việc đã qua nhiều năm, nhưng nếu Vương Tử Quân lại lôi chuyện cũ ra để nói, chỉ sợ giống như mồi lửa vào đám dầu, tất cả sẽ bùng cháy dữ dội. Sẽ làm hắn hoa mắt chóng mặt và mất cả thể diện. Những năm qua hắn quay về thủ đô có cuộc sống rất tốt, công tác thoải mái, hắn không muốn những phiền toái kia lại phát sinh. Hừ, thật sự to mồm, anh Dương đến đây mời rượu mà mày không đứng lên, mày nghĩ mình là ai? Có tin tao cho mày một tát không? Phương Tiêu Dương thấy Dương Quân Tài bị người ta nói cho ấp úng xấu hổ không thể mở miệng thì không khỏi giận tím mặt, hắn và Dương Quân Tài có quan hệ không tệ. Thế là lúc này nhanh chóng nhảy ra muốn bênh vực cho Dương Quân Tài, áp chế Vương Tử Quân. Trần Kiến Phong rất phản cảm với đám người Dương Quân Tài, thế nhưng lúc này thấy Vương Tử Quân mở miệng thì mơ hồ có chút chờ mong. Đối với hắn thì chỉ mong sao Phương Tiêu Dương tiến lên ngang ngược tát cho Vương Tử Quân vài cái như vậy thể diện của mình cũng sẽ quay về. Phương Á Long, cậu muốn làm gì? Khi Phương Tiêu Dương xuất hiện thì Mạc Tiểu Bắc nãy giờ thờ ơ lạnh nhạt chợt dùng giọng lạnh lùng nói. Một tiếng Phương Á Long làm cho Phương Tiêu Dương chợt sững sờ, đã lâu rồi chưa ai dám ở một trường hợp công khai thế này mà dùng giọng không kiêng nể như vậy gọi tên riêng của hắn. Phương Tiêu Dương không thích cái tên cúng cơm này, tuy nó rất vang dội nhưng lại quá mức không hay, chỉ dành cho trẻ con mà thôi. Một cái tên rách mướp như vậy sao có thể hợp với một người kiêu ngạo như hắn? Nếu hắn bị người ta gọi như vậy, thật sự giống như rút đi tất cả tài trí trên người, thật sự không có gì hay. Đã từng có lúc một người anh em uống rượu say và gọi Phương Tiêu Dương bằng cái tên cúng cơm như vậy, thế là Phương Tiêu Dương nổi trận lôi đình dùng chai rượu đập lên đầu đối phương. Sự việc xảy ra làm cho đám bạn của hắn khắc sâu một bài học, tuyệt đối không nên tùy tiện mở miệng gọi Phương Tiêu Dương bằng cái tên cúng cơm Phương Á Long. Gian phòng chợt trở nên yên tĩnh, Phương Tiêu Dương đỏ mặt, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh và tìm được Mạc Tiểu Bắc. Hắn chợt giật mình, thế là nhanh chóng tươi cười như một đóa hoa. Ôi! Cô Tiểu Bắc, xin lỗi, hôm nay cháu uống nhiều quá, ăn nói không ra gì, mong ngài đừng giận. Dương Quân Tài lúc này cũng thấy được Mạc Tiểu Bắc, trong mắt hắn lóe lên hào quang, hắn khẽ hô. Tiểu Bắc cũng ở đây sao? Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Quân Tài giống như không nghe được gì,
biểu hiện này của nàng rơi vào mắt Dương Quân Tài, càng làm cho hắn cảm thấy giống như mình bị người ta đánh thẳng vào mặt. Dương Quân Tài nở nụ cười xấu hổ, cuối cùng hắn cắn răng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó mới cười nói. Chủ tịch Vương, đã lâu không gặp anh, hôm nay mời anh một ly, hoan nghênh anh đến thủ đô. Vương Tử Quân chờ Dương Quân Tài rót đầy ly rượu, lúc này mới cười nói. Bí thư Dương quá khách khí rồi. Vương Tử Quân nói xong thì ngửa cổ uống cạn ly rượu. Dương Quân Tài cảm thấy rất mất mặt, lúc này hắn cũng không còn lòng dạ nào để ở lại. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Nham Phú rồi nói một câu. Cục trưởng Lưu, tôi còn có chút việc, lần sau sẽ mời rượu anh. Dương Quân Tài vừa nói vừa định cất bước đi ra ngoài, những người đi theo hắn cũng thấy mất hết thể diện, khí thế vừa rồi đã không còn, cả đám chán nản bỏ đi. Bí thư Dương, anh nói chúng ta là anh em, sao mới uống một ly đã đi rồi? Có phải xem thường tôi không? Vương Tử Quân thấy Dương Quân Tài bỏ đi thì lớn tiếng nói. Nhà đầu, đã ăn cơm chưa? Muốn ăn gì cứ nói với ông, đảm bảo sẽ cho cháu một bữa cơm thật ngon. Mạc Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lại nói với Mạc Tiểu Bắc. Ông, cháu ăn rồi, Vương Tử Quân tự mình làm cơm mời cháu làm khách. Mạc Tiểu Bắc đỏ mặt lên, nàng dùng giọng nghịch ngợm nói. Vương Tử Quân nở nụ cười cảm kích với Mạc Tiểu Bắc, hắn khẽ nói. Tiểu Bắc, em nên ăn nhiều một chút, dứt khoát ăn cơm với ông đi. Mạc Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Tôi chỉ là một ông lão, cũng không ăn được bao nhiêu. Khi ba người nói chuyện thì nhân viên công tác phụ trách chăm sóc Mạc Lão Gia Tử đã đưa bữa sáng ra. Điểm tâm sáng của Mạc Lão Gia Tử khá đơn giản, vài cái bánh chiên, hai dĩa dưa muối, một tô cháo vừa phải. Mạc Tiểu Bắc nhìn gương mặt có hơi lạnh lùng của ông mình, nàng biết rõ ông còn đang bất mãn với Vương Tử Quân, thế cho nên khẽ cười nói với nhân viên phục vụ. Dì Triệu, cháu và Tử Quân cũng chưa ăn nhiều, nếu không ngài cũng cho chúng cháu một phần. Dì Triệu trước nay rất sủng ái Mạc Tiểu Bắc, bây giờ nhanh chóng cười nói. Được, Tiểu Bắc chờ chút, tôi sẽ lấy cho cô. Cháu đi với dì. Mạc Tiểu Bắc đứng lên định đi cùng dì Triệu, Vương Tử Quân vội vàng ngăn đón. Tiểu Bắc, hay là để anh, em đi không tiện. Vương Tử Quân nói xong thì đi theo dì Triệu bưng thức ăn. Dì Triệu đã chăm sóc cho cuộc sống của Mạc Lão Gia Tử cả 20 năm, thế cho nên bà có quan hệ không tầm thường với Mạc Gia. Vì thế khi cùng đi với Vương Tử Quân, đã mở miệng dặn dò hắn vài câu, nói rằng Tiểu Bắc còn nhỏ, có một số việc không biết nặng nhẹ, mong cậu Tử Quân quan tâm hơn, tha thứ hơn. Vương Tử Quân hiểu những lời này của dì Triệu cũng là vì quan tâm đến Mạc Tiểu Bắc, thế là hắn gật đầu chăm chú rồi đồng ý. Tiểu Bắc, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ông thế này? Mạc Lão Gia Tử tuy lạnh mặt với Vương Tử Quân nhưng lại cười rất tươi với Mạc Tiểu Bắc. Ông nội, Tử Quân nói, lát nữa cháu đến bệnh viện phụ sản một chuyến. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì chợt đỏ mặt. Thế nào, có gì không thoải mái sao? Mạc Lão Gia Tử đặt tô cháo xuống, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân càng có chút bất thiện. Vương Tử Quân là người sông hai đời, lại rèn luyện nhiều năm trong quan trường, nhưng lúc này đối diện với ánh mắt của Mạc Lão Gia Tử thì vẫn cảm thấy khó thể chịu nổi. Trong lòng chợt sinh ra cảm giác phát lạnh. Mạc Tiểu Bắc cũng không tùy tiện như trước, nàng thẹn thùng cúi đầu. Ông, Tiểu Bắc giống như có mang, cháu muốn đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút. Lúc này Vương Tử Quân không thể không mở miệng. Có mang. Mạc Lão Gia Tử chợt lặp lại một câu, cái bánh đưa lên bên miệng cũng rơi luôn xuống đất. Ông cụ gần đây dù là việc lớn bằng trời cũng không biến đổi nét mặt, khoảnh khắc này chợt thất thố. Đúng vậy, ông à. Nhưng còn chưa kiểm tra, còn chưa dám xác định. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Mạc Lão Gia Tử, hắn chợt cảm thấy thân cận hơn vài phần. Lúc này Mạc Lão Gia Tử cũng không quan tâm đến phương diện lạnh mặt với Vương Tử Quân, lão dùng ánh mắt ân cần nhìn Mạc Tiểu Bắc, sau đó nói với Vương Tử Quân. Hai cô cậu này đúng là, chuyện lớn thế này sao không báo với người trong nhà. Thế này đi, Tiểu Lý đâu, cậu đi sắp xếp một chút, lát nữa chúng ta đến bệnh viện. Tiểu Lý trong miệng Mạc Lão Gia Tử chính là nhân viên công tác phục vụ cuộc sống cho mình, nhưng vị Tiểu Lý này cũng không phải nhỏ tuổi, hắn ta đã hơn 40, thế nhưng vẫn bị Mạc Lão Gia Tử gọi bằng Tiểu Lý. Được, tôi đi sắp xếp ngay. Vương Tử Quân thấy ông cụ cuối cùng cũng nói chuyện với mình, hắn đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài sân. Khi Vương Tử Quân đi vào thì phát hiện bữa điểm tâm đã được dọn đi,
lúc này Mạc Tiểu Bắc đang cau mày cầm lấy một tô canh gà chậm rãi nuốt xuống bụng. Khi Vương Tử Quân đi vào thì nàng trừng mắt nhìn hắn. Mạc lão gia tử dùng ánh mắt dương dương tự đắc nhìn Mạc Tiểu Bắc, trong miệng không ngừng dặn dò. Này cháu gái, cháu phải nghe lời một chút, ăn nhiều cơm hơn, một tô này căn bản chưa đủ, dì Triệu làm thêm một chén nữa đi. Ông à, tha cho cháu đi. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng kháng nghị nói. Ăn không hết cũng phải ăn, sao có thể như vậy được? Cháu đã sắp làm mẹ, cháu phải có trách nhiệm của một người mẹ chứ. Mạc lão gia tử trừng mắt trực tiếp không quan tâm đến lời kháng nghị của Mạc Tiểu Bắc. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng uống nước canh gà một cách khó khăn của Mạc Tiểu Bắc, hắn chợt sinh ra cảm giác buồn cười. Nhưng hắn còn chưa kịp cười thành tiếng thì ánh mắt của Mạc lão gia tử đã chiếu lên người hắn. Tiểu Triệu, cô xem xét đứa bé này, nhất định phải cho nó húp hết chén canh. Mạc lão gia tử nói xong thì vẫy tay với Vương Tử Quân, sau đó mỉm cười nói. Tử Quân, theo tôi đến phòng làm việc một chuyến. Mạc lão gia tử nói xong thì đi ngay vào trong phòng làm việc, bộ dạng cực kỳ nhanh nhạy. Mạc Tiểu Bắc nhìn vẻ mặt điềm nhiên như không của Vương Tử Quân, nàng biết rõ lúc này nếu Vương Tử Quân bước vào trong phòng làm việc của ông mình cũng không đơn giản là nói chuyện mà thôi. Nhưng nàng có thể hiểu được biểu hiện của ông nội, nàng biết rõ ông mình nở nụ cười thì càng quan tâm và so đo, mà Vương Tử Quân sẽ gặp phải một trận bão tố khó chịu. Nụ cười của Mạc lão gia tử làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác giống như chút được gánh nặng, hắn đi theo ông cụ vào phòng làm việc và ngồi lên ghế salon, thậm chí còn thoải mái gác chân và thở ra một hơi. Chủ tịch Vương lúc này đang khá vui sướng, ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ, hắn đi theo làm tùy tùng tận lực phục thị cho Mạc Tiểu Bắc, tâm tình lại rất tốt. Vương Tử Quân cố gắng tạo cho mình tư thái thoải mái nhất trên ghế salon, sau đó đưa mắt nhìn Mạc lão gia tử, chuẩn bị nói rõ những biểu hiện khi mang thai của Mạc Tiểu Bắc. Nhưng lúc này Mạc lão gia tử nhìn thoáng qua lại làm cho hắn nhanh chóng ngồi thẳng tắp, khi thấy ánh mắt của ông cụ thì nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng tan biến sạch sẽ, vẻ mặt ông cụ lạnh như băng giá. Mạc lão gia tử lạnh mặt hừ một tiếng nói. Vương Tử Quân, việc cậu am hiểu nhất có phải là lừa gạt không? Vương Tử Quân chợt sững sốt, hắn nhanh chóng thề thốt phủ nhận. Không, nào phải là như vậy. Mạc lão gia tử dùng giọng lạnh lẽo nghiêm khắc nói. Theo tôi thấy cậu là người có xu hướng phát triển trong quan trường không ngã đổ, bên ngoài lại phong lưu bồng bềnh, cậu cảm thấy mình là một người đàn ông cực kỳ có mị lực như vậy sao? Ông, cháu thật sự xin lỗi. Xin lỗi thì làm được gì? Tôi hỏi cậu, sau khi cậu quen Tiểu Bắc, cậu vẫn tiếp tục quen những người khác. Vì cậu có quan hệ với những người khác, lại ngơ ngại nó ảnh hưởng đến tương lai phát triển, cũng không dám nói rõ mà chỉ lén lút qua lại. Cậu cho rằng làm như vậy thì mình là người cao thượng sao? Theo tôi thấy cậu chỉ là một ngụy quân tử, chân tiểu nhân. Vương Tử Quân chợt đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất uất ức, cảm giác của hắn chợt chết lặng, tất cả ý nghĩ chỉ tập trung lên lời công kích của Mạc lão gia tử với mình. Nhớ năm xưa Tần Hồng Cẩm vì mình mà xuôi xuống phương Nam, đến nay vẫn cô độc, thế là hắn không khỏi đổ lệ, nhưng hắn lại căn bản giống như không cảm giác được nước mắt của mình. Ông, ngài đánh giá về cháu như vậy sao? Mạc lão gia tử cũng không tha, lão kéo ngăn kéo. Lấy ra một túi hồ sơ ném cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân mở ra xem, chỉ cảm thấy tự tôn của mình bị tàn phá sạch sẽ, vì trong đó có chuyện của mình và Trương Lộ Giai, còn có cả với Tần Hồng Cẩm và Y Phong. Hắn biết rõ nếu có người nắm những tin tức này để tấn công hắn, đủ để hắn xong đời. Chính cậu xem còn có bỏ sót người phụ nữ nào không? Đã đủ chưa? Tiểu Bắc là cháu gái tôi yêu thương nhất, đứa bé này từ nhỏ đã có tính cách lạnh lùng. Cho dù gặp uất ức gì cũng sẽ nuốt vào bụng. Năm xưa nếu không phải nó thích cậu, tôi cũng tuyệt đối không gả nó cho cậu. Mạc lão gia tử thấy Vương Tử Quân thật sự phát khóc nhưng vẫn kiên trì lên tiếng. Dù cháu gái yêu của mình và Vương Tử Quân kết hôn với nhau có quan điểm đám cưới chính trị, thế nhưng hai bên đã kết hợp, dù thế nào thì lão cũng phải tìm về lý lẽ cho cháu mình. Mạc lão gia tử nghĩ đến đây thì đứng lên khỏi ghế, sau đó lớn tiếng nói. Vương Tử Quân! Tôi nói cho anh biết, anh có phải thấy Tiểu Bắc ngây thơ muốn ăn trong chén ngồi trong nồi không? Cậu Vương vẫn không dứt được với những người phụ nữ này, chẳng những có bạn trai trước kia, còn có những thành viên dự khuyết. Cậu cho rằng mình làm việc kín kẽ, hoàn toàn có thể lừa dối người ngoài, lừa gạt Tiểu Bắc, cậu xem đó là thành công sao? Mạc lão gia tử đánh mạnh lên bàn, nhưng khi bàn tay sắp rơi xuống bàn thì chợt nhớ đến điều gì đó mà chậm rãi thu lại, cuối cùng bàn tay đặt xuống bàn mà không phát ra chút âm thanh nào. Cậu cố gắng chạy khắp nơi răng mối dây tình cảm,
là một anh hùng lưu tình bốn phía, đến khi sự việc xảy ra thì nhanh chóng trốn mất, giả vờ mình là một cẩu hùng vô tội sao? Vương Tử Quân không thể nhịn được nữa, hắn dùng giọng tràn đầy căm phẫn kêu lên. Ông, ngài. Vương Tử Quân vốn định nói ngài nói bậy bạ, thế nhưng đây là ông của hắn và của cả Mạc Tiểu Bắc, dù thế nào cũng khó thể nói theo kiểu như thế, vì vậy chỉ có thể thốt ra. Ngài nói vậy là không đúng. Sau khi phát tiết xong thì Vương Tử Quân cảm thấy đầy bụng phẫn nộ không có chỗ phát tiết, hắn vỗ bàn nói. Ông có tin không, những người phụ nữ này thật sự tồn tại, cũng hoàn toàn có thể tố cáo, nhưng cháu đã kết hôn với Tiểu Bắc, cháu sẽ phụ trách cho vợ con của mình. Cháu nghĩ như vậy đấy, ông có tin không? Vương Tử Quân nói xong thì tiện tay ném cái ly trong tay ra ngoài, ly đụng vào vách tường rơi xuống đất vỡ tan tành. Lúc hắn mở miệng nói chuyện căn bản không biết trong tay đang cầm thứ gì, hắn chỉ tùy ý vung tay lên, sau đó nghe được một tiếng xoảng, thứ kia đã vỡ nát. Mạc lão gia tử hô lên một tiếng đau lòng, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Vương Tử Quân. Đây là chiến lợi phẩm có được sau một cuộc chiến sinh tử năm xưa, không những ghi khắc chiến công vinh quang của lão, hơn nữa còn cất giữ những hoài niệm về những chiến hữu vào sinh ra tử với mình, được lão cẩn thận bảo tồn từ trước đến nay. Trước đó Mạc Tiểu Bắc cũng từng nói về lai lịch của cái ly kia cho Vương Tử Quân biết rõ ràng. Vương Tử Quân chợt sững sờ, lúc này mới ý thức được mình ném vỡ cái ly của Mạc lão gia tử. Hắn cảm thấy trong lòng mát lạnh, thầm nghĩ mình xong rồi, đã hoàn toàn chọc giận Mạc lão gia tử. Thế nhưng trong đầu hắn lại vang lên một câu nói, vỡ thì vỡ, ai bảo ngài vu oan cho tôi. Vì vậy mà Chủ tịch Vương vẫn tỏ ra cường ngạnh, bộ dạng giống như thà chết chứ không chịu khuất phục. Vượt ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, Mạc lão gia tử cũng không mở miệng mắng hắn. Lão chỉ nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Sự việc đã đến mức độ này, Tiểu Bắc lại có mang với cậu, ý kiến của tôi với những người phụ nữ này chính là chuyện cũ bỏ qua. Nhưng tôi muốn nói với cậu một câu, kể từ bây giờ, cậu có thể cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ này hay không? Mạc lão gia tử dùng ánh mắt của một người vừa gây sự vừa chất vấn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, điều này làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác đau lòng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh dịu dàng của Tần Hồng Cẩm, tình cảm của Y Phong, còn có vẻ lo lắng của Trương Lộ Giai, các nàng đều có cá tính riêng, có tình cảm riêng, thế nhưng có một điểm chung tất cả đều có tình cảm thắm thiết với hắn. Chặt đứt sao? Mình có thể chặt đứt được sao? Sau khi trọng sinh thì Vương Tử Quân phát hiện mình không phải là một người không quả quyết, thế nhưng lúc này đối mặt với lời chấn vấn của Mạc lão gia tử, hắn thật sự không thể cho ra kiên quyết của một tráng sĩ dám chặt tay làm việc lớn. Mạc lão gia tử trầm mặt nhìn Vương Tử Quân, lão không nói gì, thế nhưng khí thế của lão lại bao trùm khắp gian phòng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn ngẩng đầu lên cực kỳ khó khăn, cuối cùng cho ra quyết đoán. Ông, cháu yêu Tiểu Bắc, cháu không muốn để cho Tiểu Bắc vì những chuyện thế này mà đau lòng. Nhưng Tần Hồng Cẩm, Y Phong đều là những người cháu quen trước lúc biết Tiểu Bắc, hai người này đến bây giờ còn chưa kết hôn. Cháu là một người đàn ông. Cháu nghĩ cháu cũng nên gánh chịu trách nhiệm với các cô ấy. Cậu xác định cậu muốn làm vậy. Vương Tử Quân, cậu đừng tưởng rằng bây giờ Tiểu Bắc có con với cậu thì tôi không dám làm gì cả. Tôi nói cho cậu biết, có thể bỏ đứa bé, Tiểu Bắc có thể ly hôn với cậu. Hơn nữa đừng tưởng cậu là một chủ tịch thành phố cao cao tại thượng, nhưng tôi có thể đánh cậu ngã xuống vực. Mạc lão gia tử tuy không quá lớn tiếng, thế nhưng mỗi lần nói một câu lại làm cho người ta cảm nhận được uy hiếp cực mạnh. Vương Tử Quân biết rõ dựa vào tính cách nói được làm được của Mạc lão gia tử, những lời này lão hoàn toàn có thể làm được. Nhưng hắn không đành lòng đối đãi như vậy với Tần Hồng Cẩm, với Y Phong, với hai người phụ nữ đã cho hắn cả tấm chân tình. Hắn không thể nào tiêu sái vung tay áo bỏ đi, không thể nào coi các nàng như chưa từng tồn tại, vứt bỏ ra tận chân trời. Xem ra mình còn chưa đủ hung ác. Vương Tử Quân nở nụ cười tự chế giễu chính mình. Sau đó hắn ngưng trọng xoay người lại cười cười với Mạc lão gia tử. Ông, cháu muốn con, cũng muốn có Tiểu Bắc, còn các cô gái kia, khi nào bọn họ có hạnh phúc của mình, cháu sẽ tình nguyện buông tha cho bọn họ. Còn chuyên ông có thể đánh cháu rơi xuống vực, cháu cũng biết rõ điều này. Nhưng này ông, cháu sẽ không cam chịu, cho dù bắt đầu lại từ đầu thì cháu cũng sẽ dám đánh cược một lần, cháu phải phụ trách với vợ con của mình. Mạc lão gia tử dùng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Vương Tử Quân. Lão tự cho rằng mình hiểu rất rõ về một người nhìn có vẻ cứng đầu cứng cổ nhưng làm việc cực kỳ ổn thỏa và trưởng thành như Vương Tử Quân, nhưng thật sự không ngờ tình cảnh vừa đấm vừa xoa, dùng uy dùng lợi để tấn công đã được mình sắp xếp sẵn lại cho ra một kết quả như thế.
Mạc lão gia tử nghe những lời cực kỳ có lực của Vương Tử Quân, lão thật sự không thể nghi ngờ niềm tin của tên cán bộ trẻ tuổi này. Tôi sẽ không cam chịu, tôi sẽ cố gắng vật lộn đọ sức một lần, tôi muốn phụ trách với vợ con của mình. Mạc lão gia tử nghĩ đến những lời của Vương Tử Quân, lão giống như nhớ lại tư thế hào hùng của mình năm xưa. Không buông bỏ, dũng cảm đánh cược một lần. Chính mình năm xưa nếu... Trong lòng chợt nghĩ đến tình hình năm xưa, vẻ mặt Mạc lão gia tử chợt biến đổi, lúc này lão tuy còn nhìn Vương Tử Quân nhưng ánh mắt lại rất mê ly. Khi Mạc lão gia tử và Vương Tử Quân từ trong phòng làm việc đi ra, Mạc Tiểu Bắc tiến lên đón chào với vẻ mặt không quá tập trung. Nàng thật sự rất sốt ruột, lúc này nàng đã ăn một quả trứng, lần đầu tiên trong đời ăn được vài miếng dưa hấu lớn, khi thấy ông và Vương Tử Quân đi ra thì nàng nhanh chóng hỏi. Mọi người làm gì vậy? Sao nói chuyện lâu như thế? Có đi bệnh viện không đây? Chương 556, tôi không phải là Thiên Lý Mã, tôi là con la đi ngàn dặm. Hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Bộ được tổ chức ở Cung Văn hóa thành phố, lúc này Cung Văn hóa được trang hoàng rực rỡ, cờ quạt phấp phới, bầu không khí trang nghiêm. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Vương Tử Quân được Hội nghị Hội đồng Nhân dân thành phố bỏ phiếu tuyển cử làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, kết quả này đã làm cho hội nghị thành công tốt đẹp. Từ trong Cung Văn hóa đi ra ngoài, bầu không khí nóng như lửa thiêu, người nào nhìn thấy Vương Tử Quân cũng nở nụ cười sáng lạn. Lãnh đạo chính là lãnh đạo. Lúc này không tiến lên nói vài lời trung tâm thì còn đợi đến khi nào? Vương Tử Quân là chủ tịch trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, là một ngôi sao chói mắt trên chính trường tỉnh Sơn Nam, tương lai chính trị cực kỳ tươi sáng, không thể không làm cho người ta phải đứng lại lau mắt nhìn. Trong quan trường cũng không phải chức vụ của mọi người được tăng tiến một cách dễ dàng, ví dụ như Vương Tử Quân, đừng nghĩ hắn còn trẻ mà chức vụ tăng tiến như ngồi tên lửa mà tưởng bở, bên trong có rất nhiều thứ cần phải xem xét và suy ngẫm. Vì vậy mọi người suy xét thân phận của mình chưa đủ để vuốt mông ngựa chủ tịch Vương, nhưng khi Vương Tử Quân đi qua thì ai cũng phải nở nụ cười khiêm tốn, dùng biểu cảm của mình để ủng hộ chủ tịch. Chủ tịch Vương, chúng ta đi đâu đây? Anh Đồng lúc này cười như một đóa hoa, dù chuyện xóa chữ quyền trong quyền chủ tịch của Vương Tử Quân không phải là vấn đề, thế nhưng sau khi nghe Triệu Quốc Lương nói chủ tịch Vương được tuyển cử với số phiếu rất cao, hắn vẫn vỗ tay cực kỳ hưng phấn. Lúc đó Đồng Nhị Dân cảm thấy Triệu Quốc Lương ngày thường trầm mặc ít nói cũng tỏ ra cực kỳ vui vẻ, thật ra nếu nghĩ lại thì thấy chuyện này tuyệt đối không có gì khó hiểu. Trong quan trường thì thư ký của lãnh đạo có địa vị rất đặc biệt, thường cùng chung vinh nhục với lãnh đạo, vì mọi người thường có xu hướng suy nghĩ gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Đồng Nhị Dân không phải là như vậy sao? Sau khi trở thành lái xe cho Chủ tịch Vương, hắn cảm thấy thân phận lái xe của mình không có gì thay đổi nhưng cảm giác thoải mái lại liên tục kéo đến. Hắn rất cảm kích Vương Tử Quân, dù thế nào cũng đứng trên lập trường cố gắng bảo vệ lợi ích cho Chủ tịch Vương. Đến tối về nhà Đồng Nhị Dân nằm trên giường tự hỏi lòng, mình tuy không phải là Thiên Lý Mã, nhưng dù thế nào cũng là Bách Lý Mã hay Thập Lý Mã chứ. Hơn nữa ai quy định nhân tài chỉ có thể là Thiên Lý Mã. Chẳng lẽ một con la, một con trâu, một con lừa đi ngàn dặm cũng không phải là nhân tài. Hắn tình nguyện làm một con lừa đi ngàn dặm. Hắn sẽ dùng lòng trung thành của mình để chứng minh cho Chủ tịch Vương biết, Đồng Nhị Dân này không phải là người bội bạc, tuyệt đối sẽ dùng hành động thực tế để báo đáp ơn tri ngộ của ngài. Lúc này Vương Tử Quân cũng thật sự sinh ra cảm giác như chút được gánh nặng. Người lăn lộn trong quan trường có ai không có những điểm khó chịu, ví dụ như vị trí quyền chủ tịch làm cho hắn sinh ra cảm giác xấu hổ. Nguyên tắc căn bản nhất của chính trị chính là phục tùng, mà phục tùng phải căn cứ vào quyền lực, người có quyền lực lớn thống trị kẻ có quyền lực nhỏ. Kẻ có quyền lực nhỏ phục tùng kẻ quyền lực lớn. Đây không phải là bài học về chính trị, nó chính là quy củ trong chính trị, không có quy củ sẽ không tạo nên quy cách. Vì thế mà mối quan hệ giữa lãnh đạo thứ nhất và thứ hai cũng xem như ước định mà thành, dù là quy tắc ngầm hay không, tất cả đều không cho phép anh vi phạm, ít nhất anh cũng phải căn cứ vào đó để có hành vi phù hợp. Nếu căn cứ vào đó thì thấy làm một vị lãnh đạo thứ hai cũng rất không dễ dàng. Anh phải nằm dưới quyền uy của lãnh đạo đứng đầu. Đồng thời còn phải bộc lộ tài hoa của mình, nếu quá mức sẽ bị người ta đố kỵ và đánh trả, cũng không thể bảo sao làm vậy, không quá bảo thủ, không tỏ ra uất ức, có thể nói muốn nắm đúng mức độ thì thật sự khó khăn. Nếu nói từ phương diện tính cách thì Vương Tử Quân căn bản không phải là người giỏi ẩn nhẫn, căn bản chưa từng để người ta đánh gãy răng và nuốt vào trong bụng, nhưng có rất nhiều chuyện bị trói buộc vì chức vụ quyền chủ tịch. Hôm nay hắn đã đánh nát chữ quyền, sau này hắn sẽ không quá cố kỵ khi cho ra quyết sách. Anh Đồng, quay về phòng làm việc. Vương Tử Quân trầm ngâm rồi khẽ nói.
Có lời phân phó của Vương Tử Quân, anh Đồng cũng không hỏi nhiều, hắn khẽ nhấn ga, thế là chiếc xe số 2 của thị ủy Đông Bộ chậm rãi chạy về phía khu văn phòng khối chính quyền thành phố. Lúc này trong quảng trường cung văn hóa xe cộ như nêm nhưng không có dấu hiệu kẹt xe, khi Đồng Nhị Dân quẹo trái thì cố ý đưa mắt nhìn, có vài cảnh sát giao thông chỉ huy thông hành, tất cả các xe đều phải tránh xe của Vương Tử Quân. Khoảnh khắc này Đồng Nhị Dân chợt sinh ra một cảm giác vượt trội nói không nên lời. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến những gì đang diễn ra bên ngoài xe, hắn lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. Tút tút tút. Nửa phút sau đầu dây bên kia vang lên giọng nói lười biếng của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân cười nói. Vợ, em đang bận gì vậy? Sao đến bây giờ mới nghe máy? Em đang đọc sách. Mạc Tiểu Bắc dùng giọng mất hết sức lực trả lời, Vương Tử Quân nghe được giọng nói của nàng, hắn cảm thấy giống như lúc này Mạc Tiểu Bắc có chút oán giận. Mạc Tiểu Bắc oán giận cũng đúng, ai bảo sau khi xác định vợ có mang, Mạc lão gia tử nhanh chóng vận dụng quyền uy gia chủ mà không nói hai lời trực tiếp đưa nàng đến nhà mình. Bây giờ đừng nói là Mạc Tiểu Bắc không được công tác, dù muốn đi ra ngoài cũng bị dì Triệu giám sát. Mạc lão gia tử trước kia luôn rất sủng ái Mạc Tiểu Bắc, bây giờ tập hợp đám nhân viên cần vụ lại, nghiêm chỉnh cho ra một nhiệm vụ trung tâm, ngàn vạn lần không thể để cho Mạc Tiểu Bắc bị ngã. Trước khi Vương Tử Quân ra khỏi nhà thì Mạc Tiểu Bắc đã nắm chặt bàn tay dùng giọng tức giận nói. Đều do anh cả, nếu không phải tại anh thì em đâu có bị ông nhốt ở nhà thế này. Khi đó Vương Tử Quân nở nụ cười mỹ mãn, hắn vuốt ve bụng vợ mình rồi liên tục chịu tội. Con à, hai bố con mình làm cho mẹ tức giận, sau này con phải thật ngoan mới được. Vợ, em cũng đừng nằm mãi trên giường đọc sách, đi ra ngoài hoạt động một chút cũng không tồi. Tuy Vương Tử Quân đang ở thành phố Đông Bộ nhưng nổi nhớ Mạc Tiểu Bắc vẫn không kém chút nào. Hắn muốn đưa Mạc Tiểu Bắc đến bên cạnh mình, kết quả là vừa nói ra không những bị Mạc lão gia tử phản bác, chính người nhà của hắn cũng không có bất kỳ ai đồng ý. Chồng, sinh con sao lại phiền phức như vậy, ông nội đã đặc biệt chế định ra một lịch làm việc và nghỉ ngơi cho em, phải làm từng bước như thế nào, ép em trở thành binh quản. Mạc Tiểu Bắc tỏ ra kháng nghị với lời căn dặn của Vương Tử Quân. Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân nghe thấy Mạc Tiểu Bắc nói trong nhà cho ra một lịch làm việc và nghỉ ngơi rất rõ ràng, thế là hắn không khỏi tăng thêm nhận thức với Mạc lão gia tử. Thầm nghĩ Mạc lão gia tay không đơn giản, có lẽ vấn đề dinh dưỡng trong thức ăn cũng không tránh được. Vương Tử Quân tuy cảm thấy làm như vậy là trói buộc Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng hắn cũng thấy làm vậy là đảm bảo nhất. Con cái là trên hết, thế cho nên Chủ tịch Vương mở miệng an ủi Mạc Tiểu Bắc một phen. Sau đó khuyên nàng nên tiếp nhận sắp xếp của ông nội. Vợ, em nên ăn ngon, ngủ ngon, cố gắng tâm tình vui vẻ, mỗi khi một mình thì trò chuyện với con. Đợi đến khi anh bất bận rộn sẽ quay về với hai mẹ con. Lúc này Vương Tử Quân đang ở trước mặt hai cấp dưới, hắn cũng không dám nói những lời quá mức thân mật, hắn dặn dò Mạc Tiểu Bắc vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế mà thở dài một hơi, hắn thấy mình từ thủ đô quay về Đông Bộ đã hơn 2 tuần. Nhưng thời gian qua hắn cực kỳ bận rộn, nhưng trong lòng lại rất vui sướng. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, nhưng lúc này cũng không phải là chiếc điện thoại trên tay Vương Tử Quân đổ chuông, là điện thoại trong tay Triệu Quốc Lương. Thế là Triệu Quốc Lương nhanh chóng bấm nút nghe, hắn nói hai câu rồi cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, là điện thoại của Thần Bân, anh ấy chúc mừng anh tuyển cử thành chủ tịch thành phố. Đưa đây. Vương Tử Quân nghe nói đó là Thái Thần Bân thì hào hứng bừng bừng. Hắn vung tay lên chặn lời Triệu Quốc Lương rồi cười nói. Chủ tịch Vương, tôi là Thần Bân, chúc mừng anh là chủ tịch thành phố Đông Bộ. Thái Thần Bân sau khi nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì dùng giọng vui vẻ nói. Thần Bân, cậu đang ở đâu? Vương Tử Quân khẽ cười hỏi Thái Thần Bân. Chủ tịch Vương, tôi đang ở dưới huyện, tôi không phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân, thế nên phải ở nhà chủ trì công tác. Thái Thần Bân nói chủ trì công tác thì có chút hương vị đắc ý. Mặc dù chỉ là một xã, thế nhưng có thể chủ trì công tác cũng làm cho người ta sinh ra cảm giác sảng khoái đắc ý. Vương Tử Quân hiểu rất rõ tình huống gần đây của Thái Thần Bân, dù người này vẫn còn chưa trưởng thành ở nhiều phương diện, thế nhưng nếu chủ trì công tác một xã thì căn bản cũng khá dư giả. Sau khi theo Lý Cẩm Hồ xuống huyện thì Thái Thần Bân công tác rất tận tâm, suốt ngày ở dưới xã. Hắn dù mệt mỏi cũng không suy sụp tinh thần, dù hao tổn tinh lực vô cùng cũng không có vấn đề. Giống như khó khăn gì cũng có thể vượt qua, thật sự rất có thái độ của cán bộ xã. Vì chuyện này mà Lý Cẩm Hồ đặc biệt nói chuyện với Thái Thần Bân, ý của hắn là làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi,
không cần phải điên khùng lao đầu vào công tác. Thái Thần Bân gật đầu nở nụ cười, cũng không biểu lộ thái độ, nhưng Lý Cẩm Hồ nói mãi thì mở miệng nói một câu. Tôi cũng không thể làm cho Chủ tịch Vương xấu hổ. Chỉ là một câu nói nhưng lại làm cho Lý Cẩm Hồ không thể nào phản bác. Sau này Lý Cẩm Hồ đến báo cáo công tác cho Vương Tử Quân, hắn dùng giọng đùa giỡn nói. Chủ tịch Vương, sau này tôi phải cố gắng công tác, nếu như thật sự không bằng Thái Thần Bân, tôi cũng không còn mặt mũi gặp ngài. Có Vương Tử Quân là lãnh đạo ở thành phố thì Lý Cẩm Hồ là một chủ tịch huyện cũng xem như hài lòng như ý, bí thư huyện ủy cũng rất tôn trọng ý kiến của hắn. Dù ở vài phương diện nhân sự thì bí thư căn bản phải khẳng định quyền uy của mình, thế nhưng Lý Cẩm Hồ có thể tùy ý ở phương diện kinh tế. Lý Cẩm Hồ không phải là kẻ ngốc, người ta kính mình một thước thì mình phải kính lại một trượng, vì thế hắn hợp tác với Triệu Cương Truyền không tệ. Tuy hai bên có chút ma sát, cũng có chút chính kiến khác biệt, thế nhưng cũng không có gì quá lớn. Thần Bân, công tác làm không hết được, cậu cần phải kết hợp tốt với nghỉ ngơi, nếu cậu cứ mãi liều mạng như vậy thì tôi cũng không đồng ý. Vương Tử Quân nghĩ đến những gì mà Lý Cẩm Hồ gần đây báo cáo cho mình, thế là hắn nghiêm trang phân phó Thái Thần Bân. Tôi biết rồi, Chủ tịch Vương, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ không làm việc quá mức như vậy. Thế thì tốt, đúng rồi, Thần Bân, chúng ta đã lâu không ăn cơm với nhau, thế này đi, tối nay cậu đến, chúng ta ăn bữa cơm thật ngon mới được. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Cậu cứ ở dưới xã chờ một chút. Lát nữa tôi sắp xếp anh Đồng đến đón cậu. Chủ tịch Vương, cũng không cần, tôi bắt xe cũng được vậy. Âm thanh của Thái Thần Bân có chút run rẩy, nhưng hắn nhanh chóng lên tiếng với Vương Tử Quân. Cứ xử lý như những gì tôi nói, cậu cũng đừng ỷ mình ở xa mà không chịu nghe lời của tôi. Vương Tử Quân không chờ Thái Thần Bân phản đối, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cười nói với Triệu Quốc Lương đang nghiêng tai nghe mình nói chuyện điện thoại. Quốc Lương! Lát nữa nếu cậu không có chuyện gì thì đi xuống huyện một chuyến, chờ tiểu tử Thái Thần Bân đến thành phố. Triệu Quốc Lương hiểu ý của Vương Tử Quân, chủ tịch cho mình lái xe đi đón Thái Thần Bân, đó chính là đặt nền móng cho Thái Thần Bân ở dưới huyện. Thái Thần Bân xuống tuyến dưới rèn luyện dưới danh nghĩa là lái xe của chủ tịch thành phố, tuy các bên không dám chậm trễ với hắn, thế nhưng nếu chủ tịch Vương lâu ngày không quan tâm, sẽ khó tránh khỏi làm cho hắn sinh ra vài ý nghĩ khác thường. Một khi xe của Vương Tử Quân đi xuống huyện đón Thái Thần Bân, điều này là trợ giúp rất lớn với Thái Thần Bân, tuyệt đối sẽ thu được hiệu quả oanh động. Triệu Quốc Lương thầm cảm khái sự thận trọng của Vương Tử Quân, đồng thời các nick cảm thấy vui sướng vì được đi theo một vị lãnh đạo suy xét chu toàn cho cấp dưới như Vương Tử Quân. Lúc này hắn nhanh chóng lên tiếng đồng ý. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Thần Bân về thành phố cực kỳ an toàn. Hai người nói chuyện với nhau xong thì xe đến cổng khu văn phòng khối chính quyền thành phố, Triệu Quốc Lương lại theo Vương Tử Quân đến phòng làm việc, trợ giúp Vương Tử Quân thu dọn vài thứ, lúc này mới cùng anh Đồng đi xuống huyện đón Thái Thần Bân. Chủ tịch Vương, Chủ tịch Trương muốn gặp anh. Khi Vương Tử Quân đang xem xét những quy hoạch gần đây của thành phố Đông Bộ, Thái Nguyên Thương chợt đi đến nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của Thái Nguyên Thương, hắn cười nói. Thư ký trưởng Thái. Quốc Lương mới ra ngoài một lúc, sao anh đã đến tiếp nhận công tác rồi? Như vậy cũng không tốt, văn phòng khối chính quyền cần anh sắp xếp xử lý, sau này nếu Quốc Lương không có mặt thì anh tìm một người nào đó trực ban là được. Chủ tịch Vương, như vậy cũng không được, người khác thì tôi có thể qua loa cho xong, thế nhưng anh thì tuyệt đối không được. Hơn nữa tôi là thư ký trưởng, tuy có thêm chữ trưởng nhưng nói trắng ra thì tôi mới là thư ký bên cạnh ngài. Quốc Lương một tháng chỉ rời khỏi anh một hai ngày. Như vậy anh cũng đừng cướp đoạt quyền lợi của tôi trong một hai ngày ít ỏi như vậy. Thái Nguyên Thương khẽ cười, hắn cầm lấy bình trà châm nước cho Vương Tử Quân, sau đó nói. Thái Nguyên Thương đã hoàn toàn tiến vào trong vòng quan hệ của Vương Tử Quân, thế cho nên nói chuyện cũng càng thêm tùy ý. Nhưng vị thư ký trưởng này nắm giữ thái độ của Vương Tử Quân rất tốt, hai bên rất thân cận ở cuộc sống thường ngày, thế nhưng khi làm việc lại cực kỳ phục tùng. Hai người Triệu Cương Truyền và Lý Cẩm Hồ phối hợp với nhau rất tốt. Lại có tiếng nói chung. Sau khi nói vài chuyện liên quan đến công tác thì Triệu Cương Truyền cười nói. Đồng chí Chủ tịch Cẩm Hồ, tối nay anh có rảnh không, nếu không hai người chúng ta đi làm vài ly nhé. Nếu như không nhận được điện thoại của Vương Tử Quân, chỉ sợ Lý Cẩm Hồ sẽ không nói hai lời mà đồng ý ngay, nhưng bây giờ thì hắn không thể. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó cười nói. Bí thư Triệu, hôm nay tôi có chút chuyện, anh xem để ngày mai có được không?
Triệu Cương truyền cười ha hả nói. Nếu chủ tịch Cẩm Hồ hôm nay không rảnh, như vậy để ngày mai cũng được. Lý Cẩm Hồ nhìn nụ cười trên mặt Triệu Cương truyền, hắn do dự một chút, mới dùng giọng chi tiết nói. Vừa rồi là chủ tịch Vương gọi điện thoại đến, nói tôi tối nay đi vào thành phố. Chủ tịch Vương triệu kiến, đây là chuyện lớn, chủ tịch Cẩm Hồ cũng đừng nên chậm trễ. Đúng rồi, khi anh gặp chủ tịch Vương thì nhớ thay tôi nói lời chúc mừng, cũng cho ra một lời mời, nói ban ngành chúng ta muốn mời chủ tịch Vương dùng cơm, mong chủ tịch Vương cho chúng ta cơ hội. Triệu Cương truyền nói chuyện hơn 10 phút thì rời khỏi phòng của Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch Lý Cẩm Hồ tiến Triệu Cương truyền đến tận cửa, hắn có thể thấy bí thư Triệu có chút thất lạc, dù sao thì buổi tụ hội hôm nay của chủ tịch Vương cũng không phải ai đều có thể tham gia. Ngày hè chói chang, đến tối ánh trăng sáng vằng vặc, bầu không khí dần dịch chuyển từ hè sang thu, Vương Tử Quân đi trên đường phố thành phố Đông Bộ, hắn nhìn dòng người đi lại hối hả, trong lòng sinh ra cảm giác khổ sở. Thái Thần Bân đi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn có hơi cúi đầu, thật sự giống như một đứa bé làm sai việc gì đó, đang cúi đầu không dám nói. Thế nào, đại anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ sao lại không nói lời nào nữa rồi? Vương Tử Quân đẩy kính râm trên mũi lên một chút rồi cười hỏi. Thái Thần Bân cúi đầu không nói, một lúc lâu sau mới thì thào. Chủ tịch Vương, chuyện này đáng lý ra tôi không nên xúc động như vậy. Cậu cảm thấy mình xúc động sao? Thái Thần Bân chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, một lát sau mới nói. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy mình làm không sai. Thật sự không sai sao? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Thái Thần Bân rồi cười hì hì nói. Thái Thần Bân có chút do dự, sau đó hắn dùng giọng kiên định nói. Chủ tịch, tôi cảm thấy mình làm không sai, tên kia thật sự đáng bị đánh. Câu tiếp theo của cậu có phải là, nếu cậu rơi vào tình huống tương tự một lần nữa, cậu sẽ nhất định ra tay đánh người kia có phải không? Vương Tử Quân cũng không chờ Thái Thần Bân nói hết lời, hắn dùng giọng tràn đầy nụ cười hỏi. Thái Thần Bân căn bản không biết nói gì hơn với câu hỏi của Chủ tịch Vương, tuy trong lòng hắn rất muốn nói phải, thế nhưng khi nhìn gương mặt có hơi lạnh của Vương Tử Quân, hắn lại cố gắng nuốt lời xuống bụng. Thật ra đó cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua Thái Thần Bân đi hát karaoke, đi đến phòng ca lại thấy một người đàn ông không những kéo tay nữ nhân viên phục vụ hát hò ầm ĩ, hơn nữa còn động tay động chân. Những chuyện như vậy xảy ra ở quán karaoke chỉ là bình thường, nhưng tên khốn kia lại lớn tiếng nói. Ông có rất nhiều tiền, vì vậy thằng nào cũng phải nghe lời ông, nếu không thì ông sẽ cho người đập nát cái quán này ra. Vì lúc đó không ai tiến lên khuyên can, thế cho nên cô gái phục vụ hát cùng hắn thật sự muốn phát khóc, còn tên đàn ông lại cứng nhắc lôi cô gái đi. Đây vốn là sự việc không liên quan gì đến Thái Thần Bân, thế nhưng hắn là một người thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, thế cho nên Chủ tịch Thái mới nổi nóng, dưới tình huống khuyên can người kia không có kết quả, thế là dùng vũ lực cho tên kia tỉnh rượu. Sau khi tên đàn ông kia bị đánh thì sự việc vốn xem như xong, nhưng tên đám bạn của tên đàn ông này lại không muốn bỏ qua một cách đơn giản như vậy, đám người kia vây quanh không cho Thái Thần Bân đi, mà công an xã cũng đến có hơi muộn. Sự việc được đưa đến đồn công an, dù sao đây cũng là Thái Thần Bân ra tay vì việc nghĩa, tất cả ai về nhà nấy là được. Khi Thái Thần Bân cho rằng tất cả sự việc đều đã kết thúc, không ngờ người của phòng giám sát thị ủy lại tìm đến. Người của phòng giám sát thị ủy lại ép Thái Thần Bân vào tình huống đánh nhà đầu tư của thành phố. Người ta bị đánh cảm thấy rất bực bội, thế là thừa dịp được gặp mặt bí thư Đồng Quốc Khánh đã lên tiếng tố cáo Thái Thần Bân. Đánh nhà đầu tư đến từ bên ngoài, điều này làm cho Đồng Quốc Khánh đang cố gắng kêu gọi đầu tư cảm thấy cực kỳ căm tức. Thế cho nên bí thư Đồng cũng không nói hai lời mà nhanh chóng chỉ thị cho thư ký trưởng Đảng Hằng và bí thư ủy ban tư pháp Hạ Nham Châu điều tra cho rõ vụ này. Tuy Đồng Quốc Khánh còn chưa nói rõ ràng, thế nhưng ai cũng hiểu bí thư Đồng muốn xử lý nghiêm túc vụ này. Đảng Hằng và Hạ Nham Châu vốn cũng không xem chuyện này ra gì, nhưng khi điều tra thân phận của Thái Thần Bân mới phát hiện đây là lái xe mà Chủ tịch Vương đưa đến thành phố Đông Bộ. Tuy bây giờ Thái Thần Bân đã xuống tuyến dưới rèn luyện, đã là một phó chủ tịch xã, thế nhưng dù thế nào cũng là điển hình của một quan viên dòng chính của Vương Tử Quân. Khi Hạ Nham Châu cầm tài liệu báo cáo của một vị phó cục trưởng đưa đến thì thật sự vào đầu. Một bên là bí thư thị ủy, một bên là chủ tịch thành phố, hai bên đều không thể đắc tội. Kết quả là cuối cùng sự việc cũng đến tai Vương Tử Quân. Tuy Đồng Quốc Khánh không nói bất kỳ lời nào có liên quan đến sự việc này, thế nhưng những ngày gần đây bí thư luôn nhấn mạnh công tác tạo dựng hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp ở thành phố, thế cho nên nhiều người căn cứ vào đó mà sinh ra những ý nghĩ khác thường. Chủ tịch Vương,
chuyện của tôi thì tôi sẽ gánh chịu, tuyệt đối sẽ không làm ngài khó xử. Thái Thần Bân nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Hừ! Vương Tử Quân vung tay lên ném điếu thuốc ra ngoài, sau đó dùng giọng không khách khí nói. Cậu nghĩ gánh chịu thế nào? Tôi, nên xử lý thế nào thì tùy bọn họ là được. Thái Thần Bân dùng giọng nén giận nói. Cái gì mà xử lý thế nào thì tùy, cậu nói hay nhỉ, cậu có suy nghĩ rõ ràng không? Cậu thích động thì động à, cậu không phụ lòng tôi sao? Ngày mai cậu cứ đi làm là được, chuyện còn lại giao cho tôi. Thái Thần Bân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì sinh ra cảm động, hắn trở thành phó chủ tịch xã, hắn cũng hiểu chuyện này đối với mình không phải lớn mà cũng chẳng phải nhỏ. Đặc biệt là bây giờ lại bị người ta chụp mũ đánh nhà đầu tư, như vậy sự việc càng khó giải quyết. Nếu Vương Tử Quân quyết định xử lý sự việc, như vậy đối phương thế nào cũng sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Hơn nữa sự việc luôn do Đổng Quốc Khánh cho người điều tra, quan hệ giữa Đổng Quốc Khánh và Vương Tử Quân là thế nào thì Thái Thần Bân là một lái xe luôn hiểu rất rõ. Chủ tịch Vương, người nào gây ra chuyện thì người đó xử lý, ngài cũng đừng nên quá quan tâm, nhiều nhất không phải là khai trừ sao. Thái Thần Bân tiến lên một bước lớn tiếng nói. Cùng lắm thì tôi không làm phó chủ tịch xã nữa. Tiểu tử cậu đang phát tiết bất mãn với tôi sao? Được rồi, đừng nói những lời vô dụng kia nữa. Hôm nay đến khách sạn Đông Bộ nghỉ ngơi, ngày mai tự bắt xe cút đi. Cuối năm nay nếu cậu không xóa chữ phó kia đi, như vậy đừng đến gặp tôi. Vương Tử Quân nói xong cũng không quan tâm đến Thái Thần Bân, hắn cất bước đi vào trong đám người. Thái Thần Bân thấy Vương Tử Quân đi về phía trước, hắn trầm ngâm giây lát rồi vội vàng đuổi theo. Dù mới 8 giờ nhưng ánh sáng mặt trời lại cực kỳ gay gắt làm cho cả thành phố Đông Bộ giống như được đưa vào trong lò hấp. Có câu nắng cuối thu có thể nướng chết người, lúc này ánh mặt trời treo trên cao giống như đang chứng minh cho câu nói này. Lúc này máy điều hòa trong phòng làm việc của Vương Tử Quân đang chạy ở mức thấp nhất, thế nhưng xen lẫn vào những luồng khí mát vẫn có chút gì đó oi bức. Chủ tịch Vương, Thái Thần Bân vừa gọi điện thoại đến, nói rằng cậu ấy đang ngồi xe về huyện. Triệu Quốc Lương nở nụ cười đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Trở về là tốt rồi, thế nào, có phải còn có chút tâm tình không? Nghe giọng điệu cũng không nghe ra anh ấy có tâm tình gì khác. Triệu Quốc Lương nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi cho Vương Tử Quân một đáp án thế nào cũng được, không nghe ra cũng có thể có hoặc không. Vương Tử Quân biết rõ thủ đoạn của Triệu Quốc Lương, nhưng hắn cũng không vạch trần. Dù sao thì Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân cũng đi theo hắn khá lâu rồi, tình cảm giữa hai người này là khá tốt, Triệu Quốc Lương đứng trước mặt mình che giấu một chút cho Thái Thần Bân cũng xem như hợp tình hợp lý. Không cần quan tâm đến cậu ấy, qua vài ngày sẽ tốt thôi. Chủ tịch Vương, sự việc này vẫn nằm trong tầm tay của phòng giám sát thị ủy, tôi nghe nói nhà đầu tư vẫn không chịu bỏ qua. Triệu Quốc Lương lên tiếng, sau đó hắn dùng giọng cẩn thận nói. Tôi nghe nói nhà đầu tư kia đến từ Hong Kong, chuẩn bị đầu tư vài trăm triệu, cùng với tỉnh Sơn Nam chúng ta khai thác mỏ. Trên tỉnh rất coi trọng hạng mục đầu tư này, đồng thời còn cho ra chỉ thị xác minh trữ lượng khoáng sản ở các huyện phía bắc thành phố Đông Bộ. Triệu Quốc Lương nói đến chuyện khai thác mỏ, Vương Tử Quân cũng hiểu rõ vụ này. Sau khi trong tỉnh cho ra chỉ thị, Đổng Quốc Khánh đã cố gắng nắm bắt công tác chứng thực chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, thế là Vương Tử Quân cũng không muốn tham dự vào vụ này. Không ngờ Thái Thần Bân lại đánh đám người này. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi nói. Tiểu tử Thần Bân này đúng là, ra tay không giống như bình thường, vung tay đã đánh ngay một nhà đầu tư quan trọng như vậy. Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi lo lắng cho Thái Thần Bân thêm vài phần, hắn biết rõ đây là hạng mục trọng điểm, hạng mục nào có càng nhiều người quân thì nhà đầu tư càng được hưởng đãi ngộ cao. Nếu như sự việc lần này trở nên huyên náo, chỉ sợ phiền toái của Thái Thần Bân là không nhỏ. Triệu Quốc Lương thật sự có chút lo lắng, hắn có chút chần chừ, sau đó trầm giọng hỏi. Chủ tịch Vương, Thần Bân ra tay đánh người, sẽ không có vấn đề gì đấy chứ? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng lo lắng của Triệu Quốc Lương, hắn chần chừ một lát rồi nói. Đồn công an đã có nhận định, không có chuyện gì cả. Triệu Quốc Lương lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi báo cáo vài hạng mục công tác thì quay người định đi ra, đúng lúc Vương Tử Quân khoát tay nói. Cậu đi điều tra xem nhà đầu tư đến từ Hong Kong kia đang ở chỗ nào, chúng ta đến xem. Chủ tịch Vương, bọn họ ở trong khách sạn Đông Bộ,
nhưng tôi nghe nói sáng nay Chủ tịch Lữ đến chào hỏi đại biểu của tập đoàn Thần Hà thì không được gặp. Chủ tịch Hạ Cường đi mà không gặp mặt sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói. Cậu đi mua vài món thực phẩm, dù thế nào thì tôi là chủ tịch thành phố cũng phải đến thăm người ta. Hơn 20 phút sau Vương Tử Quân đã ngồi trên xe chạy về phía khách sạn Đông Bộ, Thái Nguyên Thương ở bên cạnh hắn cầm điện thoại nói. Chủ tịch Vương, tôi đã liên hệ với phòng công thương. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cười nói. Phòng công thương có trạng thái công tác rất tốt, Lý Thừa Phong là người có năng lực nhưng chẳng qua có chút thiếu quyết đoán. Thái Nguyên Thương và Lý Thừa Phong có quan hệ không tệ, lúc này nghe Chủ tịch Vương mở lời khen ngợi Lý Thừa Phong thì cười nói. Lý Thừa Phong này trước nay luôn công tác trong cơ quan, chưa từng xuống cơ sở nhận công tác, thế cho nên có vẻ thiếu khí phách. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì thêm. Vài phút sau xe chạy vào trong bãi đậu xe của khách sạn Đông Bộ. Khi Vương Tử Quân bước xuống xe, trưởng phòng công thương thành phố Đông Bộ là Lý Thừa Phong đã cùng đám cán bộ lãnh đạo khách sạn Đông Bộ đứng chờ sẵn đón chào. Vương Tử Quân bắt tay đơn giản với đám người Lý Thừa Phong, sau đó hắn nói. Thế nào, Lục tiên sinh có rảnh không? Trên đường đến khách sạn Đông Bộ, Vương Tử Quân đã biết nhà đầu tư bị Thái Thần Bân đánh cho một trận có họ Lục, là một người toàn quyền trong công tác khảo sát tỉnh Sơn Nam của tập đoàn Thần Hà. Lý Thừa Phong thấy Vương Tử Quân đặt câu hỏi thì hai chân có hơi nhũn ra, hắn miễn cưỡng cười nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, sau khi thư ký trưởng Thái gọi điện thoại thì tôi đã liên hệ với Lục tiên sinh, thế nhưng người của tập đoàn Thần Hà nói Lục tiên sinh bị thương rất nặng, bây giờ còn không thể. Không thể. Tuy vẻ mặt Vương Tử Quân không có gì biến đổi nhưng trái tim Lý Thừa Phong lại đập lên điên cuồng, hắn thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi. Trong mắt hắn thì vị chủ tịch Vương được Hội đồng Nhân dân thông qua chưa được bao lâu thế nhưng lại là người đứng đầu trong thành phố Đông Bộ, đừng nói hắn chỉ là một vị trưởng phòng công thương nho nhỏ, ngay cả đám lãnh đạo thành phố cấp sở đứng trước mặt Vương Tử Quân cũng nơm nớp lo sợ. Vẫn chưa thể gặp được anh ta sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lý Thừa Phong thì dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Lý Thừa Phong ném ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Thái Nguyên Thương, sau đó hắn cố lấy dũng khí nói. Lục tiên sinh nói cần được nghỉ ngơi. Chủ tịch Vương, chúng ta chỉ bằng cứ đi xem, biết đâu bây giờ Lục tiên sinh đã có thể gặp mặt chúng ta. Dù không thể gặp mặt Lục tiên sinh thì cũng biểu hiện sự quan tâm của Chủ tịch Vương với nhà đầu tư đến từ bên ngoài. Thái Nguyên Thương khẽ nháy mắt với Lý Thừa Phong, sau đó hắn khẽ cho ra lời đề nghị. Vậy thì chúng ta đi lên. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Lý Thừa Phong, sau đó tỏ ý để Lý Thừa Phong dẫn đường. Lý Thừa Phong là trưởng phòng công thương, hắn cố gắng nắm bắt hạng mục của tập đoàn Thần Hà và liệt vào hàng trọng điểm, tất nhiên hắn sẽ cực kỳ quen thuộc nơi dừng chân của đám người tập đoàn Thần Hà. Khi thấy Vương Tử Quân tỏ ý như vậy, hắn vội vàng tiên lên phía trước hai bước nói. Chủ tịch Vương, mời ngài. Đám lãnh đạo khách sạn Đông Bộ cũng muốn dẫn đường, thế nhưng Lý Thừa Phong đã tiến lên, bọn họ cũng không thể tranh chấp với trưởng phòng Lý. Tuy bọn họ có chút buồn bực, thế nhưng bọn họ cũng không dám bỏ đi, chỉ sợ có gì phục vụ không tốt sẽ bị Chủ tịch Vương thấy được. Khách sạn Đông Bộ là khách sạn chuyên sử dụng để tiếp đãi lãnh đạo và nhà đầu tư bên ngoài, nơi đây lắp đặt thiết bị rất tốt. Đám người tập đoàn Thần Hà được sắp xếp ở phòng trên tầng cao nhất, chỉ cần nhìn vào cách sắp xếp này cũng thấy được đám người tập đoàn Thần Hà được coi trọng đặc biệt. Chương 557, thật sự không biết ngại. Khách sạn Đông Bộ là địa điểm phụ trách tiếp đãi của thành phố Đông Bộ, thế cho nên được lắp đặt thiết bị rất tốt. Người của tập đoàn Thần Hà đến ở trong căn phòng xa hoa nhất ở tầng cao nhất, chỉ cần nhìn vào sắp xếp này cũng thấy chính quyền thành phố Đông Bộ coi trọng tập đoàn Thần Hà như thế nào, vì bình thường phòng cao nhất của khách sạn Đông Bộ chủ yếu dành cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh xuống thành phố kiểm tra chỉ đạo công tác. Nhân viên phục vụ trực ban ở tầng cao nhất thấy nhóm người Vương Tử Quân đi lên thì vội vàng tiến đến nghênh đón. Giám đốc khách sạn Nhâm Vĩnh Cách thấy tên nhân viên phục vụ quen thuộc, hắn cảm thấy cơ hội biểu hiện của mình đã đến, hắn tiến lên trầm giọng hỏi. Tiểu Bình, Lục tiên sinh của tập đoàn Thần Hà bây giờ có rảnh không? Giám đốc Nhâm, vừa rồi Hà tiểu thư của tập đoàn Thần Hà nói Lục tiên sinh đang nghỉ ngơi, sẽ không gặp khách lạ. Nhân viên phục vụ được gọi là Tiểu Bình đã công tác ở khách sạn Đông Bộ rất lâu, cũng không xa lạ gì Chủ tịch Vương Tử Quân, biết rõ lúc này mình cần phải làm cho giám đốc nở mày nở mặt. Thế là nói năng cực kỳ chú ý. Lý Thừa Phong nghe thấy đối phương trả lời như vậy thì vẻ mặt trở nên khó coi, trước khi Vương Tử Quân đến thì hắn đã nói với người của tập đoàn Thần Hà,
bây giờ người của tập đoàn Thần Hà thật sự không nể mặt. Chủ tịch Vương không biết nghĩ thế nào với đám người tập đoàn Thần Hà, thế nhưng đây là chủ tịch thành phố Đông Bộ, nếu chủ tịch Vương nổi giận với hắn, chỉ sợ hắn sẽ rất khốn khổ. Lúc này Lý Thừa Phong thật sự thầm mắng Lục tiên sinh không thôi, nhưng thời điểm này khá quan trọng, phải cố gắng giải quyết những gì xảy ra trước mắt. Có câu chuyện của mình không thể cho người khác gánh vác, thế nên hắn cắn răng rồi nói một câu với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi đi vào nói với người của tập đoàn Thần Hà một tiếng, nói rằng ngài đã đến. Vương Tử Quân nhìn Tiểu Bình đang cúi đầu, hắn chợt lên tiếng. Nếu Lục tiên sinh đã không muốn bị quấy rầy, chúng ta gặp người khác của tập đoàn Thần Hà cũng được. Lý Thừa Phong đồng ý một tiếng, sau đó hắn đi về phía phòng dành cho người của tập đoàn Thần Hà. Lúc này Nhâm Vĩnh Cách chờ Lý Thừa Phong đi vào trong phòng, sau đó hắn mở một cửa phòng bên cạnh, mời nhóm Vương Tử Quân vào trong ngồi. Vương Tử Quân cũng không từ chối, hắn thoải mái ngồi xuống ghế salon trong phòng, dù hắn không nói gì nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười. Ngài là chủ tịch Vương sao? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi từ bên ngoài đi vào, nàng dáng người không cao, mặt tròn môi mỏng, lại mặc một bộ trang phục côn sở, làm cho người ta sinh ra cảm giác khá thân cận. Hà tiểu thư, vị này chính là chủ tịch Vương của thành phố Đông Bộ chúng tôi. Lần này chủ tịch Vương đến chính là muốn thăm hỏi Lục tiên sinh. Lý Thừa Phong theo sát Hà tiểu thư đi vào phòng, hắn lên tiếng, trên mặt vã mồ hôi. Chào Hà tiểu thư. Vương Tử Quân nhìn Hà tiểu thư đứng trước mặt mình, sau đó đứng lên cười nói. Chủ tịch Vương, chúng tôi hiểu ý của ngài, nhưng bây giờ Lục tiên sinh căn bản không thể gặp mặt các anh được. Đồng thời chúng tôi cũng cảm thấy hoài nghi hoàn cảnh đầu tư của thành phố này. Hà tiểu thư dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân, nàng dùng giọng rõ ràng từng chữ nói. Hà tiểu thư, sự kiện này. Lý Thừa Phong không ngờ đối phương sẽ nói như vậy, hắn dù tố chất tâm lý khá cao nhưng lúc này cũng chẳng biết làm thế nào cho phải. Trưởng phòng Lý, chúng tôi nghe nói người đánh giám đốc Lục đã được thả, vì hắn là lái xe của chủ tịch Vương. Hà tiểu thư ngẩng đầu dùng giọng nhanh chóng và đông cứng nói. Tập đoàn Thần Hà chúng tôi hy vọng chủ tịch Vương sẽ cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý ở sự kiện này, nếu không chúng tôi cảm thấy căn bản không cần hợp tác. Tiếng giày cao gót dậm lên nền nhà dần đi xa, lúc này tất cả ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt mọi người, hắn cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Nhâm Vĩnh Cách nhìn gương mặt không chút biến đổi của Vương Tử Quân. Lúc này tâm tình mới thả lỏng được một chút. Nhưng hắn lại hạ quyết tâm, lần này nhất định phải cho đám người tập đoàn Thần Hà đẹp mặt, dám có hành vi như vậy với chủ tịch Vương, đúng là phản rồi. Khi Nhâm Vĩnh Cách đang nghĩ có nên động tay động chân lên thức ăn của đám người tập đoàn Thần Hà hay không, đúng lúc này Vương Tử Quân đã đi xuống. Khi chủ tịch Vương đi xuống bên dưới cũng không nói lời nào, cũng không ai dám lên tiếng, chỉ sợ nói một câu không hay sẽ làm cho chủ tịch Vương nổi giận. Nếu nói Vương Tử Quân tức giận thì cũng đúng, thế nhưng hắn thật sự không có thói quen bộc phát, thế cho nên đám người Lý Thừa Phong căn bản chỉ là lo lắng suông. Khi Vương Tử Quân ngồi lên xe của mình, trên phòng cao nhất của khách sạn Đông Bộ có hai người đang đứng. Hai người này đứng trong phòng với tư thế và trang phục rất nghiêm chỉnh khí khái, thế nhưng một người trong số đó có vành mắt đen như gấu trúc, xem như phá tan tất cả khí độ của chính mình. Nhị thiếu gia. Hội đồng quản trị đã cho ra quyết định không tiếc mọi thứ để nắm bắt hạng mục lần này, nhưng chúng ta vừa đến đã đắc tội với lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong thị ủy, bây giờ có muốn nắm bắt hạng mục chỉ sợ có hơi khó. Người đàn ông trung niên vành mắt đen nhẻm chỉ tay về phía xe của Vương Tử Quân rồi dùng giọng âm u nói. Người đàn ông được gọi là nhị thiếu gia khoảng 30 tuổi, mặc tây phục nghiêm chỉnh, nhìn qua có vẻ cực kỳ khí thế. Hắn không quay đầu, nhưng khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn ta có thân phận gì, anh tưởng tôi không biết sao? Nhị thiếu gia, tất nhiên là anh biết, thế nhưng chúng ta đến thành phố Đông Bộ để khai thác mỏ, có rất nhiều thứ cần liên hệ với anh ta, nếu như bây giờ đắc tội với anh ta, sau này sẽ sinh ra bất lợi trong vấn đề hợp tác. Người đàn ông trung niên có chút sợ hãi với nhị thiếu gia, hắn vội vàng lên tiếng giải thích. Anh Lục, tâm tư của anh rất tốt, hèn gì bố tôi phái anh đến làm trợ thủ cho tôi. Nhưng tôi nói với anh một câu và anh nhớ kỹ cho tôi, đó chính là tôi không có thói quen như vậy. Sau khi xe của Vương Tử Quân biến mất thì tên đàn ông quay đầu lại nhìn anh Lục dùng giọng thản nhiên nói. Anh nhớ chưa? Vâng, tôi đã nhớ, nhị. Anh Lục còn chưa nói ra hai chữ thiếu gia, hắn chợt nghĩ đến cái gì rồi nói tiếp. Tổng Giám đốc Trình.
Một câu tổng giám đốc Trình của anh Lục làm cho gương mặt tên đàn ông có thêm nụ cười, hắn cười nói với anh Lục. Anh Lục, tôi không thích người ta phạm lỗi lầm, theo ý tôi thì người cùng phạm một sai lầm là kẻ ngu ngốc, đối với tôi thì chỉ có một phương án xử lý, đó là cút xéo. Anh Lục gật đầu, thi thoảng giơ tay lên lau mồ hôi trán. Hắn biết rất rõ, nhị công tử đang mượn cơ hội để gõ đầu mình. Dù mình là cựu thần của công ty, thế nhưng với địa vị của nhị công tử, nếu muốn đá mình ra khỏi tập đoàn Thần Hà, đó cũng là một chuyện dễ như trở bàn tay. Anh Lục không muốn rời khỏi tập đoàn Thần Hà, hắn có thân phận địa vị và quyền lợi ở đây, cũng nhờ nó mà hắn có được hạnh phúc của mình. Hắn không những có vợ, thậm chí còn có một ngôi sao nhỏ luôn bảo trì mối quan hệ lén lút với hắn. Nếu hắn mất đi địa vị ở tập đoàn Thần Hà, chỉ sợ hắn sẽ chẳng còn là gì. Tổng giám đốc Trình, ngài nói rất đúng, không nên phạm cùng một lỗi lầm, ngài cứ xem biểu hiện của tôi về sau là được. Tổng giám đốc Trình khẽ gật đầu, sau đó cười nói. Anh Lục, đừng trách tôi yêu cầu quá nghiêm với anh, phải biết rằng tập đoàn Thần Hà chúng ta không phải là công ty bình thường, nhất cử nhất động của mỗi nhân viên đều đại biểu cho hình tượng của cả tập đoàn. Anh Lục không có lỗi, chỉ cần anh từ bỏ những căn bệnh nhỏ nhặt của mình, tôi sẽ rất tán thưởng anh. Tổng giám đốc Trình, tôi sẽ sửa đổi, hy vọng sau này Tổng giám đốc Trình dìu dắt nhiều hơn, tôi tình nguyện tận tâm tận lực làm trâu ngựa cho tập đoàn Thần Hà. Hai người nói chuyện với nhau, mối quan hệ như được kéo lại gần hơn. Anh Lục nhìn gương mặt trầm ngâm không nói của Tổng giám đốc Trình, hắn có chút trầm ngâm rồi nói. Tổng giám đốc Trình, có vấn đề tôi không rõ, vì sao chúng ta không nể mặt Chủ tịch Vương? Nếu như hợp tác không thành, ảnh hưởng đối với ngài là rất lớn. Ha ha ha, tôi hỏi anh, nếu như tôi dựa theo điều kiện của hội đồng quản trị để đàm phán hạng mục với thành phố Đông Bộ, bọn họ sẽ đồng ý sao? Tổng giám đốc Trình cũng không trả lời vấn đề của anh Lục, hắn lại dùng giọng âm trầm nói. Anh Lục dù thế nào cũng có chút năng lực của riêng mình, cũng có vài điểm độc đáo, nếu không hắn sao có thể được điều đến đàm phán hạng mục lớn thế này, sao có thể ở đây cho được? Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng khẳng định nói. Khả năng đồng ý là trên 9 phần, vì điều kiện chúng ta đưa ra rất tốt, nếu so sánh với tình hình trong nước, tôi tin thành phố Đông Bộ sẽ nhanh chóng ký hợp đồng với chúng ta mà thôi. À, anh Lục thật sự không tồi, chỉ cần chúng ta đưa ra điều kiện của hội đồng quản trị, như vậy chúng ta nhất định có thể ký được hợp đồng. Nhưng anh đã nghĩ đến phương diện này chưa? Nếu như dựa vào đó để tiến hành, chúng ta chỉ có thể tìm được một câu đã vất vả của hội đồng quản trị, ngoài ra anh thấy hội đồng quản trị sẽ còn ban thưởng gì không? Ban thưởng. Anh Lục thầm nghĩ chắc chắn là sẽ có thế nhưng chỉ là rất ít. Hắn nhìn ánh mắt tham lam của Tổng Giám Đốc Trình, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Vì sự việc căn bản rất dễ đàm phán, thế cho nên ban thưởng là rất ít. Anh nói rất đúng, thế nhưng khi chúng ta áp chế để điều kiện giảm xuống 2/3, thậm chí là một nửa, anh thấy không phải chúng ta có công lớn sao? Giảm điều kiện xuống 1/3 thậm chí là một nửa. Vẻ mặt anh Lục chợt trở nên đặc sắc, hắn là một trong những người trực tiếp tham gia đàm phán với thành phố Đông Bộ, hắn tất nhiên biết rõ 1/3 chính là vài chục triệu, mà một nửa chính là hơn 100 triệu, nếu như có thể được như vậy thì thật sự lập công lớn. Nhưng thành phố Đông Bộ sẽ đáp ứng điều kiện hà khắc như vậy sao? Nhị thiếu gia thấy ánh mắt nghi hoặc của anh Lục, hắn càng thêm đắc ý, lại cười ha hả nói. Trước khi đến Đại Lục thì tôi đã đặt ra mục tiêu cho mình. Tôi vốn thấy hoàn thành nó cũng không dễ dàng gì, nhưng may mà anh xảy ra chuyện, thế là tôi thấy dịp may kéo đến. Bây giờ các tỉnh trong nước đều chú trọng kêu gọi đầu tư, nơi nào cũng đang hừng hực khí thế, cái gì là cố gắng tạo ra hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp, cho ra chính sách ưu đãi hấp dẫn nhà đầu tư ở lại. Anh nói xem bọn họ sợ cái gì, sợ nhất chính là làm hỏng hình tượng của mình, chỉ cần chúng ta nắm chặt không tha, như vậy đám lãnh đạo thành phố, thậm chí là lãnh đạo tỉnh sẽ ném ra điều kiện để giữ chúng ta lại, khi đó không phải chúng ta đặt ra điều kiện gì thì thành phố Đông Bộ bọn họ cũng phải nuốt vào bụng sao. Tổng giám đốc Trình nói năng cực kỳ có khí thế, bộ dạng chỉ điểm Giang Sơn, nắm tất cả trong lòng bàn tay. Giám đốc Lục cảm thấy Tổng giám đốc Trình thật sự nói rất đúng, nhưng làm như vậy thì tên tài xế đánh mình, thậm chí là Chủ tịch Vương vừa đến đây sẽ gặp chuyện không may. Hắn đưa tay sờ lên mắt mình. Hắn chợt cảm thấy trong lòng tràn đầy sảng khoái. Tổng giám đốc Trình, anh tính toán rất hay, làm như vậy không những kiếm được tiền cho tập đoàn, tôi tin các vị đồng sự sẽ cực kỳ kính trọng ngài. Giám đốc Lục là một người bên mảng kế hoạch đầu tư, bản lĩnh liên hệ và nịnh hót cũng không tệ,
chỉ cần nói hai câu đã làm cho Tổng Giám Đốc Trình cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Ha ha ha, anh Lục, nếu hội đồng quản trị kính trọng tôi thì anh cũng không được quên công lao. Tôi không biết anh làm việc khác thế nào, chứ lần này nhất định sẽ là rất tốt, rất sảng khoái. Anh Lục lần này bị đánh nhưng lại lập công, điều này xảy ra thì dù hắn có dày mặt cũng cảm thấy khó nói nên lời. Nhưng hắn thấy Giám Đốc Trình rất sảng khoái, hắn cũng không nói gì thêm, hắn đưa mắt nhìn qua cửa sổ nói. Sự kiện này xả ra thật sự có lợi cho chúng ta, thế nhưng cũng xem như uất ức cho Chủ tịch Vương kia rồi. Tổng Giám Đốc Trình cần gì quan tâm đến vấn đề này? Trên đời này đa số người làm đá kê chân giường cho người khác, vị Chủ tịch Vương kia có thể trở thành đá lót chân cho nhị thiếu gia, đây phải nói là vinh hạnh. Anh Lục trà sát hai tay, gương mặt vui vẻ, giọng điệu đầy tính ca tụng. Ha ha ha, anh Lục, anh nói rất hay, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không quá mức không công bằng công chính. Tổng Giám Đốc Trình rất hưởng thụ lời nói của anh Lục, vì vậy hắn nhiệt tình vỗ vai anh Lục, thầm nghĩ xong việc này mình sẽ có thêm được một thuộc hạ, sẽ có được danh tiếng. Còn tên Vương Tử Quân, hắn thật sự xin lỗi người này, ai cũng muốn leo lên đỉnh, hắn thấy mình không nên sinh ra bất kỳ ý nghĩ gì khác lạ với một người làm đá lót chân cho mình. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trình, bây giờ chúng ta đã ở thành phố Đông Bộ được khá lâu, anh xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Làm thế nào sao? Tất nhiên là đi, chiều này chúng ta đến thành phố Sơn Viên, báo cáo sự việc này với lãnh đạo tỉnh, đến lúc đó dù bọn họ nói như thế nào cũng xong rồi. Tổng Giám Đốc Trình lên tiếng, giọng điệu có chút âm trầm. Vâng, tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh Sơn Nam nhất định sẽ làm rõ vấn đề này, đến khi đó, hi hi, tất cả sẽ nằm trong bàn tay của chúng ta, không phải chúng ta thích làm gì hạng mục lần này cũng được sao. Tiếng cười ha hả vang lên, rõ ràng hai người cực kỳ đắc ý và thỏa mãn. Buổi chiều khi đi làm thì Đồng Quốc Khánh nghe được tin tức tập đoàn Thần Hà muốn bỏ đi, khi đó vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn nhìn thoáng qua trưởng phòng công thương Lý Thừa Phong đang đến báo cáo công tác, sau đó trầm giọng nói. Sự việc này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh Lục không muốn rời khỏi tập đoàn Thần Hà, hắn có thân phận địa vị và Lý Thừa Phong thật sự cảm thấy sợ hãi dưới ánh mắt lạnh lùng của bí thư Đồng Quốc Khánh, dù hắn không muốn đến đây báo cáo nhưng sự việc lại quá lớn, nếu không báo cáo thì sau này hắn khó gánh được trách nhiệm. Tập đoàn Thần Hà nói hoàn cảnh đầu tư của thành phố chúng ta không tốt. Dù Lý Thừa Phong đã nghĩ sẵn câu trả lời, thế nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Đồng Quốc Khánh, hắn nhẫn nhịn nửa phút mới trầm giọng nói. Vẻ mặt Đồng Quốc Khánh trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Thừa Phong, sau đó mới lạnh giọng nói. Tôi không phải đã cho ra chỉ thị phải nghiêm túc xử lý sự việc lần này rồi sao? Ngài nói là xử lý nghiêm túc, nhưng sự việc có liên quan đến Chủ tịch Vương, anh nói tôi xử lý thế nào? Tôi dám xử lý thế sao? Lý Thừa Phong nghĩ như vậy nhưng lại tuyệt đối không dám nói ra, hắn là người bị kẹp giữa hai vị lãnh đạo, nếu như không khéo léo luồn lách, chỉ sợ sẽ bị ép cho chết tươi. Trong đầu Lý Thừa Phong chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, cuối cùng hắn vẫn không nói ra, nếu không chỉ sợ hắn sẽ xong đời. Đồng Quốc Khánh nhìn Lý Thừa Phong cúi đầu thì cười hì hì nói. Tôi biết rồi, trách nhiệm hình như không phải ở trên người anh. Đồng Quốc Khánh vừa nói vừa cầm lấy điện thoại gọi đi. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn nổi giận nói. Mời thư ký trưởng đảng đến đây. Vài phút có thể nói là chớp mắt nhưng Lý Thừa Phong đối mặt với một vị bí thư thị ủy không nói lời nào, hắn cảm thấy thời gian này dài cả năm. Cũng may nó cũng chỉ là vài phút mà thôi, sau đó thư ký trưởng đảng Hằng đẩy cửa đi vào. Bí thư Đồng. Đảng Hằng cười gật đầu với Đồng Quốc Khánh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện lãnh đạo. Thư ký trưởng đảng. Tôi đã yêu cầu anh xử lý sự việc đánh nhà đầu tư cực kỳ nghiêm túc, bây giờ có kết quả chưa? Đồng Quốc Khánh trước kia tràn đầy nụ cười với Đảng Hằng, nhưng bây giờ chợt nổi giận nói. Đảng Hằng là người biết rõ sự việc này, hơn nữa sau khi có kết quả thì đã nói rõ với Đồng Quốc Khánh, bây giờ Đồng Quốc Khánh sao lại hỏi như vậy? Hắn nhìn bộ dạng ngồi yên như núi của Bí Thư Dương, trong lòng khẽ run lên. Hắn chợt hiểu vấn đề, lần này Bí Thư gọi mình đến, căn bản không phải đơn giản là hỏi thăm tình huống. Đảng Hằng hiểu rõ vấn đề, dù hắn cảm thấy sự việc lần này náo loạn cũng không có gì tốt, thế nhưng hắn là người của Bí Thư Đồng, hắn cũng không thể lựa chọn. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Đồng, trải qua điều tra, người ra tay đánh nhà đầu tư chính là Phó Chủ tịch xã trong huyện Uyên Lộc, tên là Thái Thần Bân. Xử lý thế nào? Đồng Quốc Khánh vỗ bàn nói. Anh có biết không,
bây giờ nhà đầu tư thuộc tập đoàn Thần Hà đã hoài nghi hoàn cảnh đầu tư ở thành phố chúng ta, xem như hạng mục khai thác lần này đã là sôi hỏng bỏng không. Thư ký trưởng của tôi, các anh xử lý sự việc này thế nào? Nếu thành phố Đông Bộ mất hạng mục quan trọng này, chúng ta sẽ là phạm tội rất lớn với cả thành phố Đông Bộ. Khi Đồng Quốc Khánh nổi giận thì Thường ủy Thị ủy, Bí thư ủy Ban Tư pháp kiêm Cục trưởng Cục Công an Hạ Nham Châu đi đến, hắn nghe thấy lời nói của Đồng Quốc Khánh thì dùng giọng có chút xấu hổ nói. Bí thư Đồng. Đồng Quốc Khánh nói xong thì trầm ngâm giây lát, sau đó hắn quay sang nói với Hạ Nham Châu. À, Bí thư Hạ, anh là lão cán bộ của thành phố Đông Bộ, thư ký trưởng đảng không hiểu rõ cách xử lý sự việc, thế nhưng anh là lãnh đạo khối tư pháp, chẳng lẽ không có năng lực xử lý sự việc này sao? Điều này, sự việc đã được điều tra, Thái Thần Bân là người làm việc nghĩa, đồng thời cậu ấy lại là lái xe của. Hạ Nham Châu thật sự không ngờ mình vừa đến thì đã bị Đồng Quốc Khánh mở miệng phê bình, thế là giống như bị cướp đi tất cả khí thế. Là người làm việc nghĩa, đây là kết quả điều tra của Cục Công an sao? Rõ ràng là tranh giành tình nhân lại nói là làm việc nghĩa, có phải các anh coi pháp luật là trò đùa không? Đồng Quốc Khánh lại vỗ tay lên bàn thật mạnh, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Nham Châu, cặp mắt giống như muốn ăn thịt người. Hạ Nham Châu thầm nghĩ anh nếu có bản lĩnh thì đến mà gây rối với Vương Tử Quân, anh cũng không phải không biết Thái Thần Bân là lái xe của Chủ tịch Vương. Nhưng hắn tuy thầm oán như vậy nhưng lại không nói lời nào, chỉ cười cười nói. Chúng tôi sẽ nhất định điều tra rõ ràng. À, sự việc này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến hình tượng của thành phố Đông Bộ, nếu như làm không tốt sẽ hủy hoại hình tượng kêu gọi đầu tư của thành phố chúng ta từ trước đến nay, thậm chí còn phá hoại hình tượng của tỉnh Sơn Nam. Vì vậy, Bí thư Hạ, anh phải điều tra thật nghiêm, phải nhanh chóng cho ra câu trả lời cho phòng công thương. Đồng Quốc Khánh vung tay lên với Hạ Nham Châu, cũng không chờ Hạ Nham Châu nói lời quyết tâm, hắn trầm giọng nói. Thư ký trưởng đảng, anh phối hợp điều tra vụ này với Bí thư Hạ. Vẫn là câu nói của tôi, chuyện này dù liên quan đến ai thì người đó phải phụ trách, chúng ta phải điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể để phát sinh bất kỳ hiện tượng nào. Đồng thời tối nay chúng ta sẽ mở hội nghị thường ủy, sẽ nghiên cứu sự kiện này. Đồng Quốc Khánh chờ Hạ Nham Châu và Lý Thừa Phong rời khỏi phòng làm việc của mình thì vung tay gọi Đảng Hằng quay lại. Thư ký trưởng, chút nữa anh mua vài món thực phẩm dinh dưỡng, lát nữa chúng ta đến thăm Lục tiên sinh. Đảng Hằng trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Đồng, tôi thấy sự việc này hay là thôi đi, tôi nghe nói sáng nay Chủ tịch Vương đến và bọn họ không tiếp. Đồng Quốc Khánh cười ha hả nói. Anh cứ yên tâm, chúng ta đi tỏ vẻ quan tâm, tôi tin chỉ cần chúng ta đi qua thì bọn họ sẽ mở cửa chào đón. Đồng Quốc Khánh nói đến đây thì có chút trầm ngâm, hắn nói tiếp. Thông báo cho đài truyền hình. Thông báo cho đài truyền hình. Đảng Hằng khẽ động. Nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ý của Bí thư Đồng Quốc Khánh, ý nghĩ của hắn cũng không tiếp tục dừng lại ở phương diện này, khi nhớ đến đài truyền hình thì một gương mặt cô gái cực kỳ tươi tắn xuất hiện trong lòng hắn. Mình nghĩ gì thế này? Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh thì Đảng Hằng khẽ lắc đầu, nhưng hắn quay về phòng làm việc của mình và không nhịn được cầm điện thoại bấm một số máy đã cực kỳ quen thuộc. Alo, là phóng viên Ngô phải không? Tôi là Đảng Hằng. Chào thư ký trưởng Đảng, anh vẫn khỏe chứ? Lúc này tìm em có chuyện gì cần phân phó sao? Một âm thanh trong trẻo vang lên từ đầu dây bên kia, Đảng Hằng nghe được âm thanh này thì có chút cảm giác hưởng thụ. Là thế này, chiều hôm nay Bí thư Dương sẽ... Chương 558, nuốt răng vào bụng. Hạ Nham Châu rời khỏi phòng làm việc của Đồng Quốc Khánh thì trực tiếp đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đối với hắn thì Đồng Quốc Khánh tuy đã cho ra chỉ thị với sự kiện này, thế nhưng nó liên quan đến lái xe của Vương Tử Quân. Hắn không thể không đến trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Vương. Vương Tử Quân nghe Hạ Nham Châu nói rõ ý nghĩ của Đồng Quốc Khánh, vẻ mặt không chút biến đổi, hắn cười cười với Hạ Nham Châu. Bí thư Hạ, chỉ thị của Bí thư Dương lần này rất tốt, ý kiến của tôi là dù liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng, dùng sự thật làm căn cứ, dùng FATP luật là thước đo, cho ra một câu trả lời xác thực với quần chúng nhân dân. Hạ Nham Châu đến đây vốn tìm Vương Tử Quân nghĩ biện pháp, thế nhưng lúc này nghe được lời của Vương Tử Quân thì lập tức cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Vương Tử Quân nói ra những lời có vẻ theo sát Đồng Quốc Khánh, thế nhưng câu nói dùng sự thật làm căn cứ và dùng pháp luật làm thước đo cũng không phải khách sáo. Hắn là Bí thư ủy Ban Tư pháp, hắn là người có trí tuệ cao vời, hắn hiểu rõ ràng những lời của Vương Tử Quân. Đó chính là bất kể là ai, chỉ cần phạm pháp thì không nói gì hơn, nên xử lý thế nào thì cứ như vậy.
nghe qua thì có hương vị quân pháp bất vị thân, thế nhưng thực tế là gì thì hắn hiểu rõ ràng. Khoai lang nóng sao lại rơi lên tay mình? Hạ Nham Châu trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng có chút do dự nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, Bí thư Dương nói sự kiện lần này có liên quan đến hình tượng và hoàn cảnh kêu gọi đầu tư của thành phố chúng ta. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó khẽ cười nói. Bí thư Đồng nói đúng, kêu gọi đầu tư xúc tiến thành phố Đông Bộ phát triển, đây chính là một trong nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của chúng ta vào thời điểm tới. Càng vào lúc này chúng ta càng phải kiến tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp, càng phải nghiêm khắc đả kích những hành vi gây bất lợi cho quá trình kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ. Hạ Nham Châu lúc này thật sự phát khổ, hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của Vương Tử Quân, trong lòng thầm hiểu Chủ tịch Vương có lẽ đã không tiếc lên ngựa đánh trận, bây giờ vấn đề của mình là đứng thành hàng. Nếu là trước đó hắn nhất định sẽ nghiêng về phía Vương Tử Quân, nhưng bây giờ Vương Tử Quân tuy vẫn mạnh mẽ nhưng cả tỉnh đang ở trong bầu không khí coi trọng quá trình kêu gọi đầu tư, lãnh đạo tuyến trên có lẽ sẽ ra tay can thiệp. Hắn thật sự có chút do dự, hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, chỉ thấy Vương Tử Quân vẫn trầm tĩnh ngồi bên cạnh mình, giống như chưa từng phát sinh bất kỳ sự việc gì. Vẻ mặt thản nhiên của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn chột dạ. Anh Hạ, anh nên can đảm đi điều tra, có nhiều căn cứ chính xác như vậy, tôi cũng không tin có người trợn mắt nói lời bịa đặt. Vương Tử Quân nói làm cho Hạ Nham Châu cảm thấy phát lạnh, hắn hiểu Vương Tử Quân đang lên tiếng cảnh báo mình không nên dây vào, nếu nói lời bẻ cong sự thật, cũng đừng trách Chủ tịch Vương không khách khí. Hắn thầm nghĩ đến thủ đoạn của Vương Tử Quân, nếu chính mình để cho Vương Tử Quân bắt được cán dao thì xong đời. Hắn chậm rãi nhíu mày. Chủ tịch Vương, cơ quan công an chúng tôi luôn căn cứ vào sự thật và nói chuyện dựa trên sự thật. Hạ Nham Châu trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Như vậy thì tốt, tôi tin tưởng Bí thư Hạ nhất định sẽ nói chuyện theo đúng sự thật. Vương Tử Quân nở nụ cười với Hạ Nham Châu, sau đó dùng giọng thản nhiên nói. Hạ Nham Châu rời đi, tất cả chỉ là mới bắt đầu. Sau khi Hạ Nham Châu rời khỏi phòng thì Đảng Hằng gọi điện thoại đến, thư ký trưởng Đảng rất khách khí với Vương Tử Quân, bây giờ cũng không ngoại lệ. Sau khi thăm hỏi Vương Tử Quân, Đảng Hằng nhanh chóng thông báo về cuộc họp vào tối nay. Vương Tử Quân chỉ nói một câu. Tôi biết rồi. Vương Tử Quân nói hai câu khách khí với Đảng Hằng thì cúp điện thoại. Hắn thật sự không nói là chán ghét Đảng Hằng, người này dù do Đồng Quốc Khánh đưa đến nhưng nhân phẩm thật sự không tệ. Nếu so sánh với một số người khác thì có khác biệt rất lớn. Lúc này mở hội nghị thường ủy, có lẽ lại nói về sự kiện của Thái Thần Bân, Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Trong ký ức của hắn tuy không có chút hình ảnh nào về sự kiện tập đoàn Thần Hà đầu tư vào thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn biết sau này giá cả khoáng sản sẽ tăng vùn vụt, sau đó có nhiều xí nghiệp tinh mắt mưu đồ tiến hành đầu tư khai thác mỏ. Ưu hóa hoàn cảnh đầu tư. Vương Tử Quân viết xuống vài chữ như vậy. Sau đó tâm tư chợt xoay chuyển. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhấc điện thoại bấm nút nghe, bên trong vang lên giọng nói của Tần Hồng Cầm. Chủ tịch Vương, em đây không phụ lòng ngài, đã liên lạc được với vài tờ báo rồi. Vương Tử Quân cười cười, hắn khẽ nói. Vất vả cho em rồi. Làm việc vì ngài thì có gì mà vất vả hay không? Chỉ là hy vọng ngài có thể vung tay cho em vài lợi ích nho nhỏ mà thôi. Tần Hồng Cầm nở nụ cười quyến rũ nói, giọng điệu mềm mại tuyệt vời truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Hừ, dám không thành thật trước mặt anh, coi chừng anh dùng cờ lê đánh em. Vương Tử Quân thấy tâm tình của Tần Hồng Cầm rất tốt, hắn cũng không khỏi học giọng điệu của đám thanh niên trên phim ảnh nghiêm túc nói. Đánh em bằng cờ lê, anh cam lòng sao? À, dù anh đánh em bằng thứ gì thì em cũng chịu hết. Giọng điệu của Tần Hồng Cầm ngày càng nhỏ. Càng như vậy lại càng làm cho người ta chấn động không thôi. Vương Tử Quân nghe âm thanh hấp dẫn của nàng, hắn thật sự không khỏi rung động, thật sự rất muốn dùng roi đánh nàng vài cái. Một ý nghĩ kỳ quái như vậy xuất hiện trong lòng, hắn nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng nói. Cuối tuần này em đến Giang Thị nhé. Tần Hồng Cầm sao lại không rõ vì sao Vương Tử Quân nói mình đến thành phố Giang Thị. Nàng cười quyến rũ rồi nói. Em nhất định sẽ đến báo danh đúng giờ. Nhưng anh cũng nên thương tiếc em một chút, có dùng roi thì cũng đánh nhẹ thôi nhé. Vương Tử Quân nghe những lời tâm tình của Tần Hồng Cẩm thì tâm tình tốt hơn rất nhiều, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Hồng Cẩm, em giúp anh lưu ý một chút, để xem bên kia có xí nghiệp nào muốn khai thác mỏ không. Xí nghiệp khai thác mỏ. Tần Hồng Cẩm trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Hai ngày trước em tham gia một buổi gặp mặt doanh nghiệp,
có vài vị lãnh đạo công ty nói đến việc khai thác mỏ, đặc biệt là giám đốc Bành của tập đoàn Thiên Giang, anh ấy rất xem trọng những hạng mục khai thác mỏ. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy rất vui vì lúc ngủ có người gối đầu, hắn để Tần Hồng Cẩm tìm tư liệu về tập đoàn Thiên Giang. Hắn định nói về những chuyện khác, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên. Chủ tịch đại nhân, anh cứ bận rộn đi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho ngài. Tần Hồng Cẩm cũng nghe được tiếng chuông điện thoại, nàng hiểu ý cúp điện thoại. Chủ tịch Vương đang được tận hưởng những lời mật ngọt từ Tần Hồng Cẩm, bây giờ thật sự rất bực bội vì đối phương gọi đến không đúng lúc. Thế nhưng dù không thích thì hắn cũng phải áp chế tâm tình để nghe máy. Chủ tịch, tôi là Cẩm Hồ, ngài bây giờ có rảnh không? Giọng điệu tràn đầy nụ cười của Lý Cẩm Hồ từ đầu dây bên kia truyền đến. Vương Tử Quân hiểu Lý Cẩm Hồ gọi đến làm gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Anh nói đi. Chủ tịch, tôi nghe nói người của tập đoàn Thần Hà sắp đi có phải không? Lúc này Lý Cẩm Hồ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ai nói? Vương Tử Quân tuy có chút hiểu biết về sự kiện này, thế nhưng hắn vẫn trầm giọng hỏi Lý Cẩm Hồ. Chủ tịch, bây giờ tin đồn này đã truyền khắp thành phố Đông Bộ, nói rằng người của tập đoàn Thần Hà căn bản không muốn đầu tư ở thành phố Đông Bộ chúng ta. Lý Cẩm Hồ nói đến đây thì thay đổi chủ đề. Chủ tịch, sáng sớm tiểu tử Thái Thần Bân đã chạy vào thành phố tìm gặp người của tập đoàn Thần Hà để nói cho rõ ràng, nhưng lại bị tôi ngăn cản. Tôi cảm thấy nếu bây giờ cậu ta chạy đi, tôi cảm thấy nếu cậu ta đi thì chỉ sợ sẽ có hiệu quả phản nghịch. Anh nói cho tiểu tử kia rõ ràng, để cho cậu ta quay về thành thật công tác. Anh nói với cậu ấy thế này, cậu ta sẽ không có việc gì, sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Mục đích Lý Cẩm Hồ gọi điện thoại đến chính là cầu tình cho Thái Thần Bân, bây giờ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì càng thêm yên tâm. Hắn vội vàng lên tiếng. Chủ tịch Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm cho cậu ấy hiểu rõ ràng, quyết không cho cậu ấy tiếp tục tạo ra phiền phức. Vậy thì tốt. Vương Tử Quân nói thêm vài câu với Lý Cẩm Hồ thì cúp điện thoại. Nhưng hôm nay giống như một ngày bận rộn, hắn vừa cúp điện thoại của Lý Cẩm Hồ thì Triệu Quốc Lương đã đi đến. Hắn dùng ánh mắt chú ý nhìn Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói. Chủ tịch Vương, vừa rồi thư ký trưởng Lưu của khối chính quyền tỉnh gọi điện thoại đến, yêu cầu ngài gọi điện thoại lại cho anh ấy. Văn phòng khối chính quyền tỉnh có 8 vị phó thư ký trưởng Lưu ngoài là một vị thư ký trưởng thì còn là trưởng ban kêu gọi đầu tư của tỉnh Sơn Nam. Bây giờ thư ký trưởng Lưu gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân không cần hỏi cũng biết ý nghĩ của đối phương. Hắn tiếp nhận số điện thoại Triệu Quốc Lương đưa đến. Khẽ gật đầu, cũng không trực tiếp gọi điện thoại. Hắn cầm ly trà uống hai ngụm, sau đó nhấc văn kiện lên xem xét. Chủ tịch Vương, vừa rồi tôi thấy bí thư đồng rời khỏi khu văn phòng thị ủy, người của đài truyền hình cũng đến, nghe nói bọn họ muốn đến khách sạn Đông Bộ. Triệu Quốc Lương là thư ký của Vương Tử Quân, 3 giờ trên cơ bản là mắt tinh tai thính, luôn xem xét các sự việc xảy ra chung quanh. Tuy Vương Tử Quân không khích lệ hắn dò xét tin tức, thế nhưng hắn làm việc này rất chăm chú. Vương Tử Quân khẽ gật đầu ừ một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Chủ tịch Vương, Thái Thần Bân không có chuyện gì chứ? Tuy Triệu Quốc Lương biết mình không nên hỏi vấn đề này, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được phải lên tiếng. Không có vấn đề gì. Vương Tử Quân đọc qua văn kiện, sau đó hắn nhấc điện thoại bắt đầu bấm số. Triệu Quốc Lương lúc này chỉ hy vọng Chủ tịch Vương nói không có việc gì, bây giờ nghe lãnh đạo nói trôi chảy như vậy, lại cảm thấy Chủ tịch Vương xem sự việc quá đơn giản. Chào anh, xin hỏi anh có phải là thư ký trưởng Lưu không? Tôi là Vương Tử Quân của thành phố Đông Bộ. Điện thoại nối thông, Vương Tử Quân tươi cười nói với đầu dây bên kia. Thư ký trưởng Lưu ở bên kia cũng rất nhiệt tình, sau khi nghe nói là Vương Tử Quân gọi điện thoại đến thì cười nói. Chủ tịch Vương, lúc này lại quấy rầy anh, tôi cũng có chút ngại ngùng. Thế này nhé, hôm nào anh đến thành phố Sơn Viên, tôi sẽ làm chủ mời khách một phen. Khi Vương Tử Quân công tác ở tỉnh đoàn thì cũng có chút kết giao với thư ký trưởng Lưu này nhưng không tiếp xúc nhiều, thế nhưng Vương Tử Quân có thể căn cứ vào những tin tức bên ngoài để biết thư ký trưởng Lưu là người hiền lành. Đối với những người này, lựa chọn tốt nhất chính là không cần đắc tội thì đừng nên đắc tội. Thư ký trưởng quá khách khí rồi, mời khách phải là tôi mới phải, nếu tôi để anh mời khách, người ta lại nói tôi không hiểu quy củ. Hai người Vương Tử Quân và thư ký trưởng Lưu khách khí vài câu, sau đó thư ký trưởng Lưu mới nói. Cậu Tử Quân, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhà đầu tư đã báo cho lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Lý rất coi trọng sự việc này, vì vậy mới để tôi hỏi cậu xem có chuyện gì xảy ra. Cậu Vương,
bây giờ tỉnh chúng ta đang đặt vấn đề kêu gọi đầu tư lên vị trí trọng yếu, lần này tập đoàn Thần Hà đến đầu tư chính là sự cố gắng rất lớn của lãnh đạo tỉnh, nếu cậu đánh mất thì cũng thật sự khó ăn nói với lãnh đạo. Thư ký trưởng Lưu nói rất khách khí nhưng đã chỉ rõ vấn đề cho Vương Tử Quân, thế là Vương Tử Quân khẽ cười nói. Thư ký trưởng, chuyện này anh cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không để cho ngài rơi vào tình huống khó xử. Vậy thì tốt rồi. Thư ký trưởng Lưu thở dài một hơi, hắn dù không có quan hệ với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng biết vị chủ tịch Vương này là hạng người gì. Hắn cũng rất sợ vị chủ tịch này bất chấp tất cả làm cho sự việc náo loạn và rơi vào tình cảnh không thể nào thu thập được. Chủ tịch Vương, tôi thấy vào đúng thời điểm nên cho đám thương nhân kia chút thể diện, công tác luôn có chút uất ức, chỉ cần sự việc xảy ra và cậu không có tổn thất, như vậy tất cả đều vui vẻ. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không trả lời với câu nói trung dung của thư ký trưởng Lưu. Mà thư ký trưởng Lưu cũng cho rằng Vương Tử Quân cười như vậy là tiếp nhận lời đề nghị của mình, vì thế nói thêm vài câu thì cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại thì Vương Tử Quân cũng suy xét lại lời nói của thư ký trưởng Lưu, đối với đa số người trong quan trường thì đó là một phương án tốt, nhưng hắn lại không muốn sử dụng nó. Hắn tuyệt đối không cho phép người ta thích làm gì người của mình thì làm. Nuốt răng vào bụng là một kế sách ẩn nhẫn rất tốt, thế nhưng nó không phải là tính cách của hắn. Lục tiên sinh, tôi thật sự xin lỗi vì những gì anh gặp phải, anh cứ yên tâm, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ chú tâm điều tra, sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Đồng Quốc Khánh nhìn Lục tiên sinh dán một mớ băng cá nhân trên mặt rồi trầm giọng nói. Lục tiên sinh này đứng trước mặt Tổng Giám Đốc Trình như chuột thấy mèo, thế nhưng lúc này hắn dựa người lên ghế salon lại rất ngông nghênh. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm với gượng mặt rất tức giận. Tổng Giám Đốc Trình lại nói. Bí thư Đồng, cảm ơn ý tốt của anh, tôi rất vui khi có thể kết giao với một người như anh, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất chán nản với hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Đông Bộ. Đi ngoài đường cũng bị người ta đánh cho như vậy, nghĩ lại mà còn thấy thật sự sợ hãi. Chương 559, kéo căng dây cung. Lục tiên sinh, chuyện này mong ngài tin tưởng tôi. Đồng Quốc Khánh còn chưa nói dứt lời thì Lục tiên sinh đã khoát tay mất kiên nhẫn nói. Bí thư Đồng, tôi rất tin tưởng ngài, thế nhưng sự việc đã xảy ra, lời hứa hẹn của người cũng không có sức thuyết phục. Ngược lại thì người đánh tôi vẫn còn đang nhởn như tiếp tục công tác như bình thường. Đồng Quốc Khánh là bí thư thị ủy, hắn nào đã từng bị người ta nói như vậy. Thế là hắn thật sự hận không để đánh cho tên khốn đối diện một trận đập đầu xuống đất. Nhưng năm nay tỉnh Sơn Nam chú trọng công tác kêu gọi đầu tư. Hơn nữa hạng mục này tỉnh còn chỉ thị nắm thật chặt, thế cho nên hắn cũng không thể dọa cho hai vị thần tây này sợ hãi bỏ chạy cho được. Nhưng trong lòng hắn cũng có một suy nghĩ khác, Vương Tử Quân không phải là kẻ ngang ngược sao. Như vậy thì tiếp tục đi, cứ cố gắng làm cho gió bão mạnh hơn một chút, đến lúc đó để xem Vương Tử Quân xuống địa ngục như thế nào. Đồng Quốc Khánh nhìn vào góc độ này mà rất hy vọng vào sự kiện lần này, nếu làm lớn chuyện thì kết quả là rất tốt, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng. Lục tiên sinh, tất cả sự việc đều phải làm theo trình tự, mong Lục tiên sinh cho thời gian 2 ngày, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ cho ra một câu trả lời phù hợp. Bí thư Đồng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng có câu rồng mạnh không áp chế địa đầu xà, chuyện này xem như chúng tôi tự nhận mình gặp chuyện không may. Hôm nay bí thư Đồng đã đến đây, tôi cũng không cần phải đến nói lời từ biệt với anh, chiều nay chúng tôi sẽ đi. Lục tiên sinh khoát tay áo với Đồng Quốc Khánh, giống như đã cho ra quyết định. Giám đốc Lục, cho dù không bàn chuyện hợp tác thì cũng không nên đi gấp như vậy. Anh có thể ở lại thành phố Đông Bộ vài ngày, du ngoạn sơn thủy, nếm thử vài món đặc sản, cũng xem như cho tôi một cơ hội đãi khách. Đồng Quốc Khánh nâng ấm trà lên châm nước cho anh Lục, sau đó vừa cười vừa nói. Lục tiên sinh nhìn động tác của Đồng Quốc Khánh, trong lòng thầm cười lạnh. Thầm nghĩ Tổng Giám đốc Trình nói đúng, đám người này trong đầu chỉ nghĩ đến thành tích, bây giờ mình mạnh tay thì nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Hắn nghĩ đến chỉ thị nắm chắc thế chủ động của Tổng Giám Đốc Trình, thế là càng tỏ ra lo lắng, hắn khoát tay áo rất có khí độ với Đồng Quốc Khánh rồi thản nhiên nói. Bí thư Đồng, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng chúng tôi gánh vác nhiệm vụ của tập đoàn Thần Hà, cũng không có thời gian đi du ngoạn. Lục tiên sinh, chỉ 2 ngày mà cũng không được sao. Có câu làm ăn cũng phải thấu tình đạt lý, cho dù chúng ta không có cơ hội hợp tác thì ít nhất cũng có thể làm bạn chứ. Đồng Quốc Khánh vẫn cười nhưng nụ cười lại mang theo chút khổ sở. Hắn là lãnh đạo đứng đầu thành phố Đông Bộ, những năm nay hắn nào có bao giờ cúi người thấp kém như vậy.
Tuy những lời này tuy khó mở miệng nhưng đối diện với một Lục tiên sinh có biểu hiện như vậy thì không thể không nói ra. Lúc này Tổng Giám đốc Trình đã thấy đạt được mục tiêu, thế là khẽ cười nói. Bí thư Đồng, con người của tôi cũng thích kết giao bạn bè, đặc biệt là người sảng khoái như ngài, nhưng khốn nổi chúng tôi đều vì chủ của mình, tóm lại là thân bất do kỷ. Chúng tôi còn phải nhanh chóng báo cáo vào cuối tháng, chỉ mong bí thư Đồng tha thứ cho. Đồng Quốc Khánh cực lực khuyên bảo một phen nhưng căn bản là không có kết quả. Lục tiên sinh thật sự không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào, thế cho nên Đồng Quốc Khánh không làm gì được đành phải rời đi. Khi Lục tiên sinh tiến chân Đồng Quốc Khánh, Đồng Quốc Khánh vẫn lợi dụng cơ hội để mở lời khuyên cuối cùng. Lục tiên sinh, hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Đông Bộ chúng tôi là không tệ, dù có chút không thoải mái nhưng mong anh xem xét lại thành ý của thị ủy Đông Bộ chúng tôi mà ở lại một ngày, chỉ cần một ngày tôi sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục. Lục tiên sinh đã kéo căng kết cỡ, hắn chỉ chờ những lời như vậy mà thôi. Lúc này hắn nghe rõ câu nói của Đồng Quốc Khánh, thế là cười nói. Bí thư Đồng, tinh thần của ngài thật sự làm tôi cảm động. Nhưng chúng tôi đã định ra phương án đến thành phố khác xem xét, chúng tôi còn có thể ở lại thành phố Đông Bộ sao? Đồng Quốc Khánh cố gắng giữ lại nhưng thật sự không có kết quả gì, rơi vào đường cùng hắn đành phải rời khỏi khách sạn Đông Bộ. Anh Lục, anh làm rất tốt. Sau khi lên lầu thì Lục tiên sinh và Tổng Giám đốc Trình đối diện với nhau, Tổng Giám đốc Trình nhàn nhã ngồi trên ghế salon thưởng thức trà ngon rồi vỗ bàn dùng giọng khích lệ nói. Tôi nào có công lao gì? Tất cả đều là ý hay của Tổng Giám đốc Trình, nếu không phải anh cho ra ý kiến này, chỉ sợ sẽ không có tình cảnh hôm nay. Lục tiên sinh là người nắm giữ đúng mực, vì vậy khi thấy Tổng Giám đốc Trình nói lời khẳng định với mình, hắn vội vàng đẩy công lao này quay về. Tổng Giám đốc Trình tên là TGS, là nhị thiếu gia của Chủ tịch Tập đoàn Thần Hà, là người tranh chấp gay gắt nhiều năm với người anh trai lớn hơn 2 tuổi, lần này hắn đến đàm phán hạng mục với thành phố Đông Bộ cũng chỉ vì muốn gia tăng lực ảnh hưởng của mình trong tập đoàn mà thôi. Người không biết chừng mực sẽ không thể nào phát triển, điều quan trọng là biến ước mơ của mình thành sự thật. Trong mắt Trình nhị thiếu gia, hắn khinh thường một phần gia sản của Trình gia, giấc mơ của hắn chính là tiến lên làm người nắm giữ tất cả gia sản của dòng họ, thế nên hắn hy vọng thông qua sự kiện lần này để tăng cường tư bản cho mình. Tổng Giám đốc Trình, tôi đã để lộ ý tứ của chúng ta ra ngoài. Theo tôi thấy bí thư Đồng này nhất định sẽ cố gắng xử lý sự việc, sẽ nhanh chóng tìm đến chúng ta mà thôi. Trình Gia Hòa vỗ vai Lục tiên sinh rồi nói. Vậy thì tốt, anh Lục, lần này không những có thể hoàn thành nhiệm vụ của công ty, còn có thể xả giận cho anh. Anh thu dọn một chút đi, bây giờ chúng ta đi, ha ha, sau đó chúng ta đến vài thành phố khác thị sát, chờ ngày thành phố Đông Bộ mời chúng ta quay về. Tôi muốn để cho tên khốn kiếp kia tự đến mời chúng ta. Lục tiên sinh vuốt vị trí đau nhói trên mặt rồi dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Lục, tôi tin anh sẽ có được khoảnh khắc đó. Trình Gia Hòa nâng ly lên uống một ngụm rồi cười nói. Đại trượng phu có oán báo thù, 2 ngày sau sẽ xong cả mà thôi. À, kẻ đánh anh tên gì gì? Thái Thần Bân. Lục tiên sinh nhắc đến cái tên này mà thật sự căm tức, trong đầu xuất hiện tình huống đối phương đánh mình. Đúng, là tên khốn Thái Thần Bân. Đến lúc đó đừng nói là hắn, ngay của chủ của hắn cũng phải đến nhận lỗi với chúng ta. Đến khi đó hạng mục mỏ khoáng sản ở thành phố Đông Bộ không phải do chúng ta quyết định sao? Không phải quyền chủ động ở trong tay chúng ta sao? Trình Gia Hòa nghĩ đến tình cảnh hạng mục lần này sẽ phát triển theo đúng ý nghĩ của mình, vẻ mặt hắn càng thêm bay bổng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, khi Lục tiên sinh lên tiếng thì Hà Tiểu Thư mặc trang phục công sở đi vào. Hà Tiểu Thư, cô đi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Đông Bộ. Trình Gia Hòa khoát tay chặn Hà Tiểu Thư lại rồi nói. Vâng, Tổng Giám đốc Trịnh. Hà Tiểu Thư lên tiếng đồng ý, sau đó nàng do dự nhìn Lục tiên sinh, lại nói. Giám đốc Lục, bên ngoài có nàng tìm ngài. Có phải là người của thành phố Đông Bộ không? Cô trực tiếp nói với bọn họ, tôi không rảnh tiếp kiến, nói bọn họ đừng đến làm phiền tôi nữa. Lục tiên sinh đã xem lời nói của Tổng Giám đốc Trình như là chỉ thị cao nhất, hắn vung tay lên cực kỳ khí thế, lại dùng giọng chân thật đáng tin nói. Hà Tiểu Thư cũng không đi ra, nàng há miệng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Trình Gia Hòa nhìn bộ dạng của nàng, hắn có chút bất mãn. Cô không nghe thấy gì sao? Không nghe rõ chỉ thị của Giám đốc Lục à, còn chưa mau đi ra ngoài làm việc. Giám đốc Lục, tôi đã nói những lời của ngài với bọn họ, nhưng bọn họ nói nhất định phải gặp mặt. Bởi vì bọn họ đến là điều tra một vụ án cưỡng gian.
Hà tiểu thư nói làm cho vẻ mặt Lục tiên sinh trở nên khó coi, có ý định cưỡng gian. Đây là cái quái gì? Tổng giám đốc Trình lúc này cũng cực kỳ khó chịu. Xin hỏi ai là Lục tiên sinh? Khi ba người Trình Gia Hòa đang tự đánh giá sự việc thì cửa phòng khẽ đẩy ra, một tên cảnh sát trẻ tuổi đi vào bên trong. Sau khi đưa mắt nhìn ba người trong phòng, viên cảnh sát trẻ tuổi đưa ra một giấy chứng minh công tác, sau đó trầm giọng nói. Tôi là Lục Hữu Đại, tôi cũng không có nhiều thời gian, nếu anh có vấn đề gì thì có thể tìm luật sư của tôi. Lục tiên sinh chợt trở nên kinh ngạc, nhưng hắn phục hồi chỉ sau nháy mắt, hắn dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi, sau đó lạnh giọng nói. Anh nên biết đây là nơi nào. Chàng trai trẻ, tôi nói cho anh biết, bí thư Đồng của các anh vừa mới rời khỏi chỗ này. Bí thư Đồng có vừa rời khỏi chỗ này hay không chẳng liên quan gì đến chúng tôi đến đây để chấp pháp. Mong Lục Hữu Đại tiên sinh theo chúng tôi về đồn nói rõ tình huống, phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi. Không đợi tên cảnh sát trẻ tuổi tiếp tục lên tiếng, một in cảnh sát hơn 30 tuổi xuất hiện ngoài cửa rồi nói. Lục Hữu Đại nhìn hai tên cảnh sát đứng ngoài cửa mà chưa phát hiện ra có vấn đề gì, trong quan trường thì tác phong háo sắc có thể là một cán dao để người nắm chặt lấy không buông, thế nhưng đối với thương nhân thì đó chỉ là chút vấn đề nhỏ nhặt, căn bản không thể gây khó dễ. Hơn nữa vừa rồi Đồng Quốc Khánh rất khách khí với hắn, đám cảnh sát còn con này có thể làm gì được. Đến đồn công an tiếp nhận điều tra. Ha ha, thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian. Vừa rồi bí thư Đồng mời tôi đến phòng làm việc nói chuyện, tôi còn từ chối nữa là. Lục Hữu Đại nói rồi duỗi ngón tay chỉ về phía hai tên cảnh sát. Nể tình các cậu còn trẻ, tôi cho phép các cậu đi ra ngoài, tôi xem như chưa có gì phát sinh. Lục tiên sinh. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của một cô gái tên là Trương Tiểu Hoa, cô ấy nói ngày tối qua đã cưỡng ép cô ấy quan hệ, xin ngài phối hợp với chúng tôi. Trương Tiểu Hoa là ai? Lục tiên sinh nghe thấy cái tên như vậy thì thiếu chút nữa bị chọc cười. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ đến cô gái ở phòng karaoke mà mình kéo đi qua đêm, hắn nghĩ đến bộ dạng ngây thơ của nàng, hắn càng cảm thấy không đúng, vì sao mình lại bị cô ta tố cáo. Nhưng dù thế nào thì hắn sẽ tuyệt đối không thừa nhận chuyện này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói. Các anh thuần túy là nói lời vô căn cứ, tôi không biết ai tên là Trương Tiểu Hoa, các anh tìm lộn người rồi. Thật xin lỗi, tôi còn có việc khác, không rảnh nói lời thừa thãi với các anh. Lục tiên sinh, chúng tôi có chứng cứ xác thực về những hành vi của ngài, nếu như ngài không phối hợp, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. Tên cảnh sát trẻ tuổi rất chướng mắt vì sự vênh váo hung hăng của Lục tiên sinh. Sau khi Lục Hữu Đại nói xong thì hắn lạnh lùng lên tiếng. Lục Hữu Đại nhìn hai tên cảnh sát trẻ tuổi tiến về phía mình mà ngây người, hắn nhìn thoáng qua Trình Gia Hòa, sau đó lớn tiếng nói. Giám đốc Trình, anh nói rõ với bọn họ, tôi thật sự không như vậy. Trình Gia Hòa nhìn biểu cảm có vẻ khách khí nhưng thực chất là ép người của hai tên cảnh sát, vẻ mặt hắn trở nên rất khó coi. Hai người này đến đây rõ ràng không phải là vô duyên vô cớ, nhưng bọn họ đã nói rõ sự việc. Hắn thật sự không dám chứng minh cho Lục Hữu Đại. Hắn biết rõ Lục Hữu Đại sở dĩ phát sinh xung đột với Thái Thần Bân cũng chính là vì một cô gái phục vụ trong quán karaoke. Lục tiên sinh, mong anh đi theo chúng tôi, nếu như ngài thật sự bị oan, mong ngài tin vào năng lực của chúng tôi sẽ tuyệt đối trả lại trong sạch cho ngài. Tên cảnh sát trẻ tuổi tiến lên đứng sau lưng Lục Hữu Đại, bộ dạng nếu anh không đi thì cũng đừng trách tôi ra tay. Tuy Lục Hữu Đại không cam lòng nhưng hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hắn nhìn rõ giấy chứng nhận công tác của hai tên cảnh sát rồi đi theo ra ngoài. Khi Lục Hữu Đại rời đi thì căn phòng trở nên yên tĩnh, Trình Gia Hòa cũng không còn vui vẻ như vừa rồi, hắn chợt cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, chủ tịch Vương kia cũng không phải là đá kê chân. Giám đốc Trình, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hà tiểu thư nhìn thấy vẻ mặt Trình Gia Hòa chợt biến đổi, nàng trầm giọng hỏi. Trình Gia Hòa hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới mở miệng nói. Chuyện này rõ ràng có người nhắm vào anh Lục, thế này đi, cô nắm chắc thời gian gọi điện thoại cho phòng công thương tỉnh Sơn Nam và bí thư Đồng, để bọn họ cho chúng ta câu trả lời thuyết phục, nếu không chúng ta sẽ ngừng hạng mục đầu tư ở tỉnh Sơn Nam. Vâng, Hà tiểu thư đồng ý một tiếng, sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Đồng Quốc Khánh quay về phòng làm việc thì trong lòng vẫn rất không thoải mái. Vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm làm cho đám lãnh đạo đến báo cáo công tác đều nơm nớp lo sợ, sợ nói sai một câu sẽ làm cho bí thư nổi giận. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Đồng Quốc Khánh cầm lấy điện thoại,
chợt nghe thấy một giọng nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia. Xin hỏi ngài có phải là bí thư Đồng thành phố Đông Bộ không? Đồng Quốc Khánh vốn không thích giọng điệu như vậy của phụ nữ, hắn chợt mất hứng, thế nhưng vẫn cố gắng áp chế tâm tình rồi trầm giọng nói. Cô là ai? Có chuyện gì? Chào bí thư Đồng, tôi là Hà Nhã Mật của tập đoàn Thần Hà, tôi gọi điện thoại cho ngài vì vừa rồi giám đốc Lục của chúng tôi vừa bị cảnh sát đưa đi. Chương 560, công dã tràng. Giám đốc Lục bị cảnh sát đưa đi, đây là có chuyện gì? Trong đầu Đồng Quốc Khánh lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Hà tiểu thư đừng vội, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi nói tôi xem. Đồng Quốc Khánh nghe rõ những lời của Hà Nhã Mật mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại, hắn dù thế nào cũng không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Hà tiểu thư, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ yên tâm, chỉ cần Lục tiên sinh không có vấn đề, tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đồng Quốc Khánh nói xong cũng không quan tâm Hà Nhã Mật bên kia còn có gì muốn nói, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn ngồi dựa lưng lên ghế, nhanh chóng rơi vào trầm ngâm. Nói thật, hắn thấy rất sảng khoái vì công an đưa Lục Hữu Đại về đồn, hắn nghĩ đến phản ứng của đối phương vào ngày hôm nay với mình, thế là cảm thấy rất tức giận. Nhưng đưa nhà đầu tư đi điều tra, đây là một sự kiện có thể gây sóng lớn, có thể nói là gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ. Tuy không hỏi ai thế nhưng hắn dựa vào trực giác của mình mà cảm thấy trong sự kiện này sẽ không thiếu tung tích của Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn chợt có một ý kiến hay. Ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, dù có kết quả gì thì Vương Tử Quân cũng khốn khổ khốn nạn, lãnh đạo tỉnh sẽ trách cứ, Đồng Quốc Khánh chỉ chịu chút trách nhiệm mà thôi. Đồng Quốc Khánh đã có quyết đoán, hắn thoải mái xem văn kiện trên bàn làm việc. Nhưng hắn không ý thức được khi cho ra quyết đoán với sự kiện này thì trong lòng hắn thật sự sinh ra ý nghĩ sợ hãi với trợ thủ của mình. Bí thư Đồng không mở miệng thì xem như Lục Hữu Đại mất đi cọc cứu mạng ở thành phố Đông Bộ, cũng may hắn là người có kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, cũng không quá sốt ruột mà khá chấn định. Sự chấn định của hắn không phải không có nguyên nhân, vì hắn thấy mình căn bản là thần tài của đám quan viên địa phương, nhất định sẽ có người dùng tốc độ nhanh nhất đưa mình ra ngoài. Thậm chí còn mở tiệc chiêu đãi và nói lời an ủi là khác. Lục tiên sinh, mời anh ngồi, bây giờ chúng tôi hỏi cung ngài theo quy định, mong ngài phối hợp. Vẫn là vị cảnh sát trẻ tuổi kia, nhưng lúc này vẻ mặt hắn rất nghiêm túc. Thế nhưng vẻ nghiêm túc của hắn rơi vào trong mắt Lục Hữu Đại thì lại biến thành biểu hiện miệng hùm gan sứa. Lục Hữu Đại dựa lưng ra sau ghế, hai mắt khẽ híp lại. Dù đây là chiếc ghế đầu bình thường nhưng hắn lại sinh ra cảm giác giống như chiếc ghế lãnh đạo của mình. Vừa rồi đi vội không mang theo thuốc, có thể cho tôi một điếu không? Lục Hữu Đại dùng ánh mắt cợt nhả nhìn tên cảnh sát trẻ tuổi, giọng nói đầy trêu chọc. Vẻ mặt tên cảnh sát chợt biến đổi, nhưng vị cảnh sát lớn hơn chục tuổi ở bên cạnh lại khẽ vỗ vỗ vai hắn, sau đó lấy thuốc ra đưa cho Lục Hữu Đại. Hồng Mai, đây là thuốc quái quỷ gì? Tôi bình thường đều hút xì gà hoặc loại thuốc đặc biệt, thật xin lỗi, loại này không hợp khẩu vị của tôi, các người giữ lại mà hút. Lục Hữu Đại nói rồi ném thuốc trở về. Lục Hữu Đại đưa mắt đánh giá căn phòng, bên trong có ba người, bọn họ đều đứng thẳng cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trước như gia tăng cảm giác uy hiếp. Cảm giác uy hiếp của đám cảnh sát đem đến làm cho Lục Hữu Đại thiếu chút nữa cho rằng mình là kẻ có tội, dù là bất kỳ kẻ nào ở trường hợp này, dưới trạng thái này, nói chung đều sinh ra cảm giác chịu tội. Lục Hữu Đại chợt cảm thấy đám người trong phòng có thái độ hung hăng với mình. Hắn cũng biết tên cảnh sát trung niên ngồi ở vị trí trung tâm là người đứng đầu, người này có trán hói trắng sáng nhưng ánh mắt nhìn người khác lại có đầy ý nghĩa ẩn giấu. Khi tên cảnh sát trung niên đưa thuốc đến thì Lục Hữu Đại dùng ánh mắt trấn tĩnh nhìn vào đối phương, sau đó ném thuốc về không chút khách khí. Hắn cho ra hành vi khiêu khích như vậy nhưng đối phương căn bản không tức giận, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác tên cảnh sát kia rõ ràng là phá án lão luyện. Nhìn vào tên cảnh sát đầu hói mà hắn sinh ra cảm giác, tên này nhất định rất mạnh mẽ sắc bén, nhất định sẽ có rất nhiều biện pháp xử lý vấn đề. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Hữu Đại, tên cảnh sát trung niên nhận lại điếu thuốc mà không quá quan tâm đến vấn đề khác, hắn dùng giọng bình tĩnh và có vài phần uy nghiêm nói. Lục tiên sinh nếu đã nói như vậy thì tôi cũng chỉ có thể xin lỗi mà thôi, hy vọng anh nhìn rõ tình thế vào lúc này, không nên có tâm lý may mắn, cố gắng hỗ trợ chúng tôi điều tra cho tốt. Thuần túy chỉ là những lời nói vô căn cứ. Căn bản là người ta ăn nói lung tung, tôi bị người ta hãm hại mà thôi. Lục Hữu Đại nhịp nhịp chân,
giống như một tên côn đồ Hong Kong bị cảnh sát bắt giữ trong phim ảnh. Phải vậy không, một người Vũ Oan Anh thì có thể tin được, nhưng đây là 10 người cùng cho ra khẩu cung về sự việc tối qua, có nhiều người như vậy Vũ Oan Anh sao? Tên cảnh sát trẻ tuổi vừa nói vừa vỗ tay xuống bàn, lại đẩy vài bản khẩu cung đến trước mặt Lục Hữu Đại. Lục Hữu Đại nhìn những bản khẩu cung trước mặt, gương mặt không chút bối rối. Những chuyện này tôi thấy căn bản không cần nói nhiều, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, đến khi lãnh đạo các anh đến đây thì chỉ còn là chuyện nhỏ mà thôi, cần gì phải tỏ ra tích cực như vậy. Lục Hữu Đại tiên sinh, tôi trịnh trọng nhắc nhở anh một chút, pháp luật không phải là trò đùa, nếu như anh vẫn giữ thái độ như vậy, chúng tôi sẽ không tiếp tục hỏi cung anh nữa. Những chứng cứ này hoàn toàn có thể chứng minh anh quấy rối tình dục với Trương Tiểu Hoa. Tên cảnh sát vỗ mạnh tay lên mặt bàn rồi dùng giọng nghiêm nghị nói. Ơi, cậu đừng kích động, nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế này đi, đợi sự việc lần này qua đi, tôi sẽ tìm cho cậu một cô gái xinh đẹp để giảm nhiệt. Tối qua tôi thật sự đã làm như những gì mà cậu vừa nói, tôi muốn kéo cô gái kia đi qua đêm, cậu có thể làm gì được tôi chứ? Tên cảnh sát trẻ tuổi nở nụ cười, hắn đưa mắt nhìn một đồng sự đứng cách đó không xa rồi thản nhiên nói. Lục tiên sinh, tôi thừa nhận mình không thể làm gì anh, thế nhưng tôi tin tưởng pháp luật sẽ không quan tâm đến thân phận của anh. Tôi thật sự mỏi mắt mong chờ. Lục Hữu Đại cũng không thèm quan tâm, hắn cười rồi dùng giọng mỉa mai nói. Nếu Lục tiên sinh đã thừa nhận thì mời ký tên. Tên cảnh sát trung niên mở miệng, sau đó cầm bản ghi chép lên. Đúng lúc này cửa mở ra, một vài người ăn mặc theo kiểu phóng viên tiến vào. Lục tiên sinh, ngài là nhân viên công tác cao cấp của tập đoàn Thần Hà, xin hỏi khi ngài quấy rối cô gái kia, có những người nào khác đi theo bên cạnh không? Lục tiên sinh, ngài cảm thấy mình có phải gánh chịu chế tài của pháp luật với hành vi quấy rối cô gái kia không? Lục tiên sinh, Lục Hữu Đại nhìn đám phóng viên cầm micro mà ngây cả người, khi hắn còn đang chưa kịp phản ứng thì tên cảnh sát trẻ tuổi ra mặt chặn lại. Các vị đồng chí phóng viên, bây giờ chúng tôi đang phá án, tạm thời không tiếp nhận phỏng vấn, mong mọi người phối hợp. Lục Hữu Đại nghe lời nói không chút thành ý của tên cảnh sát trẻ tuổi, hắn chợt ngây ngốc. Hắn mơ hồ cảm thấy đám phóng viên chạy đến như thám tử này giống như được hẹn từ trước, bọn họ đặc biệt chạy đến đây để đào móc chuyện liên quan đến mình. Nếu so sánh với Lục Hữu Đại thì Trình Gia Hòa lại càng vênh váo tự đắc hơn. Hắn đối mặt với lãnh đạo phụ trách công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh và tỏ ra giận dữ khó thể kiềm chế. Thư ký trưởng Lưu, anh và bố tôi có liên hệ nhiều lần, bố tôi luôn cho rằng ngài là một người bạn có thể tín nhiệm, dựa theo lễ tiết thì tôi còn phải gọi ngài một tiếng chú. Bây giờ thì thế nào, bố tôi muốn đầu tư ở tỉnh Sơn Nam, nhưng thư ký trưởng Lưu, anh xem bây giờ như thế nào. Hoàn cảnh đầu tư ở thành phố Đông Bộ thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Lục Hữu Đại là nhân viên lâu năm của tập đoàn Thần Hà, công tác không thể thay thế được, sinh hoạt cá nhân cũng rất nguyên tắc. Anh ấy bị người ta đánh cho một trận, bây giờ còn bị đưa đến đồn công an phối hợp điều tra, đây là thành ý của quý tỉnh sao? Đúng là quá thất vọng rồi. Thư ký trưởng Lưu là người không cao, thể trọng lại vượt chỉ tiêu, lúc này nghe thấy lời nói tức giận của Tổng Giám Đốc Trình thì trong lòng thầm kêu khổ. Những năm nay kẻ có tiền luôn lớn lối, vất vả lắm mới kéo bọn họ đến tỉnh Sơn Nam. Sao giữa đường lại phát sinh vấn đề như thế này? Chủ tịch Vương không phải đã dùng giọng sắt son nói sẽ xử lý thích đáng chuyện này sao? Thế nào lại có chuyện này, tại sao sự việc lại xảy ra như vậy? Nghĩ đến gương mặt khó coi của chủ tịch Lý, thư ký trưởng Lưu cảm thấy mình như làm việc khổ sai. Nhưng dù thư ký trưởng Lưu có khổ ở thế nào cũng vẫn phải cố gắng xử lý cho tốt, hạng mục lần này được tỉnh coi là trọng điểm, nếu bị hư hại thì chủ tịch Lý cũng không biết ăn nói với lãnh đạo tỉnh như thế nào. Hắn thầm oán trách Vương Tử Quân, đồng thời mở miệng dùng giọng làm lành nói với Trình Gia Hòa. Tổng Giám Đốc Trình, chuyện này nhất định chỉ là hiểu lầm, nếu náo loạn thì sẽ sinh ra ảnh hưởng mặt trái với hình tượng của công ty. Cậu yên tâm, chúng tôi công tác dựa theo nguyên tắc, sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi, cậu thấy sao? Trình Gia Hòa nghe thấy như vậy thì cười lên ha hả, sau đó dùng giọng chế nhạo nói. Ngài nói thật sự quá dễ dàng linh hoạt. Nếu như ngay cả vấn đề an toàn tối thiểu mà cũng không đảm bảo được, chúng tôi sao có thể an tâm đầu tư chứ? Trình Gia Hòa vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một phần thư mời. Thư ký trưởng Lưu, đây là thư mời của thành phố Thường Nhạc ở tỉnh bạn gửi đến, theo ý của chúng tôi thì nên đến thành phố Thường Nhạc khảo sát thì hay hơn, chẳng qua bố tôi nhớ tỉnh bạn cũ, thế nên mới đến tỉnh Sơn Nam. Ông tổ ngoại của Trình tiên sinh là người tỉnh Sơn Nam,
Trình tiên sinh cũng xem như người quê Sơn Nam, chúng tôi thật sự rất cảm động vì tình cảm của Trình tiên sinh với quê hương. Thư ký trưởng Lưu nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kéo bố của Trình Gia Hòa ra ngoài. Đúng vậy, suy xét đến cảm tình của bố tôi, thế cho nên chúng tôi mới đầu tư hạng mục ở nơi này. Xem ra chúng tôi suy nghĩ quá ngây thơ rồi, thế này đi, thư ký trưởng Lưu, các anh thả giám đốc Lục ra, chúng tôi rời khỏi tỉnh Sơn Nam, coi như không có vấn đề gì xảy ra. Tổng giám đốc Trình, làm gì phải như vậy? Thế này nhé, tôi sẽ cho người thành phố Đông Bộ thả giám đốc Trình, lại để cho người thành phố Đông Bộ tận tình địa chủ. Chúng ta vừa dùng cơm vừa nói chuyện, giải trừ tất cả hiểu lầm lần này, cậu thấy sao? Thư ký trưởng Lưu trước kia công tác ở địa phương là một người nổi tiếng khéo ăn nói, bây giờ tất nhiên sẽ càng phát huy tốt sở trường của mình. Trình Gia Hòa cười lạnh một tiếng, thương trường như chiến trường, hắn là người có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm, bây giờ mẫn cảm ý thức được đối phương đã nằm dưới đao của mình. Đây chính là thời cơ ép giá tốt nhất, càng vào thời điểm này phải càng làm cho tình huống thêm căng thẳng mới được. Thư ký trưởng Lưu, tôi xin khắc ghi ý tốt của anh, mở chuông cần tìm người buộc chuông. Tôi cảm thấy mấu chốt của sự việc nằm trên người Chủ tịch Vương, như vậy anh ấy ra mặt là thỏa đáng hơn cả. Thư ký trưởng Lưu thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ nhiệm vụ của tôi chỉ là giữ chân các người ở lại mà thôi, chỉ cần ông đây có thể quay về báo cáo công tác, ai ở lại hốt cứt cũng được. Thế là hắn dùng giọng sảng khoái nói. Cháu cứ yên tâm, chuyện này chú sẽ báo lên lãnh đạo tỉnh, chú tin lãnh đạo tỉnh sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của cháu. Sau khi đàm phán xong tất cả thì Trình Gia Hòa từ chối lời mời dùng cơm tối của thư ký trưởng Lưu. Trình Gia Hòa nhìn thư ký trưởng Lưu rời khỏi khách sạn Đông Bộ, nụ cười trên mặt càng sáng lạn thêm vài phần. Thưa Giám đốc Trình, Giám đốc Lục vẫn chưa về. Hà Nhã Mật từ một gian phòng khác đi đến, nàng dùng giọng lo lắng báo cáo với Trình Gia Hòa. Trình Gia Hòa nhìn gương mặt thấp thỏm lo âu của Hà Nhã Mật, hắn vung tay lên dùng giọng tràn đầy phong độ nói. Không cần xen vào. Tất cả không phải có tôi sao? Hà Nhã Mật nhìn bộ dạng nắm chắc tất cả của Trình Gia Hòa, nàng cũng thở dài một hơi. Khi nàng định rời khỏi phòng thì Trình Gia Hòa lại nói tiếp. Chờ mà xem, muộn nhất là ngày mai tên Chủ tịch Vương làm ra chuyện này sẽ phải đến đây cầu cạnh chúng ta. Thế này đi, cô thu dọn đồ đạc, chúng ta đổi địa phương. Trình Gia Hòa nhìn ánh tà dương như máu ngoài cửa sổ, hắn khẽ lẩm bẩm. Mai là ngày tốt lành. Khi Trình Gia Hòa đang nhìn ánh tà dương bên ngoài, trong khu văn phòng thị ủy Đông Bộ, bí thư thị ủy Đồng Quốc Khánh cũng đang đưa mắt nhìn hoàng hôn. Nhưng hắn không tán thưởng bầu không khí hôm nay, chỉ là nghĩ đến một cuộc điện thoại của Chủ tịch Lý trên tỉnh. Lãnh đạo tỉnh đã nghiên cứu và điều động Vương Tử Quân phụ trách hạng mục mỏ khoáng, Đồng Quốc Khánh nhiều lần suy xét về câu nói này của lãnh đạo tỉnh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Hắn biết rõ tỉnh đã cho ra định vị với hạng mục này, đó là nhất định phải khởi công xây dựng. Bây giờ Vương Tử Quân và người của tập đoàn Thần Hà náo loạn với nhau, sợ rằng sự việc sẽ làm cho Chủ tịch Vương luống cuống tay chân. Vương Tử Quân này cũng nên có lúc mất mặt, Đồng Quốc Khánh nghĩ đến tên đối thủ mà chưa từng nếm qua chút thiệt thòi của mình, thật sự sinh ra cảm giác căm hận ngứa răng. Chương 561, Phong thủy xoay vần. Trình Gia Hòa nhìn những tựa đề bài báo, hắn cảm thấy nó giống như những con ruồi bay vo ve trong hầm phân, làm người ta cảm thấy nhức tai. Những bài báo như vậy tuy có ảnh hưởng đến danh dự công tác, thế nhưng bố mình cũng không đến mức nổi nóng như vậy chứ. Cùng lắm thì tổ chức họp báo, chiều đã đám phóng viên kia một chút là xong. Hắn không hổ danh là sinh viên đại học quản trị doanh nghiệp ở nước ngoài, hắn nhìn những tờ báo phô trương thanh thế cũng không sinh ra cảm giác sợ hãi. Thứ này đáng giá để bố mình nổi nóng sao? Bố làm sao vậy? Hắn chợt cảm thấy rất khó hiểu, thế là nhanh chóng lật qua một trang khác, thấy bên dưới có một đề mục. Tập đoàn Thiên Giang cố ý tiến quân vào khai thác khoáng sản, đã cho ra khảo sát sơ bộ ở tỉnh Sơn Nam. Trình Gia Hòa nhìn tiêu đề bài báo mà gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm, tập đoàn Thiên Giang và tập đoàn Thần Hà là hai doanh nghiệp mạnh mẽ ở Hong Kong, hai bên thường đối đầu với nhau, cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực. Bây giờ tập đoàn Thiên Giang nói rằng sẽ tiến quân đầu tư khai thác khoáng ở tỉnh Sơn Nam, cho dù dùng mông để suy nghĩ thì Trình Gia Hòa cũng có thể thấy được một tình huống tranh đấu sắp bắt đầu. Nhưng nó không phải là vấn đề quan trọng, chủ yếu là tác giả bài báo nói tỉnh Sơn Nam rất hoan nghênh người của tập đoàn Thiên Giang, cũng tỏ vẻ sẽ mở rộng cửa, cố gắng chế tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp. Đồng thời cũng tiến hành xem xét uy tín của nhà đầu tư, để tránh những kẻ phá rối, tạo nên ảnh hưởng đến hoàn cảnh bản địa. Cái gì gọi là những kẻ phá rối?
Nếu như chỉ nhìn vấn đề ở phương diện bình thường sẽ không sao, cũng không nói rõ cái gì, nhưng nhìn vào tình huống hiện tại và quan hệ giữa tập đoàn Thần Hà và tập đoàn Thiên Giang, hắn biết rõ tập đoàn Thần Hà của mình đã bị tác giả bài báo đưa vào danh sách kẻ phá rối. Hèn gì cha mình tức tối như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này. Trình Gia Hòa biết rõ hạng mục khai thác mỏ lần này chính là một hạng mục quan trọng nhất trong nhiều năm qua được hội đồng quản trị cho ra quyết định đầu tư, không thể đánh mất được. Bây giờ tập đoàn Thiên Giang đến chen chân vào bày tỏ với chính quyền địa phương, rõ ràng lúc này tình thế đã biến đổi, không còn như trước nữa rồi. Dù địa phương khác cũng có mỏ khoáng nhưng tập đoàn Thần Hà đã kiểm tra khảo sát ở thành phố Đông Bộ thời gian dài, nếu như đổi địa phương thì hiệu quả và lợi ích sẽ giảm xuống rất mạnh, đồng thời phương diện danh dự cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Trình Gia Hòa rơi vào trầm tư, sau đó hắn cho ra quyết định sơ bộ, hắn nhanh chóng đi đến một gian phòng yên tĩnh rồi bấm điện thoại nói. Bố, lần này con công tác không tốt, tạo thành cục diện bị động, giám đốc Lục xảy ra chuyện, con xin tình nguyện gánh trách nhiệm. Trình Gia Hòa nói sẽ gánh lấy trách nhiệm, cũng không phải vì hắn là người yêu tài và tư tưởng tốt, mà hắn hiểu tính tình của bố mình, đó chính là thích những người có gan đảm đương. Còn Lục Hữu Đại, hắn hận không thể đánh chết tên này đi. Hắn tin chỉ cần mình nói như vậy thì cơn giận của bố sẽ giảm đi rất nhiều, dù thế nào thì kẻ bị tổn hại về hình tượng và đạo đức là Lục Hữu Đại mà không phải là Trình Gia Hòa, hắn tối đa cũng chỉ gánh chút trách nhiệm của lãnh đạo mà thôi. Quả nhiên biết cha không ai bằng con, Trình Gia Hòa bày tỏ như vậy đã thành công làm bố hắn nguôi giận. Gia Hòa, sự kiện này dù con có trách nhiệm, nhưng cũng không phải lỗi tại con, cứ mặc kệ Lục Hữu Đại. Nhưng sau này con nên chú ý một chút, nên cố gắng quan tâm một chút, không để phát sinh vấn đề. Bố yên tâm, con biết rồi. Trình Gia Hòa nói vài lời hứa sắt son, sau đó mới thả lỏng một chút. Chuyện của Hữu Đại cũng không có vấn đề gì lớn, đối với chúng ta thì nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này chính là nắm lấy hạng mục. Tập đoàn Thiên Giang đột nhiên nhúng tay vào hạng mục này, đối với chúng ta là không có lợi, con cần phải cố gắng một chút, chỉ có thể thúc đẩy hoạt động đầu tư lần này mới có thể chặn miệng những kẻ thích nói gở trong hội đồng quản trị. Vâng. Thưa bố, con biết rồi. Bố cứ yên tâm, con nhất định sẽ không tiếp tục để phát sinh lỗi lầm. Trình Gia Hòa nhanh chóng mở miệng bảo chứng. Gia Hòa, con chưa từng làm bố thất vọng, lần này bố cũng tin con có thể vượt qua người của tập đoàn Thiên Giang mà nắm bắt hạng mục. Vì đảm bảo vấn đề an toàn, bố cho phép con toàn quyền, đồng thời tăng thêm 10% điều khoản hợp tác. Trình Gia Hòa thầm chấn động, hắn là người phụ trách hạng mục. Hắn biết rõ 10% đó là con số gì và đại biểu cho thứ gì. Có thể để cho tập đoàn trả giá như vậy, hạng mục này đã tiến lên vị trí cực kỳ quan trọng. Trình Gia Hòa không khỏi nghĩ đến những tính toán gây rối của mình vào ngày hôm qua, hắn thật sự cảm thấy nó là một điều chế nhạo rất lớn. Đúng vậy, bố đã thông qua một người bạn mà biết được lúc này quyền quyết định hạng mục ở thành phố Đông Bộ đã rơi vào trong tay Chủ tịch Vương Tử Quân, con cần phải nghĩ biện pháp phối hợp tốt với người này. Phối hợp tốt với Vương Tử Quân, Trình Gia Hòa nghĩ đến vị chủ tịch mà mình mở miệng từ chối gặp mặt thì trong lòng cực kỳ bức bối, sớm biết như thế, hắn nào tỏ ra cao cao tại thượng để ép tên chủ tịch trẻ tuổi kia. Đến bây giờ rơi vào hoàn cảnh khó khăn lại muốn níu kéo. Nhưng đáng tiếc là tất cả đã quá muộn. Thế nào, có khó khăn gì sao? Chủ tịch tập đoàn Thần Hà thấy con trai trầm mặc không nói thì không khỏi dùng giọng mẫn cảm hỏi. Bây giờ Trình Gia Hòa thật sự rất muốn nói là rất khó khăn. Nhưng càng vào thời điểm khó khăn này thì hắn càng phải biểu hiện năng lực của mình, không phải hắn là một thủy thủ của con tàu tập đoàn Thần Hà sao? Hắn nào dám nói ra những lời như vậy? Vì thế hắn vội vàng nói. Không có vấn đề gì cả, bố, thật sự trùng hợp, con và Chủ tịch Vương cũng có chút quan hệ. À, vậy thì tốt, tranh thủ thời gian nhận sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, chỉ cần Chủ tịch Vương giúp con ở sự kiện này, bỏ ra chút phần trăm cũng không là vấn đề. Con trai! Chúng ta chờ tin tốt từ con. Trình Gia Hòa nghe được giọng nói vui mừng của bố mình, hắn cúp điện thoại mà trong lòng rối loạn tê dại. Hắn biết rõ bố sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến cái tên Vương Tử Quân, bố nhắc đến người này chỉ có thể nói rõ một việc, chính là Vương Tử Quân sẽ là người có quyết định quan trọng nhất trong hạng mục lần này. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó tiếp tục bấm số điện thoại, chỉ sau khoảnh khắc hắn đã hỏi ngay. Mẹ, bây giờ trong nhà thế nào? Gia Hòa, con làm sao vậy? Con có biết mẹ đã tranh thủ cho con thế nào không? Đã mất bao nhiêu tâm tư với bố con không? Bây giờ con làm cho sự việc tiến triển như vậy, thật sự làm cho đám người Trình ra cười vào mặt. Mẹ nói cho con biết, đã có người nói lời không hay với bố con,
thế cho nên con cũng đừng tiếp tục làm ra sự cố nữa. Người phụ nữ bên kia giống như một cây súng máy, chỉ cần mở miệng là sẽ nói mãi không ngừng. Dù Trình Gia Hòa thật sự không nhịn được, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn nói với mẹ mình. Mẹ, chủ yếu là tên khốn Lục Hữu Đại làm ăn không ra gì, con đã bị hắn làm cho liên lụy. Điều này mẹ biết rõ, con trai, mẹ đã giải thích cho bố con, nhưng có một điều con cần phải nhớ, đó là dù thế nào thì kế hoạch đầu tư lần này chỉ có thành công mà không được thất bại. Bố con đã nói, tập đoàn đầu tư ở tỉnh Sơn Nam có tính chiến lược mạnh mẽ, nếu như thất bại, ông ấy cũng không cứu được con, đám chó săn của Trình gia cũng sẽ thừa dịp đánh con vào bụi rậm. Tên kia mà cũng muốn tranh giành chứ gia chủ với con sao? Không biết lượng sức mình, bây giờ DP, D đang liên tục thủ thỉ vào tai bố con, nói con không phù hợp với chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Thần Hà, thế cho nên con cần phải nắm chắc sự việc lần này. Trình Gia Hòa dù đã có dự đoán đại khái về tình hình lúc này, thế nhưng cũng không nghĩ rằng sự việc nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể thành công mà không thể thất bại. Mẹ hắn đã nói như vậy thì tuyệt đối không dễ dàng gì. Trình Gia Hòa nghĩ như vậy mà không khỏi rùng mình, anh em của hắn ở Trình Gia đều cực kỳ quỷ quyệt, bình thường thấy hắn đều mỉm cười nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì không hay thì sẽ nhanh chóng nắm lấy không tha. Hắn biết rất rõ đám người trong Trình Gia đang trông mong mình vấp ngã, bọn họ nhất định sẽ đến làm đủ công tác tư tưởng với bố mình. Trình Gia Hòa và người Trình Gia luôn là phụ tá đắc lực của bố hắn, thế nhưng hắn biết rõ mình và người Trình Gia không đứng cùng một hàng, dù kéo đến tận chân trời cũng là hai đường thẳng song song không giao nhau. Đúng vậy, con trai, bố con nói lần này người phụ trách chủ yếu của hạng mục mỏ khoáng là Chủ tịch Vương Tử Quân. Con cần nghĩ biện pháp thu phục người này, biết rõ chưa? Sau khi nói vài câu hiểu rõ thì Trình Gia Hòa cúp điện thoại. Lúc này hắn mới chính thức nhận ra mình cần phải thiết lập quan hệ với Vương Tử Quân, nếu không thì hành trình đến thành phố Đông Bộ lần này sẽ chỉ còn lại trò cười với hắn. Thư ký Hà, cô lại đây. Trình Gia Hòa tự nhận mình là một người đàn ông nắm được buông được, hắn trầm ngâm giây lát rồi nhanh chóng cho ra tính toán. Hắn đi ra ngoài cửa rồi vẫy tay với Hà Nhã Mật đang đứng co quắp bên ngoài. Hà Nhã Mật ý thức được có chuyện lớn phát sinh, vì vậy sau khi thấy Trình Gia Hòa gọi mình thì nhanh chóng chạy đến. Hà tiểu thư, cô nhanh chóng sưu tập tư liệu về Chủ tịch Vương, sau đó đưa đến cho tôi. Trình Gia Hòa nói ra ba chữ Chủ tịch Vương thì trong lòng có chút chán ghét, nhưng dù thế nào cũng không thể chêm vào chút cung kính. Chủ tịch Vương. Hà Nhã Mật chợ có phản ứng. Đúng vậy, là Chủ tịch Vương, tôi nói cho cô biết, cô phải nhanh chóng sưu tập tư liệu về Chủ tịch Vương, đặc biệt là sở thích của anh ấy, nó có tác dụng rất lớn với tôi. Trình Gia Hòa nói rồi vẫy tay thật mạnh. Bộ dạng giống như phải lập tức hành động. Tôi sẽ đi làm ngay. Hà Nhã Mật xoay người định đi ngay, thế nhưng ngay sau đó nàng lại quay đầu, nàng có chút do dự, cuối cùng cũng trầm giọng nói với Trình Gia Hòa. Tổng Giám đốc Trình, 12 giờ tối qua Giám đốc Lục có gọi điện thoại về, nói là không có gì. Sao cô không báo cho tôi biết, bây giờ anh ta đang ở đâu? Trình Gia Hòa nghĩ đến Lục Hữu Đại mà không khỏi hận ngứa răng, nếu như bây giờ tên khốn kia xuất hiện trước mặt hắn. Hắn hận không thể chém đối phương làm đôi. Ngài nói nếu như không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền, hơn nữa Giám đốc Lục cũng nói không nên làm phiền ngài. Hà Nhã Mật trừng mắt nhìn Trình Gia Hòa, lại dùng giọng uất ức nói. Trình Gia Hòa vung tay cho Hà Nhã Mật nhanh chóng rời đi, sau đó hắn rơi vào trầm ngâm. Chủ tịch Vương hôm qua đã bị mình cho ngồi chờ không tiếp, tình huống bây giờ muốn tiếp cận Chủ tịch Vương, lại kéo Chủ tịch Vương về phía mình thì rõ ràng là không dễ chút nào. Trong đầu chợt nghĩ đến vài vấn đề, khi nghĩ đến gương mặt còn trẻ của Vương Tử Quân thì hắn thật sự cảm thấy có hơi rối. Anh đang nghĩ gì vậy? Có phải lại vừa ý ai rồi không? Người phụ nữ mặc một chiếc váy ngắn, bộ dạng có chút lẳng lơ, nàng vươn tay ôm cổ Trình Gia Hòa, lại dùng giọng dịu dàng nói. Trước đó Trình Gia Hòa có hứng thú, tất nhiên sẽ thích làm loạn với người phụ nữ này, nhưng bây giờ sự việc trọng đại, hắn nào có tâm tư ngó ngàng đến nàng. Vì thế khi cánh tay của cô nàng khoát lên cổ hắn, đã bị hắn đẩy ra rất thô bạo. Anh đang bận, em nghỉ ngơi đi. Người phụ nữ đi theo Trình Gia Hòa chủ yếu là vì tiền, nhưng lúc này nàng bị hắn đẩy ra rất thô lỗ thì có chút tức giận, thế là nhếch miệng dùng giọng lạnh lùng nói. Trình nhị thiếu gia, ngài dù không thoải mái cũng đừng chút giận lên người tôi, nếu Tôn Thanh Thanh tôi có chỗ nào làm ngài bất mãn thì cứ nói rõ ràng, cùng lắm thì tôi đi khỏi đây. Lúc một người đang buồn bực thì ghét nhất có kẻ lớn tiếng với mình, bây giờ Trình Gia Hòa cũng có tâm tình như vậy.
hắn chợt ngẩng đầu dùng ánh mắt hung hăng nhìn người phụ nữ trước mặt, chuẩn bị phát tiết lên người đối phương. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô nàng, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ. Tên chủ tịch kia còn rất trẻ, nếu như có thể đưa cô nàng này. Trình Gia Hòa có một ý hay, hắn ôm lấy Tôn Thanh Thanh rồi nói. Bảo bối, anh nào thấy em phiền phức chứ? Chỉ là bây giờ anh có chút chuyện không thoải mái. Ha ha, em yên tâm, anh sẽ bảo chứng, sau này nhất định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tôn Thanh Thanh bị những lời nói của Trình Gia Hòa làm cho hồ đồ, vì trong ấn tượng của nàng Trình Gia Hòa căn bản không phải là người thích khuất phục. Trình Gia Hòa nói vài lời ngon ngọt rồi đẩy Tôn Thanh Thanh đi vào phòng, hắn quay về phòng làm việc của mình, lấy sổ điện thoại ra tìm số của Vương Tử Quân. Hắn không dám gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, hắn sợ mình gọi đến không đạt được mục đích, hơn nữa còn tiến thêm một bước làm cho hai bên có quan hệ thêm gay gắt. Nếu thật sự là như vậy thì dù sau đó có tìm người điều tiết cũng căn bản càng thêm khó khăn. Chuyện xin lỗi thì nhất định phải làm, nhưng phải nói lời xin lỗi thế nào cho Chủ tịch Vương tiếp nhận đây? Trình Gia Hòa cảm thấy đó là vấn đề khó khăn của mình, hắn dù đã có quyết định nhưng dù thế nào cũng không dám cho ra hành vi không suy xét, không thể tìm mềm quấy lấy con đàn bà của mình đến dâng cho Vương Tử Quân. Trình Gia Hòa trầm ngâm giây lát, sau đó hắn chợt nghĩ đến gương mặt với nụ cười như Phật Di Lặc của thư ký trưởng Lưu. Chương 562, cách mạng phải có người đi đầu. Vương Tử Quân cũng không có ở trong phòng làm việc, hắn vỗ mạnh đùi nói. Ôi, thư ký trưởng Lưu đại nhân, anh gọi điện thoại rõ ràng không trùng hợp, tôi bây giờ không phải đang ở thành phố Đông Bộ, anh xem. Vương Tử Quân không phải đang ở thành phố Đông Bộ, đây là điều mà thư ký trưởng Lưu thật sự không ngờ, hắn không khỏi oán trách mình làm việc thô giáp, vì sao không gọi điện thoại hẹn từ trước. Hắn tuy nghĩ như vậy nhưng vẫn cười nói. Chủ tịch Vương, bây giờ anh đang ở đâu? Có thể chạy về được không? Chúng tôi chờ anh. Thư ký trưởng Lưu, bây giờ tôi đang ở thành phố Sơn Viên. Đúng rồi, có một việc cần báo cáo với anh. Hôm nay tôi đến thành phố Sơn Viên là vì nghênh đón giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Giang. Lần này anh ấy đến để khảo sát hạng mục mỏ khoáng ở thành phố Đông Bộ. Nếu như kết quả khảo sát được như ý, tập đoàn Thiên Giang sẽ đầu tư vào 300 triệu để khai thác mỏ khoáng ở thành phố Đông Bộ chúng tôi. Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên, hơn nữa lại tiếp đón người của tập đoàn Thiên Giang. Thư ký trưởng Lưu là người phụ trách công tác kêu gọi đầu tư của tỉnh, hắn biết rất rõ về các công ty và tập đoàn lớn. Tập đoàn Thiên Giang không thua kém so với tập đoàn Thần Hà, bây giờ bọn họ đến đầu tư ở thành phố Đông Bộ, rõ ràng là tin tức rất tốt cho thành phố Đông Bộ. Đúng lúc này thư ký trưởng Lưu chợt hiểu vì sao Trình Gia Hòa lại nóng sốt muốn mình lên tiếng mời Vương Tử Quân dùng cơm, thì ra vấn đề là như vậy. Lúc này tập đoàn Thiên Giang nhúng tay vào, tất nhiên người của tập đoàn Thần Hà sẽ cảm thấy không yên. Thư ký trưởng Lưu trước đó cảm thấy khổ sở vì con gái nhà mình chưa thể xuất giá, bây giờ thì tốt, có hai cậu rể đến cạnh tranh, như vậy cứ để cho bọn họ thích làm gì thì làm, dù sao thì hạng mục khai thác khoáng sản ở thành phố Đông Bộ được xử ý thì mình cũng xem như giành được thắng lợi. Đồng thời hắn cũng không ngốc, lúc này người của tập đoàn Thiên Giang đi đến, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chủ tịch Vương chỉ sợ có tác dụng không nhỏ. Ha ha ha, chủ tịch Vương, làm sao anh luôn cho tôi niềm vui lớn như vậy? Chủ tịch Vương cứ bận rộn đi, bữa cơm này để sau cũng được. Cảm ơn thư ký trưởng đã thấu hiểu. Thư ký trưởng, anh có rảnh không? Nếu như có thời gian thì đến thành phố Sơn Viên, chúng ta cùng nhau mở tiệc chiêu đãi giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Giang. Biểu hiện sự coi trọng của chúng ta với nhà đầu tư. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ mới, thế là mở miệng mời thư ký trưởng Lưu. Tuy thư ký trưởng Lưu rất muốn đồng ý, thế nhưng nghĩ đến Trình Gia Hòa đang mỏi mòn chờ mình, cuối cùng dùng giọng nhã nhặn nói. Chủ tịch Vương, tôi xin nhận ý tốt của anh, nhưng tôi muốn chạy qua cũng phải mất ít nhất 1-2 giờ. Các anh cũng đừng chờ tôi, như vậy sẽ làm cho khách đói bụng, các anh cứ dùng cơm đi. Vương Tử Quân cúp điện thoại của thư ký trưởng Lưu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn, hi hi, hắn tin tưởng không bao lâu nữa thành phố Đông Bộ sẽ xuất hiện một xí nghiệp kiểu mẫu. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Quốc Lương ngồi trên vị trí bên tài xế nghe điện thoại, sau đó hắn bụng ống nghe nói. Chủ tịch Vương, là anh Hàn của nhà máy Tâm Hương Y. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận điện thoại. Có câu tiền nhiều khí thế mạnh mẽ. Sau khi nhà máy Tâm Hương Y thoát khỏi khó khăn, bây giờ chuyện buôn bán không còn là vấn đề, lúc này điều khó khăn chính là đẩy mạnh sản xuất. Chưa nói đến những thứ gì khác, bây giờ nhóm trang phục trẻ em được hoan nghênh mạnh mẽ nhất,
những trang phục được nhà máy Tâm Hương Y thiết kế bị người ta tranh giành mua bán. Lúc này nước lên thuyền lên, anh Hàn là giám đốc nhà máy cũng nhanh chóng có uy tín và khí thế. Nhưng hắn là người rất tốt, biết nên làm thế nào không nên làm thế nào, mỗi khi có việc đều đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân, vẫn chạy chiếc xe đạp rách nát chỗ nào cũng kêu trừ chuông không kêu. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, hắn alo một tiếng, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng điệu nhiệt tình như lửa của Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, tôi là anh Hàn của nhà máy Tâm Hương Y, không làm phiền anh đấy chứ? Không, tôi đang đi xe, anh Hàn lúc này gọi điện thoại cho tôi có phải là có chuyện gì không? Vương Tử Quân cũng không khách khí với anh Hào, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không có, không có chuyện gì quá quan trọng, chỉ là muốn báo cáo công tác của nhà máy cho anh. Giọng nói của anh Hàn khẽ run lên, sau đó hắn khẽ nói. Dù không đứng trước mặt anh Hàn nhưng Vương Tử Quân vẫn dựa vào lời nói để biết lần này anh Hàn không nói lời thật lòng. Vương Tử Quân nở nụ cười, hắn cũng không nóng nảy, dù sao lúc này cũng đang ở trên xe, nói thêm vài câu nữa cũng không sợ anh Hàn không nói rõ ràng. Anh Hàn vừa nói mình gọi điện thoại đến để báo cáo, như vậy cứ để cho anh ta báo cáo công tác. Vương Tử Quân biết rõ anh Hàn đi đường vòng thế nhưng cũng không tỏ ra gấp gáp, hắn thản nhiên nghe anh Hàn báo cáo công tác, thi thoảng nói ra vài quan điểm của mình, chấn chỉnh vài sai lầm nhỏ. Chủ tịch Vương, ngày hôm qua chúng tôi tổ chức hội nghị ban ngành, mọi người có một ý nghĩ muốn tôi báo cáo với anh. Vương Tử Quân càng toi cười tỏ ra không có vấn đề thì anh Hàn càng giống như không nhịn được, hắn dùng giọng do dự nói. Vương Tử Quân trước nay luôn quan tâm đến nhà máy Tâm Hương Y. Thế nhưng hắn cũng không can thiệp quá sâu, chỉ cho ra vài lời khuyên mà thôi. Hiện tại hắn chỉ nghe báo cáo về hoạt động của nhà máy, căn bản chưa từng mở miệng can thiệp đến hướng đi của nhà máy, hắn nói. Các anh nói đi, rốt cuộc có ý nghĩ gì? Chủ tịch Vương, là thế này, nhóm người chúng tôi thương lượng với nhau, cũng trưng cầu ý kiến của công nhân viên trong nhà máy, mọi người đều cho ra những ý kiến bất đồng với chuyện di rời nhà máy. Bây giờ nhà máy chúng tôi đã có năng lực trả tiền đất. Anh xem có thể liên hệ với công ty bất động sản, để cho chúng tôi mua lại đất của mình, dù phải bỏ tiền phần trăm thì chúng tôi cũng chấp nhận. Lúc đầu anh Hàn nói về vấn đề này thì có chút do dự, thế nhưng ngay sau đó lại rất rõ ràng mạch lạc. Vương Tử Quân nghe rõ lời của anh Hàn mà trở nên trầm ngâm, anh Hàn không nghe thấy chủ tịch Vương đáp lời thì nhanh chóng trở nên sốt ruột. Trong mắt đám công nhân nhà máy Tâm Hương Y thì Vương Tử Quân chính là đại ân nhân giúp bọn họ cải tử hồi sinh, nếu làm cho chủ tịch Vương mất hứng. Chẳng phải bọn họ biến thành những người không hiểu quy củ sao? Chủ tịch Vương, ngài cảm thấy không được thì chúng tôi cũng không có gì, nhưng chúng tôi cảm thấy đưa nhà máy đến khu quy hoạch kỹ thuật cao thì có hơi xa, hơn nữa chúng tôi dù sao cũng công tác ở chỗ cũ không ít năm, thế cho nên có cảm tình với nó, vì vậy mới mạo muội đề nghị như vậy. Anh Hàn, tôi hiểu rõ ý nghĩ của các anh nhưng sự việc này tôi không sửa đổi được. Đất của nhà máy Tâm Hương Y đã được đấu giá. Không thể bội ước, thứ hai là nhìn vào xu thế phát triển của nhà máy Tâm Hương Y thì thấy cũng không thích hợp tiếp tục ở lại trong nội thành. Vương Tử Quân hiểu rõ cảm tình của anh Hàn, nhưng hắn là chủ tịch thành phố Đông Bộ, hắn không phải chỉ nhìn vào ý kiến của nhà máy Tâm Hương Y, hắn càng phải nhìn vào sự phát triển toàn diện của cả thành phố. Tuy bây giờ nội thành của Đông Bộ là khá tốt, thế nhưng nhìn vào xu hướng phát triển lâu dài thì căn bản không nên đặt nhà máy trong nội thành. Vương Tử Quân cúp điện thoại của anh Hàn mà rơi vào trầm ngâm. Triệu Quốc Lương và anh Đồng thấy Vương Tử Quân không nói lời nào, thế là cũng không dám phát ra âm thanh gì, chỉ sợ làm cho chủ tịch Vương mất hứng. Lần này Vương Tử Quân đến chào đón người của tập đoàn Thiên Giang, đầu tiên là tỏ thái độ với người ta. Theo Vương Tử Quân đến ngoài Lữ Hạ Cường thì còn có vài vị lãnh đạo ban ngành trong thành phố. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Triệu Quốc Lương nhìn thoáng qua số điện thoại. Sau đó hắn có chút do dư nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, là điện thoại của thư ký trưởng Thái. Thái Nguyên Thương vì phải xử lý sự việc ở văn phòng khối chính quyền cho nên lần này không đi cùng Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân nghe nói đó là điện thoại của Thái Nguyên Thương, thế là tiếp nhận điện thoại trong tay Triệu Quốc Lương. Chủ tịch Vương, anh đến thành phố Sơn Viên chưa? Thái Nguyên Thương nghe được âm thanh của Vương Tử Quân thì lập tức cười hì hì hỏi. Sắp đến rồi. Đang rời khỏi đường cao tốc. Vương Tử Quân biết rõ lúc này Thái Nguyên Thương gọi điện thoại đến căn bản không phải là quan tâm đến chuyện này, hắn trực tiếp hỏi. Ở nhà có chuyện gì sao? Chủ tịch Vương, không có gì đặc biệt, chỉ là vừa rồi Tổng Giám Đốc Trình tự mình đi đến, thái độ rất thành khẩn, nói rằng muốn gặp mặt anh bàn chuyện đầu tư.
Thái Nguyên Thương nói đến đây thì cười ha hả nói. Chủ tịch Vương, tôi nghe những lời nói của Tổng Giám Đốc Trình mà cảm thấy mây gió thay đổi quá lớn. Vậy thì anh cứ hưởng thụ cảm giác tốt đẹp đó đi. Vương Tử Quân nghe những lời Thái Nguyên Thương cố ý nói cho mình, hắn khẽ cười rồi dùng giọng vui đùa nói. Chủ tịch Vương, tôi thấy Tổng Giám Đốc Trình không gặp được anh thì không cam lòng, cứ mãi hỏi tôi về hành tung của ngài. Vương Tử Quân cười thản nhiên nói. Anh biết rồi đấy, tôi bận rộn nhiều việc, nhưng anh có thể để cho trưởng phòng Lý phòng công thương thay mặt chào hỏi. Dù sao thì bọn họ cũng là nhà đầu tư từ bên ngoài đến tỉnh Sơn Nam, chúng ta nhất định phải đối xử như nhau, tuyệt đối không cho phép xảy ra hiện tượng nặng bên này nhẹ bên kia. Tôi hiểu rồi, chủ tịch, hình tượng của thành phố chúng ta rất quan trọng, tuyệt đối không để phát sinh tình huống một con sâu làm dầu nồi canh. Thái Nguyên Thương có đôi khi nói ra những lời khá cay nghiệt. Ừ, cứ như vậy. Vương Tử Quân cười cười, không tiếp tục lên tiếng với lời nói của Thái Nguyên Thương. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị cúp điện thoại thì Thái Nguyên Thương chợt mở miệng xin chỉ thị. Chủ tịch Vương, nếu như bọn họ nhất định muốn gặp lãnh đạo ngài, như vậy phải làm sao cho tốt đây? Thành phố có nhiều lãnh đạo, cứ để chủ tịch Tôn tiếp đãi bọn họ cũng được. Vương Tử Quân dùng giọng chân thật đáng tin nói. Chủ tịch Tôn cũng giống như vậy sao? Thái Nguyên Thương nghe được câu trả lời của lãnh đạo mà trong lòng thầm nghĩ, có giống thật sao? Đám người Vương Tử Quân đến sân bay thành phố Sơn Viên chào đón nhóm giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Giang. Những nhân viên tập đoàn Thiên Giang thấy chủ tịch Vương Tử Quân của thành phố Đông Bộ đến tận sân bay đón mình thì đều tỏ ra rất cảm động. Giám đốc Trần càng kéo tay Vương Tử Quân nói lời cảm tạ. Sau khi tổ chức một nghi lễ hoan nghênh ngắn gọn mà trang trọng trong khách sạn ở thành phố Sơn Viên, Vương Tử Quân ném công tác sắp xếp hộ tống cho Lữ Hạ Cường. Tuy hắn là chủ tịch thành phố, thế nhưng những chuyện này cũng không phải chỉ một mình hắn gánh vác là xong, đặc biệt là phương diện thành tích cũng phải chia đều. Buổi chiều Vương Tử Quân về thành phố Đông Bộ lại nhận được điện thoại của thư ký trưởng Lưu, lần này thư ký trưởng Lưu cũng không tiếp tục đi đường vòng mà trực tiếp nói. Chủ tịch Vương, lần này anh giúp tôi một tay, đã có lãnh đạo tỉnh gọi điện thoại cho tôi, nói tôi cần giúp người của tập đoàn Thần Hà mời ngài một bữa cơm. Vương Tử Quân biết rõ thư ký trưởng Lưu đã nói đến nước này, như vậy nhất định là có lãnh đạo tỉnh mở miệng, thế là hắn lên tiếng đồng ý. Điều này hoàn toàn có thể nhưng hôm nay là không được. Thư ký trưởng Lưu, tối nay tôi đã đồng ý tiếp đón giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Giang, sẽ phải tận tình địa chủ. Anh xem hay là thế này, chờ hai ngày nữa xong việc thì tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm, thế nào? Thư ký trưởng Lưu là người phụ trách công tác kêu gọi đầu tư, hắn hiểu rất rõ tình huống vì sao tập đoàn Thiên Giang lại đến thành phố Đông Bộ. Nếu Vương Tử Quân đã đàm phán tốt với tập đoàn Thiên Giang, như vậy đến dùng cơm chỉ là tiễn đưa tập đoàn Thần Hà mà thôi. Tuy thư ký trưởng Lưu rất bất mãn với người của tập đoàn Thần Hà, thế nhưng người tuyến trên đã chào hỏi, hắn cũng không dám đắc tội. Chủ tịch Vương, tôi biết rõ anh bận rộn, nhưng dù thế nào anh cũng phải giúp tôi một lần. Thế này đi, trưa mai tôi sẽ sắp xếp tiệc ở thành phố Đông Bộ, anh nhất định phải đến, coi như tôi thiếu nợ anh một phần nhân tình. Thư ký trưởng quá khách khí rồi, Enos ngài nói như vậy, chẳng phải tôi không nghĩ cho anh em sao? Được, nếu anh đã nói ngày mai. Như vậy anh cứ giao chuyện sắp xếp cho tôi. Nếu như ngài cảm thấy thiếu nợ nhân tình, sau này các anh làm công tác kêu gọi đầu tư có hạng mục nào kha khá, có thể ném cho thành phố Đông Bộ chúng tôi. Vương Tử Quân biết rõ thư ký trưởng Lưu đang nói lời khách khí, thế nhưng dù đối phương khách khí thì hắn cũng phải nể mặt. Hơn nữa có thêm bạn sẽ có thêm đường, Vương Tử Quân cũng không muốn con đường của mình thêm chật hẹp. Thư ký trưởng Lưu nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì cảm thấy mình rất có thể diệt. Ngày mai thì ngày mai, dù sao hắn cũng không gấp. Hắn không vội nhưng lại có nhiều người cảm thấy nóng lòng. Sau khi nhận được điện thoại của thư ký trưởng Lưu thì trán Trương Gia Chuân thật sự nổi đầy gân xanh, hắn cảm thấy mình đắc tội với vị chủ tịch kia là sai lầm. Không, hắn tuyệt đối không ngồi chờ chết, nếu như thành phố Đông Bộ ký kết dự án với tập đoàn Thiên Giang, như vậy hắn sẽ xong đời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.